Y võ song toàn, Tần Lâm. Tập 37. Vừa nhìn thấy Tôn Đại Nã đến, mẹ Chu lập tức khoe mẽ. Anh Tôn à, mau vào đi, vừa hay có khách tặng chúng tôi chút đồ, không biết anh đã nếm thử chưa, vào làm điếu thuốc đã. Lão Chu vội vàng lấy một điếu ra nói, đây là Nguyễn Trung Hoa 7 sao, lão Tôn, chắc ông chưa từng hút đâu nhỉ. Mắt Tôn Đại Nã sáng lên, chưa từng, tôi chưa từng hút đâu, tôi biết loại thuốc này. Được phết đây, cậu nhóc này hào phóng ghê. Tôn Đại Nã châm thuốc, tán dương nhìn Điền Mập. Thói ham hư vinh của Điền Mập được thỏa mãn, hắn cười tươi như hoa. Tôn Đại Nã rít mấy hơi, cảm thấy hơi phiêu phiêu, liền nói. Quả của nhà mọi người nhiều nhỉ, mà toàn đồ tốt, ai u, còn có cả dưa hấu vỏ đen à. Tôn Đại Nã cũng từng nghe qua dưa hấu vỏ đen, mặc dù bây giờ không bị đội giá lên cao như trước nhưng chắc cũng phải lên đến cả nghìn tệ. Một quả dưa hấu mà cả nghìn tệ, đây đúng là loại hoa quả xa xỉ mà. Mẹ Chu có hơi không nỡ, cười cười, quả dưa này để hôm khác hắn ăn, tôi vừa rửa nho xong, mọi người ăn đi. Nói xong, mẹ Chu cầm một chậu nho ra, mọi người cùng ăn. Ăn được mấy quả, Tôn Đại Nã đột nhiên kinh ngạc. Nho này ngon nhỉ? Lão Chu cũng cảm thấy nho rất ngon, hương vị thuần khiết, ngọt mà không chát, đây là loại nho ngon nhất mà ông ấy từng ăn. Điền Mập bĩu môi, chỉ là mấy quả nho mà thôi, đâu đến mức đấy. Nói xong, hắn cũng bốc một quả cho vào mồm. Sau khi ăn, phát hiện nho thực sự ngon, có điều Điền Mập vẫn cứng đầu nói. Thường thôi, cũng chẳng có gì đặc biệt, chẳng qua là ngọt, nho bán sớm ở chợ cũng vậy, ha ha. Chu Điềm Điềm cũng ăn mấy quả, mắt lập tức sáng lên, đây là lần đầu tiên cô ấy ăn được loại nho ngon đến vậy. Anh Tần, ngon quá đi mất. Anh ăn thêm mấy quả đi. Chu Điềm Điềm đút mấy quả nho cho Tần Lâm, dáng vẻ thân mật vô cùng. Điền Mập ở bên thấy vậy, trong lòng khó chịu. Tần Lâm cũng cảm thấy khá được, phần húc này may là thiếu gia nhà giàu, hơn nữa bị Tần Lâm dạy bảo xong thì cũng có chút dáng vẻ chim sợ cành cong. Tần Lâm bảo anh ta chuẩn bị ít đồ, anh ta cũng đâu thể chuẩn bị hàng kém chất lượng được. Tôn Đại Nã ăn mấy quả, lập tức nhíu mày. Lão Chu, nho này có gì đó không đúng. Lão Chu sững sờ, cái gì không đúng? Nho này không giống nho sản xuất trong nước, đây là nho nhập khẩu phải không? Mẹ Chu bĩu môi, nho nhập khẩu thì có gì tốt chứ, bây giờ hoa quả nhập khẩu đầy ra. Điền Mập cũng cười khẩy, đúng vậy, hoa quả nhập khẩu bây giờ rẻ lắm, nhiều cửa hàng hoa quả đều có, đặc biệt là mấy loại hoa quả thường thấy như nho. Tôn Đại Nã vẫn nhíu mày, lắc đầu, không phải, vẫn không phải. Nho này chắc chắc không phải nho thường. Bao bì đâu? Đưa tôi xem. Lão Chu cầm thùng đựng nho từ dưới đất lên, nhìn thấy trên viết chữ nước ngoài, đưa cho Tôn Đại Nã. Tôn Đại Nã nhìn một lúc liền lắc đầu, không hiểu, cầm điện thoại lên, bật phần mềm phiên dịch rồi quét chữ, mấy giây sau liền trợn tròn mắt. Đây là nho Pháp. Điền Mập cười nhạo một tiếng, ha ha, người ta bảo Tôn Đại Nã hiểu đời, từng trải, cháu thấy cũng thường thôi, chỉ là nho Pháp mà kinh ngạc đến vậy sao? Đáng không? Mẹ Chu cũng vô cùng hiếu kỳ, đúng vậy, nho Pháp là nho Pháp, có gì đặc biệt đâu. Tôn Đại Nã lắc đầu, đây không phải nho Pháp bình thường đâu, mọi người xem, góc bên phải có viết trang trại rượu Lafite. Đây là nho của trang trại rượu Lafite, là loại nho dùng để sản xuất rượu Lafite, loại nho tốt nhất thế giới. Mọi người lập tức kinh ngạc. Không ngờ nho này lại có nguồn gốc như vậy. Ai mà chẳng biết rượu Lafite? Chịu uống thì cũng từng nghe qua, đều biết đây là loại rượu vang quý nhất thế giới, không ngờ bọn họ chưa từng uống mà lại có thể ăn loại nho ủ nên loại rượu này. Cần phải biết, rượu Lafite nổi tiếng thế giới, chủ yếu là vì nho của bọn họ rất đặc biệt. Hơn nữa trang trại sản xuất rượu Lafite tự trồng nho của họ, vốn không bán ra ngoài, vậy nên cho dù là bạn ở nước Pháp thì chắc chắn cũng không ăn được nho của trang trại sản xuất rượu Lafite. Mà trang trại sản xuất rượu Lafite mỗi năm đều chọn những trái nho ngon nhất để tặng một số nhân vật máu mặt trên thế giới, đa phần đều là người giàu có. Chỉ có như vậy mới có thể nếm thử được hương vị của loại nho được trồng ở trang trại sản xuất Lafite. Tôn Đại Nã giải thích một hồi, mọi người đều kinh ngạc, không ngờ quả nho bé tí kia lại có nguồn gốc kinh khủng như vậy. Mọi người đều nhìn Tần Lâm, ánh mắt đầy kinh ngạc, cậu thanh niên này là đại gia sao? Trông chẳng giống gì cả. Điền Mập mất hết mặt mũi,
vốn cho rằng phương diện nào hắn cũng thắng Tần Lâm, kết quả không ngờ tên họ Tần lại tặng nho như vậy, đúng là thắng vì bất ngờ mà. Hơn nữa nếu không vì có Tôn Đại Nã ở đây, người khác cũng không biết, khẻo còn tưởng là nho bình thường. Mẹ Chu vừa nghe thấy đây là nho của trang trại sản xuất Lafite, lập tức bưng chậu nho lên. Nho đắt thế cơ à? Thế mọi người ăn dưa hấu nhé. Nói xong, cho nho vào trong thùng, sau đó cầm dưa hấu vỏ đen ra. Dưa hấu vỏ đen mặc dù rất đắt tiền nhưng dù sao cũng là đồ có thể mua được, một quả 800-1000 tệ, nghĩ cũng không phải món đồ quá xa xỉ. Nhưng nho của trang trại sản xuất rượu Lafite thì khác, có tiền cũng chưa chắc đã mua được, sau khi ăn xong e rằng cũng chẳng còn nữa. Mọi người ăn dưa hấu, Điền Mập lập tức cảm thấy mất hết mặt mũi, rõ ràng là lúc đầu hắn có mặt mũi, kết quả lại bị như vậy. Một thùng nho mà có thể chèn ép được hắn, khiến cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Ha ha, món đồ này dù sao cũng chỉ là hoa quả mà thôi, nào, chú Chu, chú hút điếu thuốc đi ạ. Điền Mập làm vậy cũng là để nhắc nhở bọn họ, còn có thuốc nữa mà, Nguyễn Trung Hoa 7 sao, đây là loại thuốc rất tốt. Mẹ Chu nhìn thấy nho được tặng quý như vậy, nghĩ chắc thuốc kia cũng không phải loại thuốc bình thường. Tôn Đại Nã, anh xem thuốc này có gì hay không? Tôn Đại Nã nhìn thấy loại thuốc này, lập tức lắc đầu, tôi cũng không biết, hay chúng ta mở ra xem sao? Điền Mập cười khẩy, có gì khác lạ đâu chứ, chỉ là thuốc mà thôi, chú xem nhãn hiệu này. Trường Bạch Sơn, chỉ là thuốc lá giá rẻ thôi. Tôn Đại Nã và Lão Chu gật đầu, nhãn hiệu này thực sự không phải là thuốc lá đắt tiền gì, ít nhất thì cũng kém hơn Nguyễn Trung Hoa nhiều, hơn nữa còn cách đến 1-2 cấp bậc. Cho dù có là thuốc đắt tiền hơn một chút, thì nó vẫn là sự khác biệt giữa sản phẩm cao cấp và sản phẩm rẻ tiền, thực ra cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôn Đại Nã nhìn qua, vẫn nên mở ra xem, cách đóng gói này tôi chưa thấy bao giờ. Tần Lâm đứng bên cạnh không nói gì, hơi cười. Mẹ Chu vội vàng thành thục mở hòm ra, bên trong lộ ra màu trắng. Từng cây thuốc trắng tinh, bên trên chẳng có gì, chỉ là ở dưới góc phải thì có 4 chữ màu đen. Cung cấp đặc biệt. Tôn Đại Nã lập tức kinh ngạc, cầm cây thuốc lên, xem thử xem sao. Có thể bóc ra không? Lão Chu nói, bóc ra đi, dù sao chúng ta cũng mỗi người làm điếu đi. Tôn Đại Nã bóc cây thuốc ra. Cầm một bao lên rồi nói. Đây hình như là hàng cung cấp đặc biệt cho quân khu. Cách đóng gói của loại thuốc này không có ghi gì ở trên, chỉ một màu trắng, ngoài ra chỉ có 4 chữ cung cấp đặc biệt, còn lại không có gì hết. Hàng cung cấp đặc biệt cho quân khu đó, có tiền cũng không mua được đâu. Dân thường đều biết, đã là đồ cung cấp đặc biệt cho quân khu thì không thể là hàng kém chất lượng được. Thức ăn được cung cấp đặc biệt cho quân khu không có chất bảo quản. Sử dụng những nguyên liệu tốt nhất để tiến hành gia công. Bao gồm cả thuốc lá cũng vậy, đều sử dụng những lá thuốc tốt nhất để gia công, bên trong sẽ không có bất kỳ tạp chất gì. Thuốc lá cung cấp đặc biệt cho lãnh đạo quân khu thì sao có thể kém được. Tôn Đại Nã liền hút một điếu, lập tức cảm thấy lâng lâng. Được, đúng là hàng cung cấp cho quân khu có khác, ngon thật, mùi hương thơm quá. Tôn Đại Nã khen không dứt lời. Sau khi hút điếu thuốc này liền cho điếu Nguyễn Trung Hoa 7 sao lúc nãy đang hút dở vào gạt tàn. Điền Mập nhìn cảnh này, sắc mặt vô cùng khó coi. Không ngờ tên này lại đánh bất ngờ như vậy, tặng quà thôi mà cũng lợi hại vậy sao? Mẹ Chu có hơi kinh ngạc, không ngờ cậu trai trẻ này lại lắm tiền đến vậy. Tặng một vài món quà thôi mà cũng xa xỉ đến thế. Hơn nữa vừa quý giá vừa khiêm tốn. Trông có vẻ là món quà bình thường nhưng trên thực tế mỗi món đều có nguồn gốc rất sâu xa. Mẹ Chu cười ha ha nói. Tôn Đại Nã, quên không giới thiệu, đây là con rể tôi, Tần Lâm, chỗ quà này đều là con rể tôi mua tặng đấy. Mẹ Chu gặp gió đẩy thuyền, vừa nhìn thấy thân phận của Tần Lâm không tầm thường, lập tức đổi miệng, bắt đầu gọi anh là con rể. Tôn Đại Nã cười tươi, ánh mắt đầy vẻ tán dương. Được đấy. Cậu trai này còn trẻ mà có tiền đồ. Sắc mặt Điền Mập đen xì, nghiến răng ken két, tay cuộn thành nắm đấm, mặt đầy vẻ không phục. Hắn kỳ quái nói. Trẻ tuổi mà có tiền đồ. Ha ha, mua được chút hoa quả, lấy được ít thuốc lá cung cấp đặc biệt mà đã là trẻ tuổi mà có tiền đồ á. Người trẻ tuổi có tiền đồ thực sự mà thậm chí ngay cả cái xe cũng không có sao. Tần Lâm cười nhạt, mặt đầy vẻ khinh bỉ, có điều cũng không giải thích. Với dạng tiểu nhân này,
anh thực sự không thèm tranh luận. Có điều Tần Lâm nhịn được nhưng Chu Điềm Điềm thì không nhịn được, cô liếc mắt nói. Điền Mập, anh nhầm à, anh Tần là khách hàng lớn của tôi, chúng tôi quen nhau qua công việc, anh nói anh Tần không có xe sao? Điền Mập sững sờ, nhíu mày. Anh ta có xe á, thế Zeta hay Hạ Lợi? Điền Mập vẫn tỏ vẻ khinh thường Tần Lâm, không nói ra được câu nào tốt đẹp cả. Chu Điềm Điềm cạn lời, lạnh lùng cười khẩy một tiếng. Điền Mập, anh hồ đồ à, anh có biết tôi làm việc ở đâu không? Điền Mập sững sờ, sau đó mới phản ứng lại. Chu Điềm Điềm làm việc tại cửa hàng Rolls Royce 4S. Tần Lâm là khách hàng của cô ấy sao? Cũng có thể nói xe mà Tần Lâm lái là Rolls Royce sao? Em.anh ta sao có thể lái được Rolls Royce? Tần Lâm chẳng có khí chất để lái được Rolls Royce gì cả. Anh chẳng giống ông chủ lớn hay mấy nhà tài phiệt gì hết. Tần Lâm lạnh lùng nói. Thực ra tôi không lái Rolls Royce đâu, lúc trước mấy chiếc mà tôi mua đều là để tặng người khác. Tần Lâm nói xong, mọi người lập tức sững sờ. Tặng người khác? Tên này giỏi thật. Lái Rolls Royce đã đủ giỏi rồi, Tần Lâm này còn kinh khủng đến mức đem tặng Rolls Royce cho người khác nữa. Kinh quá! Có thể lái được Rolls Royce thì ít nhất cũng phải có tài sản lên đến cả chục triệu cả trăm triệu. Có thể mua được Rolls Royce tặng người khác thì phải có thân phận thế nào đây? Điền Mập mặt xám như cho, sắc mặt vô cùng khó coi, không ngờ đối thủ cạnh tranh của hắn lại là một người có thực lực đến vậy. Đây đâu phải cạnh tranh, Điền Mập nói mấy câu chào hỏi rồi lủi thủi rời đi. Tôn Đại Nã cũng được coi là người từng trải, không ngờ trước mặt là một anh đại gia, đúng là khiến người khác bất ngờ mà. Tôn Đại Nã hỏi, cậu trai, cậu làm nghề gì? Tần Lâm nói, cháu làm bác sĩ. Tôn Đại Nã sững sờ, bác sĩ mà kiếm được nhiều tiền vậy sao? Có vẻ như Tần Lâm này chắc là một phú nhị đại rồi, phú nhị đại cũng có sở thích riêng, làm bác sĩ cũng là chuyện rất bình thường. Tôn Đại Nã cười, thôn chúng tôi có một thần y già, rất lợi hại, cậu có thể đến để học tập ông ấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chu Điềm Điềm gật đầu, không sai. Bác sĩ già của thôn bọn em thực sự lợi hại, lúc trước cũng từng khám bệnh cho em còn từng uống thuốc của ông ấy, uống xong liền khỏi. Vừa nhắc đến thần y già của thôn bọn họ, mọi người liền sôi nổi hẳn. Đúng vậy, mọi người đều từng uống thuốc của thần y già ấy rồi, nó lợi hại lắm, có thể chữa được bách bệnh, chỉ là mấy tháng nay không biết xảy ra chuyện gì, thần y già khám bệnh nhưng đều không chữa khỏi được cho người khác. Tần Lâm nhíu mày, có những chủ đề anh không chen được miệng vào. Hoặc là không muốn chen miệng vào. Nhưng nhắc đến chữa bệnh thì có những chuyện anh không thể không nói. Không thể nào có loại thuốc nào chữa được bách bệnh đâu, nếu như giữa người bệnh đồn thổi như vậy, thì là chỉ y thuật cao minh của bác sĩ. Nhưng nếu như bác sĩ nói thế thì là kẻ lừa đảo. Không có bất kỳ loại thuốc nào có thể chữa được bách bệnh, mỗi loại thuốc đều có dược lý riêng của nó, nhằm chữa một loại cơ quan nhất định hoặc một triệu chứng nhất định. Cho dù có nhiều loại thuốc trộn hỗn hợp với nhau, cũng không thể nào thần kỳ như vậy được. Bởi vì nhiều chứng bệnh có sự xung đột với nhau. Ví dụ gan nóng với lạnh bụng. Đây rõ ràng là hai chứng bệnh hoàn toàn đối nghịch với nhau, nếu như kê đơn thuốc, muốn chữa khỏi cũng lúc hai chứng bệnh này thì thuốc đông y được kê cũng sẽ xảy ra bất đồng. Dược tính của thuốc đông y một khi xảy ra bất đồng thì rất kinh khủng, một khi uống, nhẹ thì trúng độc, nặng thì mất mạng. Vậy nên thuốc chữa được bách bệnh chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi. Có bác sĩ chữa được bách bệnh nhưng không có thuốc chữa được bách bệnh. Tần Lâm nói như vậy vốn là đạo lý đơn giản nhất nhưng đám Tôn Đại Nã nghe xong, sắc mặt liền thay đổi, nghiêm túc nói. Cậu nhóc, không được nói bừa đâu, thuốc của thần y già của chúng tôi thực sự có thể chữa được bách bệnh, ông ấy từng lên thời sự, không tin cậu cha xem. Tần Lâm nhíu mày, đám Tôn Đại Nã này tôn trọng thần y già này đến thế sao? Tần Lâm cũng cảm thấy hiếu kỳ. Chu Điềm Điềm lấy điện thoại ra tra, đưa bài báo mấy năm trước cho Tần Lâm xem. Bên trên viết, thần y già thần bí trong thôn, một viên thuốc mà chữa được ung thư. Thần dược chữa được bách bệnh, chữa được tác động mạch máu não, bệnh tiểu đường cùng nhiều chứng bệnh hiểm nghèo mà khoa học còn bó tay, thuốc đến đâu hết bệnh đến đấy, ngay cả chuyên gia cũng phải khen ngợi thần kỳ. Thần y già có loại thuốc chữa được bách bệnh, người tàn tật cũng khỏe mạnh trở lại. Sau khi dùng thần dược xong, bé trai ngồi xe lăn cũng có thể đứng dậy.
Mấy tin tức như này không hiếm, đều là bài báo của 2 năm về trước, thần y già này từng vang bóng một thời, trở thành hiện tượng mạng. Chỉ có điều lúc nó Tần Lâm chưa về thành phố, vậy nên không biết người này. Chu Điềm Điềm nói, đây là bác sĩ già đức cao vọng trọng trong thôn chúng tôi, ông cụ Hoa, Hoa thần y, lúc nhỏ em từng bị thủy đậu, ông ấy cho em uống thuốc sau đó em khỏi luôn. Anh Tần, hay chúng ta đến thăm ông ấy một chút xem sao, ông cụ Hoa lợi hại lắm đó. Tần Lâm nhíu mày, còn có người thần kỳ đến vậy sao? Được, vậy anh đi một chuyến xem sao. Nhiều người bệnh miêu tả không chuẩn xác, bọn họ thường phóng đại sự thật lên, dù sao cũng có nhân tố chủ quan, nên lời bọn họ chưa chắc đại diện cho y thuật của bác sĩ. Nhưng báo chí không kiêng dè gì mà khen ngợi đến vậy, trên TV cũng có cuộc phỏng vấn riêng, thì đúng là lợi hại thật. Chẳng nhẽ vị thần y này có trình độ ngang với sư phụ mình. Nếu như nói trên thế giới này có bác sĩ nào chữa được bách bệnh thì người đó chính là Diệp Hiên Viên. Nếu như có 2 người thì đó sẽ Diệp Hiên Viên và Tần Lâm. Bây giờ có vẻ như còn có người thứ 3 nhỉ. Trên đường, Tần Lâm nghe nói rất nhiều chuyện liên quan đến vị thần y già. Có người nói Hoa thần y là hậu duệ của Hoa Đà, kế thừa y thuật của Hoa Đà. Nhưng trên thực tế câu nói này chỉ là vớ vẩn, chẳng nhẽ cứ họ Hoa thì là hậu duệ của Hoa Đà sao? Người họ Hoa nhiều như vậy, chẳng nhẽ nhà họ Hoa tam đại gia tộc của Hoa Hạ đều là con cháu của Hoa Đà sao? Đây rõ ràng là lời nói vô căn cứ mà. Ngoại trừ cách nói này ra, nhiều người còn nói thuốc của Hoa thần y rất lợi hại, một viên thuốc có thể chữa được bách bệnh. Tất cả mọi người đều nói thế, cứ như chỉ cần đến chữa bệnh ở chỗ của Hoa thần y thì sẽ được uống loại thuốc này, uống xong liền khỏi bệnh vậy. Chưa từng nghe nói Hoa thần y dùng châm cứu hay những phương pháp khác để chữa bệnh. Thế này có vẻ sai sai. Về lý mà nói, một cao thủ đông y thực sự, châm cứu sẽ là phương pháp sở trường, hơn nữa là phương pháp hay dùng nhất. Thuốc có 3 phần độc, so với uống thuốc, châm cứu rõ ràng có ít tác dụng phụ hơn. Hơn nữa chữa bệnh bằng cách này cũng tiện hơn. Tần Lâm hỏi, bác Tôn, Hoa thần y có dùng châm cứu không? Tôn Đại Nã nghĩ rồi lắc đầu. Cái này tôi cũng không biết, Hoa thần y chỉ có 1 lần thất bại duy nhất, chính là châm cứu. Có điều sau khi châm cứu, Hoa thần y liền lập tức cho người dùng viên thuốc kỳ diệu kia, người bệnh uống xong liền khỏi. Nghe xong, Tần Lâm cảm thấy kỳ quái hơn. Châm cứu không chữa khỏi bệnh mà uống mấy viên thuốc kia lại khỏi. Nếu như cùng một trình độ, hiệu quả của châm cứu nhất định sẽ mạnh hơn hiệu quả của thuốc nhưng Hoa thần y này có chút vấn đề, hiệu quả của châm cứu lại không bằng hiệu quả của thuốc. Điều này không chỉ khiến Tần Lâm nghĩ đến loại thuốc mà sư phụ từng nghiên cứu lúc trước, tên là Tô Linh Hoàn có hiệu quả lớn, khiến tinh thần tỉnh táo, hóa giải đau đớn trong cơ thể. Hiệu quả của loại thuốc này có thể giúp loại bỏ bất kỳ cảm giác đau nào. Thậm chí là cơn đau lúc sinh con cũng chỉ cần uống thuốc xong liền lập tức đỡ hơn nhiều. Chỉ có điều viên thuốc này bên trong có một vị thuốc tên là anh túc, vị thuốc này là thành phần chủ yếu của thuốc phiện, dùng xong dễ bị nghiện. Vậy nên Diệp Hiên Viên cảm thấy loại thuốc này không tốt, sau này liền cấm dùng nó, vậy nên Tần Lâm cũng chỉ nghe nói đến loại thuốc này chứ sư phụ chưa bao giờ dạy anh. Hơn nữa bây giờ Tần Lâm không cần đến loại thuốc này, muốn loại bỏ cơn đau của người bệnh thì có rất nhiều cách. Thực sự không ổn thì vẫn có thuốc tê. Chẳng mấy chốc, Tần Lâm đã đến cổng nhà Hoa thần y, nhìn thấy bên trong có người bệnh đến, tinh thần thoải mái, mặt tươi như hoa. Tôn Đại Nã liền hỏi. Lão Điền, ông qua đây khám bệnh à? Lão Điền gật đầu, đúng vậy, bệnh này của tôi chỉ có Hoa thần y mới chữa khỏi thôi. Tần Lâm hiếu kỳ, bệnh gì vậy? Có bệnh gì mà bắt buộc để ông ta chữa vậy? Lão Điền sững sờ nói. Tôi bị đau khi tiểu tiện, mỗi lần đi vệ sinh, bụng đau như bị đâm vậy, có điều uống xong thuốc của Hoa thần y thì lập tức khỏi, cậu nói xem có thần kỳ không? Tần Lâm nhíu mày, còn có chuyện này à? Nguyên nhân dẫn đến đau khi tiểu tiện có rất nhiều, đường tiết niệu bị nhiễm trùng hoặc là có sỏi. Nhưng dù là vì lý do gì, uống thuốc xong liền khỏi đều là chuyện bình thường. Thuốc của Hoa thần y thần kỳ vậy sao? Tần Lâm nói, tôi là bác sĩ. Có thể để tôi bắt mạch cho ông được không? Lão Điền sững sờ, được, cậu bắt thử xem. Dù sao cũng là bắt mạch, Lão Điền cũng không quan tâm, nhiều bác sĩ khám mà không mất tiền thì càng tốt. Tần Lâm bắt mạch xong, mấy giây sau liền nhíu mày. Mỗi ông uống rượu xong thì đều thấy đau phải không?
Lão Niềm sững sờ, ồ, cậu trai trẻ, cậu được đấy, trình độ cao ghê, cái này mà cũng chẩn đoán được à? Tần Lâm cười khẩy, đương nhiên rồi, hơn nữa tôi còn chẩn đoán ra, bệnh của ông không những không có chuyển biến tốt, ngược lại càng nặng hơn. Lão Niềm nhíu mày, sắc mặt thay đổi, nói. Cậu nói cái gì vậy, tôi rõ ràng cảm thấy tốt hơn nhiều mà, sao lại bệnh ngày càng nặng hơn vậy? Hoa thần y đã khám cho tôi rồi, sao bệnh của tôi lại nặng hơn vậy? Cậu không hiểu thì đừng nói vớ vẩn. Hừ, dâu còn chưa dài, dám bêu xấu hoa thần y. Đúng là không biết cậu lấy đâu ra lắm dũng khí như vậy. Hừ, Tần Lâm chỉ nói có một câu bệnh tình thêm nặng mà thôi, còn chưa nói xấu hoa thần y câu nào, phản ứng của dân thôn này lại mạnh như vậy, có thể thầy hoa thần y này có uy tín rất cao trong thôn. Đám dân trong thôn này thực sự muốn bảo vệ ông ta, có điều Tần Lâm luôn cảm thấy bác sĩ này không bình thường. Sau khi lão Điền, Tần Lâm tôn đại nã đi vào trong. Một ông cụ để râu trắng ngồi ở đại sảnh, trong phòng bài trí theo phong cách cổ xưa tao nhã, tương tự như y quán của Tần Lâm, đồ vật bài trí cũng đều là nội thất gỗ thật cao cấp. Mặc dù có vẻ khá khiêm tốn, nhưng nội thất ở đây thực sự rất xa xỉ. Đủ để thấy hoa thần y này rất có tiền. Đúng như mọi người biết, nếu như thực sự có thể dựa vào việc kiếm tiền để chữa bệnh thì không kiếm được nhiều. Trừ phi là sư đồ Tần Lâm, chuyên chữa các loại bệnh hiểm nghèo, mà người bệnh đều là những người có tiền. Bọn họ mới sau khi chữa xong đều đưa rất nhiều tiền chữa bệnh, về lâu về dài, Tần Lâm mới tích lũy được một khối tài sản khổng lồ. Bác sĩ bình thường như hoa thần y chỉ là người nghề y trong thôn, sao có thu nhập cao như thế vậy? Lão Chu nói, hoa thần y có rảnh không ạ? Hoa thần y ngẩng đầu, cười mỉm. Lão Chu đến rồi à, cơ thể dạo này có gì không khỏe không? Lão Chu nói, ha ha, nhờ phúc của hoa thần y, cũng không có chuyện gì, tôi có cậu con rể hành nghề y, nên tôi đưa cậu ấy qua thăm ông chút. Hoa thần y gật đầu, hóa ra là vậy, qua đây tôi xem nào. Nói xong, lão Chu đánh mắt với Tần Lâm, vội vàng đẩy anh qua, đẩy qua trước mặt hoa thần y. Mặt mày khách khí nói. Hoa thần y, đây là con rể tôi, ông chỉ dạy cậu ấy giúp tôi nhé. Ông Chu cũng có ý tốt, trong mắt ông ấy, hoa thần y như một vị thần, nếu như có thể chỉ dạy Tần Lâm thì nhất định sẽ rất tốt. Hoa thần y đánh giá một lượt rồi gật đầu. Tuổi tác được đấy, cũng khá anh tuấn đẹp trai, cũng hợp tiêu chuẩn thu nhận đồ đệ của tôi, được rồi, quỳ xuống kính trà đi. Hoa thần y tỏ vẻ đức cao vọng trọng như một tông sư lớn vậy. Ngồi trên ghế, vắt chéo hai chân, dáng vẻ như từ trên cao nhìn xuống, đợi Tần Lâm qua kính trà. Tần Lâm cười khẩy, quỳ xuống, bái ông làm sư, ông xứng chắc. Lời Tần Lâm khiến sắc mặt hoa thần y lập tức thay đổi. Láo, cậu dám nói thế với tôi, cậu không muốn bái sư nữa phải không? Hoa thần y không được coi là có nhiều đồ đệ, nhưng người tìm ông ta sư cũng rất nhiều, hơn nữa bái sư cũng thu được tiền, dựa vào cái này. Hoa thần y thu được không ít tiền, nếu không ông ta sao giàu có đến vậy được. Nhiều người nhìn thấy ông ta liền tỏ ra lễ phép, sợ sẽ từ chối nhận đệ tử, hơn nữa hoa thần y còn tuyên bố với bên ngoài, thu nhận đồ đệ phải có tiêu chuẩn nhất định, cũng không phải ai cũng nhận, cần phải xem tư chất, xem thiên phú. Càng có tiêu chuẩn như vậy thì càng có nhiều người đến bái ông ta làm sư, hơn nữa sau khi thu nhận thì cảm thấy bản thân giỏi hơn người khác nhiều, bởi vì người khác không nhận mà nhận mình. Như vậy cũng cảm thấy có cảm giác hơn người. Từ trước đến nay chưa có ai như Tần Lâm, nói năng khó nghe như vậy, không hề tôn trọng ông ta. Tần Lâm nghe xong liền cười khẩy. Bái ông làm sư, học hỏi cái gì từ ông? Học cách ông lừa người à? Trong mắt hoa thần y co lại, đứng dậy sắc mặt thay đổi. Cậu hỗn, dám nói tôi lừa đảo. Hoa thần y tức đến điên người, trước giờ ông ta chưa từng thấy qua thanh niên nào kiêu ngạo đến vậy. Lại dám nói ông ta lừa người. Con người chính là như thế, sợ nhất là bị người khác vạch trần. Khi một người giỏi về cái gì, nếu bị người khác chế giễu thì cũng sẽ không quan tâm lắm, bởi vì anh ta biết rằng người ta công kích mình chỉ vì ghen tị mà thôi. Nhưng nếu một người không giỏi gì đó mà bị người khác chế giễu, thì anh ta sẽ trở nên cáu kỉnh. Đây chính là trường hợp của hoa thần y thuật của ông ta không cao lắm. Nếu như có thể đạt đến trình độ của Tần Lâm và sư phụ thì sao có thể để tâm đến ý kiến của người khác chứ? Chỉ cần tùy tiện ra tay là đã có thể khiến mọi người kinh ngạc rồi. Nhưng vị hoa thần y này lại chính là một tên lang băm,
lời nói của Tần Lâm đã đâm trúng tim đen của ông ta, vậy nên ông ta mới thẹn quá hóa giận. Nhìn thấy bộ dạng của Hoa Thần Y, Tần Lâm lại càng thêm chắc chắn ông ta là một kẻ vô dụng, sau đó anh hừ lạnh một tiếng rồi nói. Sao thế, ông sợ người khác nói ông không biết à? Nếu đã là bậc thầy đông y, hay là thử nói ra kiến thức của mình xem nào? Hoa Thần Y liền cười khẩy, chỉ là một thằng nhóc con cũng đòi nói chuyện với tôi. Lúc tôi đang học đông y thì chắc cậu còn chưa bỏ sữa, dứt sữa mẹ đâu nhỉ? Tần Lâm nghe xong không hề khó chịu, chỉ cười nhạt rồi nói, ha ha, nếu đã như vậy thì ông nói thử xem, điều tuyệt vời trong cách điểm huyệt của Thái Trường Phúc nằm ở đâu? Chuyện này, Hoa Thần Y chợt nhíu mày, sau đó lập tức nói, Thái Trường Phúc là bậc thầy đông y, sự hiểu biết về huyệt đạo của ông ấy vô cùng tường tận, đương nhiên có ảnh hưởng rất lớn đến lớp trẻ sau này, vậy nên điểm hay trong cách điểm huyệt của Thái Trường Phúc chính là học tập, nếu như cậu có hứng thú thì có thể học hỏi một chút. Tần Lâm nghe xong, đột nhiên cười phá lên, trên mặt còn lộ ra vẻ giễu cợt. Ha ha, xem ra ông còn không biết Thái Trường Phúc là ai. Chuyên môn của Thái Trường Phúc chính là điều chế thuốc, căn bản không phải điểm huyệt, tôi đã từng thảo luận với Thái Trường Phúc, thậm chí ông ấy còn không biết chút gì về điểm huyệt, vậy theo như ý của ông thì ông rất thân với Thái Trường Phúc sao? Hoa Thần Y đột nhiên sững ra, làm sao ông ta biết được Thái Trường Phúc là ai chứ, căn bản còn chưa đọc cả sách của Thái Trường Phúc, ông ta còn tưởng rằng đó là người thời xưa. Ông ta chỉ biết Hoa Đà, Biển Thước, Lý Thời Chân mà thôi. Không ngờ bị Tần Lâm hỏi chúng nên nhất thời bẽ mặt, sau đó hừ lạnh một tiếng. Tuổi còn trẻ như vậy có thể học y bao nhiêu năm chứ? Có thể quen biết được với đại sư người ta hay sao? Tôi thấy cậu nói năng ngông cuồng như vậy, xem ra trình độ y thuật của cậu cũng cao lắm nhỉ? Tần Lâm điềm đạm nói, không dám nói là cao, nhưng ít nhất vẫn hơn ông. Vừa dứt lời, sắc mặt của Tôn Đại Nã và những người khác lập tức thay đổi. Tiểu Tần! Sao cậu có thể nói với Hoa Thần Y như thế được, vô lễ quá rồi đó. Đúng vậy, cậu mau xin lỗi Hoa Thần Y đi, nếu không thì chúng tôi cũng chẳng bảo vệ nổi cậu đâu. Hoa Thần Y hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt, sau đó lạnh lùng nói. Tuổi còn trẻ thì nên khiêm tốn một chút, đừng nghĩ rằng biết chút y thuật, đọc qua vài quyển sách liền có thể khoa tay múa chân trước mặt bậc thầy đông y như tôi. Nếu như đọc nhiều sách có thể chữa được bệnh thì chắc là đám mọt sách đã trở thành bậc thầy đông y hết rồi. Trong mắt Hoa Thần Y, Tần Lâm chỉ là một tên mọt sách mà thôi, cảm thấy bản thân có chút lý thuyết liền có thể thách thức thần y lão luyện như ông ta. Quả thực, rất nhiều sinh viên đạt thành tích cao có loại tâm lý này, bọn họ cảm thấy rằng mình giỏi về mặt lý thuyết hơn cả những thần y kia. Nhưng trên thực tế, việc chữa bệnh cứu người cần phải quan trọng hơn chỉ nói hàn lâm, nói suông chưa chắc sẽ cứu được người. Tần Lâm cười khẩy, nếu đã như vậy, hay là chúng ta so tài đi. Hoa Thần Y liền đứng phắt lên, được thôi, đi gọi trưởng thôn và người dân đến hết đây, nếu như hôm nay tôi thua cậu thì tôi sẽ rời khỏi cái thôn này, từ này về sau không hành nghề y nữa. Sắc mặt lão Chu chợt biến đổi, vội vàng nói. Hoa Thần Y, có chút quá lời rồi đó. Chỉ là một cậu nhóc mà thôi, không cần thiết phải nghiêm túc đến vậy chứ. Một Hoa Thần Y được kính trọng. Còn một người lại sắp thành con rể của ông, cho nên lão Chu vô cùng khó xử. Hoa Thần Y hừ lạnh một tiếng, tất nhiên phải nghiêm túc rồi, nói đến học thuật đương nhiên không được cầu thả, nếu còn không so nổi với lớp trẻ thì tôi nào có tư cách hành nghề y chứ. Tần Lâm bèn cười khẩy, đương nhiên ông không hề có tư cách. Cậu thật sự quá ngông cuồng rồi, Hoa Thần Y hít sâu một hơi, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc, sau đó nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ngay lập tức làm cho Tần Lâm bẽ mặt. Hoa Thần Y đã quyết như vậy nên mọi người cũng không nói gì, Tôn Đại Nã bất lực lắc đầu, sau đó nói với Lão Chu. Lão Chu à, gia đình anh, hai, sao lại dám động vào Hoa Thần Y vậy chứ? Trong thôn này, ngoài trưởng thôn ra thì người có quyền và được lòng mọi người nhất ở đây chính là Hoa Thần Y, đương nhiên sức ảnh hưởng của ông ta cũng khá lợi hại. Nếu như lần này Lão Chu không may... Để cho Tần Lâm thua dưới tay Hoa Thần Y thì e rằng bọn họ cũng sẽ không được ở lại trong thôn nữa. Lão Chu cũng biết điều này, chỉ đành bất lực lắc đầu, tiểu Tần này quá bốc đồng rồi. Sau khi trở về, Lão Chu lại kể thêm chuyện này một lần nữa, sắc mặt Chu Điềm Điềm bỗng biến đổi. Anh Tần, anh thật sự muốn so tài với Hoa Thần Y thật sao? Anh sẽ thua đấy. Tần Lâm cười nhạt, không thua nổi đâu, ông ta không có bản lĩnh đến vậy.
Chu Điềm Điềm há hốc mồm, nhưng cũng không nói gì, chỉ đành bất lực thở dài. Hoa Thần Y là bác sĩ lợi hại nhất trong thôn, hơn nữa không chỉ nổi danh ở đây mà còn ở các vùng lân cận nữa, vậy nên có rất nhiều người từ vùng khác tìm đến đây, kết quả tất cả đều khỏi bệnh. Mẹ Chu cũng vô cùng căng thẳng. Ai ra, Hoa Thần Y đó đã từng được lên đài truyền hình trung ương đấy. Người bình thường không hề biết thần y thực sự lợi hại đến cỡ nào, nhưng Hoa Thần Y người ta đã từng được lên cả đài truyền hình trung ương, vậy có thể không lợi hại được sao? Tần Lâm cười nói, đài truyền hình trung ương thôi mà, có ai chưa từng được lên chứ? Mẹ Chu lắc đầu bất lực, trong lòng thầm nghĩ, đài truyền hình trung ương mà thôi, nói cứ như mình từng được lên không bằng. Đương nhiên bà ta không hề biết Tần Lâm đã từng lên đài truyền hình trung ương, hơn nữa còn xuất hiện ở Đại hội Đông Y với tư cách là bác sĩ trưởng. Đó là vinh dự cao quý nhất của toàn ngành Đông Y, có được sự khẳng định tất cả đồng nghiệp. Ngay sau đó, trưởng thôn cũng đã biết chuyện này, lập tức chạy đến nhà Chu Điềm Điềm, vừa vào liền hỏi. Lão Chu, con rể của anh bị gì vậy, sao lại dám thách thức Hoa Thần Y? Trưởng thôn khoảng hơn 50 tuổi, có hơi hói, hai ngón tay khô khốc đang kẹp điếu thuốc ở giữa, cau mày tỏ ra lo lắng. Lão Chu cũng rất bất lực. Trưởng thôn à, do con tôi không hiểu chuyện nên nhất thời kích động, anh xem có thể giảng hòa được không, gia đình chúng tôi sẽ xin lỗi Hoa Thần Y mà. Tần Lâm bất lực, xin lỗi ư, một thần y lại đi xin lỗi lang băm à, đạo lý gì đây? Chẳng lẽ là do tuổi ông ta lớn? Tần Lâm vừa định lên tiếng thì trưởng thôn đã hừ lạnh. Xin lỗi, bây giờ lại muốn xin lỗi sao? Thế ban đầu mấy người đã làm gì? Hoa Thần Y người ta đã rất tức giận rồi, căn bản không thể nào bỏ qua cho các người được nữa, mọi thứ đã chuẩn bị xong cả rồi, bây giờ tất cả mọi người đều qua đó đi. 2. Trưởng thôn vừa dứt lời, sắc mặt Lão Chu và mẹ Chu cũng trở nên khó coi, nhưng Tần Lâm lại là con rể của bọn họ cũng khá hài lòng về anh, vậy nên chẳng thể nói được lời nào. Chỉ là cậu con rể này đã chuốc họa cho gia đình rồi, nên đành phải chịu tôi. Trưởng thôn, hay là chúng tôi nhận thua nhé? Trưởng thôn bất lực lắc đầu, phản ứng của người trong thôn vô cùng mạnh mẽ, nếu như lần này con rể anh thua thì các người phải rời khỏi nơi này đó. Cả nhà Lão Chu đều sững sờ. Cái gì, muốn chúng tôi rời đi? Có đến mức đấy không? Chẳng qua chỉ là cãi với Hoa Thần Y vài ba câu thôi. Phải như vậy sao? Trưởng thôn thở dài, đương nhiên rồi. Mọi người nói xem, trong lòng người dân trong thôn thì ai quan trọng hơn đây? Chẳng phải là Hoa Thần Y à? Cả gia đình Lão Chu đều im bặt, điều này còn cần phải nói nữa sao, đương nhiên Hoa Thần Y phải quan trọng hơn rồi. Từ nhỏ đến lớn, Hoa Thần Y đã chữa khỏi bệnh cho rất nhiều người trong thôn, có những loại bệnh vô cùng khó trị nhưng đến tay Hoa Thần Y lại xong xuôi tất thảy. Hoa Thần Y chính là một nhân vật thần thánh trong mắt mọi người, nhưng Tần Lâm lại làm ô nhục vị thần của bọn họ, đó là điều mà họ không thể nào chấp nhận được. Vậy nên trong lòng người dân trong thôn lại càng thêm thù hằn Tần Lâm, bọn họ vốn muốn nhìn thấy Tần Lâm thua, một khi đã thua thì anh sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Và gia đình Lão Chu sẽ ngay lập tức bị đuổi ra khỏi thôn, không một ai muốn vì bọn họ mà phải đắc tội với Hoa Thần Y cả. Thực sự ra cho dù không đuổi họ ra khỏi thôn thì họ cũng không thể ở lại nơi này nữa, mọi người đều cô lập bọn họ, cũng không qua lại với nhau nữa, vậy thì cần sống ở đây làm gì nữa. Trưởng thôn thở dài rồi vỗ vai Lão Chu. Lão Chu, có một số việc tôi cũng không làm gì được, sau này anh chỉ có thể tự mình lo liệu thôi. Nói xong, trưởng thôn khoanh hai tay lại, bất lực thở dài rồi rời khỏi nhà họ Chu. Sau khi trưởng thôn rời đi, Lão Chu và mẹ Chu mới nhìn nhau, bất lực thở dài, nhưng không nói gì. Không sao, đi thì đi, không ở đây thì không sống được nữa chắc. Thực ra trong lòng bọn họ cũng rất phiền muộn. Nhưng cũng không dám than phiền Tần Lâm, dù sao cũng là bạn trai của con gái mình, nếu chuyện này ảnh hưởng đến hạnh phúc của con gái thì chịu thiệt cũng đáng. Chu Điềm Điềm cũng thở dài nói. Không sao đâu bố mẹ, tình cờ con cũng đang có một số tiền, con sẽ mua cho hai người một căn nhà ở thành phố, sẵn tiện luôn cho việc đi làm của con. Được, chúng ta đi đâu cũng có thể sống, không cần phải ở chỗ này. Ừ, chỉ cần ba người chúng ta ở cùng nhau là được rồi. Nghe được cuộc đối thoại giữa ba người, Tần Lâm bất lực lắc đầu. Đừng vội buồn, tại sao lại muốn chuyển đi? Nếu như cháu thắng thì không cần phải chuyển đi nữa, có đúng không? Tần Lâm vừa nói xong,
Lão Chu liền lắc đầu. Tiểu Tần, cháu không thể nào thắng được, bọn chú biết chính xác Hoa Thần Y có trình độ như thế nào, không có bệnh nào mà ông ấy không chữa được, cháu thách thức ông ấy, quả thực là một sai lầm lớn. Tần Lâm cười nhạt, chú Chu, đừng lo lắng, chỉ dựa vào ông ta thì không thể thắng cháu được đâu. Tần Lâm nói đầy tự tin, quả thực ở trong mắt người ngoài, vị Hoa Thần Y này khá là có thực lực, nhưng trong mắt Tần Lâm mà nói, ông ta chẳng qua chỉ là một đứa trẻ với vẻ ngoài già dặn mà thôi. Tần Lâm biết rõ mồn một những trò Hoa Thần Y đã làm. Loại lang băm này nếu không dạy cho ông ta một bài học, không biết sau này còn có bao nhiêu người bị hại nữa. Nói xong, gia đình chú Chu vẫn lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ chán nản. Đương nhiên bọn họ không tin Tần Lâm có thể thắng, bọn họ cũng không biết Tần Lâm có trình độ như thế nào, lúc đó chỉ biết chắc Hoa Thần Y lợi hại ra sao. 10 năm qua, Hoa Thần Y vẫn chưa có bệnh nào không chữa khỏi. Nghe nói hơn 10 năm trước, lúc Hoa Thần Y suy sụp tinh thần ở tuổi trung niên, y thuật bấy giờ của ông ta cũng khá bình thường, chỉ có thể chữa trị một số bệnh cảm cúm thông thường mà thôi. Nhưng 10 năm trước, không biết chuyện gì đã xảy ra, hình như ông ta đã được khai sáng điều gì đó. Sau đó, dù là ai cũng chữa được bệnh, tiếng tăm ngày càng vang xa, thu nhập cũng ngày càng tăng. Tuy nhiên, nghe nói Hoa Thần Y rất trầm tính, thường nép mình trong ngôi làng nhỏ này, không muốn ra ngoài chữa bệnh cho người khác. Nhiều người nói Hoa Thần Y là một ẩn sĩ, nhưng thật ra Tần Lâm lại biết rất rõ, nguyên nhân vì sao lão già này không chịu ra tay, cũng không dám công khai. Là bởi vì ông ta không dám. Không có công mài sắt thì sao có ngày nên kim được chứ? Nếu như ông ta đi ra ngoài và gặp một số bậc thầy khác, bị người ta nhìn thấu thủ đoạn của mình và vạch trần chúng ngay tại chỗ thì danh tiếng của ông ta sẽ bị hủy hoại mất. Cuối cùng thôn trưởng phái người đi gọi Tần Lâm, nói vòng ngoài đã chuẩn bị xong, mời các người lên sân khấu thi đấu. Ba người nhà họ Chu chán nản lắc đầu, bọn họ cũng đã chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Dù sao ở cái thôn này cũng không có gì để lưu luyến cả, bởi vì lưu luyến cũng vô dụng, bọn họ đã đắc tội đến Hoa Thần Y, vậy nên mới sắp bị đuổi ra ngoài. Tần Lâm chỉ cười nhạt, trên mặt không chút sợ hãi, anh đã biết rất rõ về Hoa Thần Y. Có một cái sân nhỏ bên ngoài, trưởng thôn ở đây để mọi người tụ họp, hôm nay chính là trận đấu giữa Hoa Thần Y và Tần Lâm. Hoa Thần Y đứng trên sân khấu, lạnh lùng nhìn Tần Lâm, trên mặt lộ ra vẻ bỡn cợt. Này thằng nhóc, thật là không biết sống chết, mau lên đây đi, nếu hôm nay cậu không so tài thì sau này sẽ phải rút khỏi giang hồ đó. Hoa Thần Y nói một cách hùng hồn. Nhưng trên thực tế, nếu không đọ được với Tần Lâm trong cuộc so tài này, thì ông ta sẽ không còn mặt mũi nào tiếp tục hành nghề y ở đây cả, hành y bao nhiêu năm như thế, ngay cả một thanh niên cũng không đọ nổi sao, còn tự xưng thần y để làm gì. Mọi người nghe xong đều phá lên cười. Xin Hoa Thần Y thương xót, một người trẻ tuổi như vậy làm sao có thể so sánh với ông được chứ? Đúng vậy, số bệnh nhân ông chữa khỏi còn hơn số người cậu ấy từng gặp, làm sao cậu ấy có thể là đối thủ của ông được? Nghe mới sinh không sợ hổ. Có quá nhiều người không tự lượng sức mình, lão Chu à, sao các người lại tìm được một đứa con rể như vậy chứ? Ha ha, tôi muốn xem Hoa Thần Y đã chữa bệnh cho tôi như thế nào, có thể để người khác đặt câu hỏi không? Hoa Thần Y cố lên! Hoa Thần Y cố lên! Dân làng bên dưới đều đang cổ vũ cho Hoa Thần Y, dù sao Hoa Thần Y cũng mới là người thắng một vị trí quan trọng trong lòng họ. Tần Lâm đứng một bên dưới toàn tiếng la ó gào thét. Mặc dù Tần Lâm là con rể của nhà họ Chu, nhưng theo bọn họ thấy thì anh vẫn là người ngoài. Một người ngoài muốn cạnh tranh với Hoa Thần Y có uy quyền nhất trong làng của họ thì chắc chắn phải chịu khổ rồi. Sau khi lên sân khấu, Tần Lâm liền hỏi. So tài kiểu gì? Hoa Thần Y nói, rất đơn giản, chỉ cần gọi hai bệnh nhân lên, chẩn đoán tại chỗ, ai chữa khỏi sẽ thắng. À đúng rồi, cái tôi nói là chữa khỏi hoàn toàn. Không cần quá trình chẩn đoán, không giải thích, chỉ cần chữa bệnh. Lời nói của Hoa Thần Y khiến tất cả mọi người vô cùng tin tưởng, cho dù có nói nhiều như vậy cũng vô ích, mấu chốt là có thể chữa khỏi bệnh. Vì vậy người dân trong làng không mấy quan tâm đến quy trình, kể cả khi họ giải thích toàn bộ quá trình chữa bệnh thì người dân trong làng cũng chưa chắc có thể hiểu được. Tần Lâm bèn cười giễu cợt, đương nhiên anh biết Hoa Thần Y đang nghĩ gì, nhưng anh không thèm quan tâm đến. Được. Binh đến tướng chặn, nước đến đất che, trình độ của Tần Lâm vượt xa Hoa Thần Y,
cho nên anh không cần phải quan tâm đến việc so tài như thế nào. Hoa thần y nói, được, nếu đã như vậy, vậy xin hỏi, ai bị bệnh thì hãy giơ tay, bất kỳ người vùng nào cũng có thể được chọn. Không ít người dưới khán đài giơ tay. Nói một cách tương đối thì điều kiện y tế ở nông thôn còn khá kém, đi bệnh viện ở thành phố thì tương đối xa, nhiều người ngại chi tiền nên nếu có vấn đề nhỏ thì căn bản sẽ không đến bệnh viện, mà đành ở nhà nhịn cho qua. Bây giờ còn được miễn phí, tất nhiên là mọi người sẽ giơ tay. Nhìn thấy một cặp sinh đôi ở làng bên dưới sân khấu, bỗng ánh mắt của hoa thần y sáng lên. Cặp anh em này, hai thanh niên tầm 18, 19 tuổi đứng dậy, trông giống hệt nhau, vừa nhìn liền biết là anh em sinh đôi. Tình huống này có thể xác định rõ được trình độ của các bác sĩ, hai người hoàn toàn giống nhau, bệnh tình cũng giống nhau, vậy nên ai có thể chữa khỏi chữa nhanh được thì sẽ rất dễ để so sánh. Tần Lâm nhìn một lượt rồi gật đầu. Cặp sinh đôi này có nước da hồng hào, mốt nhợt nhạt và nứt nẻ, tai đỏ, cong cột sống rất nghiêm trọng, xem ra bọn họ đã ở trong tình trạng không khỏe mạnh một thời gian dài. Thậm chí còn không được tính là sức khỏe dưới mức tối ưu nữa, có lẽ họ đã bị bệnh từ lâu, nhưng bệnh tình cũng không mấy nghiêm trọng nên cứ kéo dài không trị. Hai anh em sinh đôi, một người tên Mã Văn, người còn lại là Mã Vũ, cả hai đều dựa vào nghề nông để kiếm sống. Nhưng hai năm gần đây có vẻ như lực bất tòng tâm rồi. Hoa thần y, trước đây hai anh em chúng tôi vô cùng mạnh khỏe, làm vô cùng được việc. Bây giờ mỗi lần làm được nửa tiếng, toàn thân đã vã mồ hôi ra như tắm, người yếu ớt, không có sức lực, ăn không ngon ngủ không yên, cảm thấy thực sự chán nản. Hoa thần y gật đầu, nếu đã như vậy thì mỗi chúng ta chữa cho một người đi, ai muốn chọn tôi nào? Tôi, hai anh em đồng thanh đáp. Vừa dứt lời, người em lập tức cau mày nói anh là anh mà nhường cho em đi, anh qua bên con rể nhà họ Chu chữa đi, để hoa thần y khám cho em. Em trai, bình thường anh hay nhường cho em, nhưng chuyện này không thể nhường cho em được chứ. Anh là trụ cột chính của gia đình nên phải chữa cho anh trước. Sao anh lại là trụ cột chính rồi? Em không làm nhiều bằng anh chắc. Không được, lúc bé hoa thần y đã đỡ đẻ cho anh, đương nhiên anh sẽ quen thuộc với ông ấy hơn. Hứ, anh được hoa thần y đỡ để, chẳng lẽ em không à? Hai anh em cãi nhau trên sân khấu chỉ vì tranh nhau ai có thể được hoa thần y chữa trị. Cả hai đều không thích về bên Tần Lâm, hình như để cho Tần Lâm ngồi khám bệnh cũng như không, có lẽ cũng chẳng ích lợi gì cho cam, vẫn nên tranh giành cơ hội để được hoa thần y chữa bệnh cho vẫn hơn. Cuối cùng hai anh em chơi đoán số, anh trai Mã Văn thắng nên được khám ở bên hoa thần y. Mã Vũ không cam tâm. Chỉ đành đi về phía Tần Lâm. Hai người họ đều ngồi xuống ghế, bắt đầu bắt mạch. Tần Lâm bắt mạch, bắt đầu điều trị, Mã Vũ bỗng cong môi rồi cười khẩy. Anh trai, anh biết khám bệnh à? Chắc anh không làm cho tôi có thêm bệnh đâu nhỉ? Nếu lỡ may Tần Lâm chẩn đoán nhầm trong cuộc so tài này thì coi như toang. Nhưng may mắn là bệnh tình của hai anh em đều như nhau, vậy tức là chữa được cho một người thì sẽ nhìn ra được bệnh tình của người còn lại. Tần Lâm cười nhạt, rồi nói với Mã Vũ. Sáng sớm ngủ dậy có bị hôi miệng không? Mã Vũ sững ra một lúc, liền chau mày, sao anh biết? Trước đây Mã Vũ không hề bị như vậy, nhưng hai năm trở lại đây, chứng hôi miệng sau khi ngủ dậy lại càng nghiêm trọng hơn. Cậu ta vẫn ăn uống bình thường, hơn nữa còn đánh răng vào buổi tối, cũng khá chú ý vệ sinh nhưng không hiểu sao lại bị như vậy. Tần Lâm không trả lời, vẫn tiếp tục hỏi. Bình thường bữa trưa cậu ăn rất ít thịt đúng không, một khi ăn thịt sẽ bị khó tiêu đúng không? Sắc mặt Mã Vũ liền trở nên nghiêm trọng. Đúng vậy, tôi không muốn ăn thịt lắm, thậm chí ngửi thôi cũng đủ thấy buồn nôn, nhưng nếu không ăn thịt thì không có sức để làm, vậy nên chúng tôi bắt buộc phải ăn, nhưng mỗi lần ăn xong đều bị đau bụng, làm sao anh biết được? Mã Vũ chưa từng nói cho ai biết chuyện này, cậu ta vẫn luôn cho rằng ở nhà nấu nướng không sạch sẽ, nhưng đến hôm nay Tần Lâm nói ra. Cậu ta mới có phản ứng. Tần Lâm lại hỏi, có phải thường xuyên đi toilet không? Thường xuyên. Có nước tiểu màu đỏ không? Có. Tất cả những gì Tần Lâm hỏi đều là triệu chứng của cậu ta, hơn nữa càng hỏi thì Mã Vũ lại càng phải tin Tần Lâm. Cậu ta có cảm giác anh không phải là bác sĩ, mà là một thầy bói. Bác sĩ, rốt cuộc là bị gì thế? Tần Lâm không hề lên tiếng, mà nhìn về phía hoa thần y ở bên cạnh. Hoa thần y do dự hồi lâu cũng không nói gì,
chỉ có vừa bắt mạch vừa vuốt râu, ra vẻ cao thâm, giống hệt như mình đã biết hết mọi chuyện. Nhưng Mã Văn vẫn vô cùng tin tưởng ông ta, càng làm như vậy lại càng nghĩ y thuật của Hoa Thần Y lợi hại đến mức không cần hỏi nhiều. Nhưng bác sĩ bên cạnh lại không ngừng hỏi, trong mắt bọn họ, bác sĩ thật sự thì vẫn nên bắt mạch chẩn đoán để nắm rõ bệnh tình của bệnh nhân, không cần phải nói với người khác, đây mới chính là thần y thực sự. Hỏi để chẩn đoán thì có khả năng gì chứ? Như đã biết, trong tứ chẩn thì việc hỏi cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng của đông y. Mặc dù đôi khi tình trạng bệnh quá đơn giản thì có thể bỏ qua phần hỏi này, nhưng phần lớn đều phải hỏi qua một chút, cộng thêm bắt mạch mới chẩn đoán chính xác được. Thật ra Hoa Thần Y không hề chẩn đoán ra được bệnh gì, nhưng ông ta cũng không thèm quan tâm, cho dù là bệnh gì thì đến tay ông ta cũng sẽ khỏi mà thôi. Tôi biết rồi, bệnh này không khó chữa, để tôi kê thuốc cho cậu. Nói xong, Hoa Thần Y lấy ra một vài viên thuốc rồi đưa qua. Nhìn thấy thuốc, Mã Văn đột nhiên trở nên phấn khích. Cảm ơn Hoa Thần Y. Phải biết rằng đây chính là thứ nổi tiếng nhất của Hoa Thần Y, được gọi là Tô Linh Hoàn. Tô Linh Hoàn này có thể chữa được các loại bệnh, uống xong tinh thần lập tức trở nên sảng khoái, từ nhỏ đến giờ sức khỏe của cậu ta cũng tương đối tốt, chưa từng bị bệnh nên vẫn chưa được thử qua. Thuốc Hoa Thần Y bán cũng khá đắt, lần này được uống miễn phí thì thật tốt quá rồi. Sau khi cầm lấy viên thuốc, Mã Văn vừa định uống thì Tần Lâm đột nhiên lên tiếng. Đợi một chút, bệnh của cậu không thể uống Tô Linh Hoàn này được. Mã Văn sững ra một lúc, nhìn Tần Lâm một lượt rồi nhíu mày. Tại sao lại không thể uống? Tần Lâm liền nói, Tô Linh Hoàn có xài hồ có thể trấn áp các loại bệnh khác, nhưng không thể chữa được bệnh thận. Sắc mặt Hoa Thần Y lập tức thay đổi, dường như đã nhận ra điều gì đó. Trong hơn 10 năm qua, ông ta cũng đã có mấy lần thất bại, ai uống Tô Linh Hoàn này đều có hiệu quả rất tốt, nhưng chỉ có một vài bệnh nhân uống vào không những không có tác dụng mà bệnh còn trầm trọng hơn. Lẽ nào xài hồ thật sự kỵ với bệnh thận? Nhưng công thức của Tô Linh Hoàn này đến ông ta còn không biết, tại sao thằng nhóc này lại biết đây là Tô Linh Hoàn? Mã Văn liền cau mày, hừ lạnh một tiếng, anh thì biết cái gì, Hoa Thần Y đã nói không sao thì anh còn nói năng bậy bạ gì thế? Thuốc của Hoa Thần Y thì có bao nhiêu người trong thôn chúng tôi được uống chứ, có thuốc thì chữa được bệnh, nếu như không trị được thì mau nhận thua đi. Tần Lâm cau mày, bất lực lắc đầu. Nếu đã như vậy thì cậu uống đi. Nhớ là nếu như đau bụng thì dùng ít nước lạnh pha chút đất quan âm rồi uống vào là được. Mã Văn xì một tiếng, hứ, anh chữa bệnh của anh đi, đừng có mà nguyền rủa tôi. Mã Vũ nghe Tần Lâm nói xong liền có chút không vui. Anh có thật sự biết chữa không đấy? Anh tôi uống thuốc xong đã khỏe ngay, vậy anh có thể chữa khỏi cho tôi được không? Bộ dạng Mã Vũ không còn chút kiên nhẫn, vốn còn có gì đó tin tưởng Tần Lâm, nhưng bây giờ đã tan thành mây khói cả rồi. Tần Lâm liền nói, bệnh này không thể nào chữa khỏi ngay lập tức, bệnh của hai người gọi là thận móng ngựa. Hai quả thận của hai người đã cũng phát triển và dần dần dính vào nhau, giống hệt như bào thai sinh đôi vậy. Hai quả thận dính lại tạo thành một, chức năng giảm đi một nửa, nhưng cơ thể của hai người lại tự cho rằng mình vẫn còn hai quả thận, vậy nên cơ thể vẫn cứ hoạt động như bình thường, dẫn đến thận bị quá tải nên mới gây ra tình trạng này. Nếu như khám đông y thì bác sĩ sẽ bảo thận bị yếu, cần phải bồi bổ, nhưng thực tế lại không có tác dụng mấy. Nếu như khám tây y thì bác sĩ sẽ bảo rằng dị tật thận, không có vấn đề gì lớn. Lời nói của Tần Lâm không hề khoa trương, bệnh của bọn họ cực kỳ hiếm gặp. Nếu không phải gặp được bác sĩ tinh thông cả đông y và tây y, hơn nữa còn nghiên cứu rất kỹ về bệnh lý như Tần Lâm thì chưa chắc đã chẩn đoán ra được. Trên thực tế thì đây cũng là lần đầu tiên Tần Lâm gặp bệnh này. Tuy nhiên đối diện với bệnh khó chữa lần đầu gặp, thái độ và cách chữa trị của từng bác sĩ là khác nhau. Năng lực thực tiễn và lý luận của Tần Lâm thực sự rất mạnh, vì thế khi gặp căn bệnh khó chưa từng chữa trị, Tần Lâm hoàn toàn dựa vào phân tích và lý luận của bản thân để đưa ra kết luận. Nhưng bác sĩ bình thường thì không làm được, nhất là bác sĩ chỉ chuyên về một khoa nào đó thì càng không toàn diện. Tần Lâm nói khiến hai anh em Mã Văn và Mã Vũ sững sờ, nhất là Mã Vũ, cậu ta cau mày lại nói. Anh nói phức tạp như thế, nhưng chữa thế nào thì anh lại không nói. Tần Lâm đáp, châm cứu trước đã, sau đó uống thuốc theo đơn tôi kê, 3 tháng sau có thể thấy được hiệu quả ban đầu, nếu muốn chữa khỏi phải duy trì tầm 1 năm rưỡi. Nghe thấy kết luận của Tần Lâm,
Mã Vũ vô cùng thất vọng, tên này không bằng Hoa Thần Y. 1,5 năm mới chữa khỏi được, vậy phải tốn biết bao nhiêu tiền chứ? Hơn nữa như vậy cũng hơi lâu đấy nhỉ? Mã Văn hỏi, Hoa Thần Y, ông mất bao nhiêu thời gian để chữa khỏi cho tôi? Hoa Thần Y cười nhạt, để tôi chữa trị cho cậu sẽ thấy hiệu quả ngay lập tức, ngày mai sẽ tốt hơn. Mã Văn lập tức phá lên cười, ha ha, rốt cuộc vẫn là Hoa Thần Y lợi hại, chữa giỏi lại còn nhanh nữa, em trai, em phải đợi sau 1,5 năm thì mới khỏe mạnh như anh được, ha ha. Nói xong Mã Văn lập tức uống viên thuốc đó trước mặt mọi người. Tần Lâm ngồi bên cạnh bất lực lắc đầu, nếu như uống viên thuốc tô linh hoàn có chứa xài hồ này sợ rằng tối nay cậu ta sẽ đau đớn vô cùng. Mã Vũ hừ lạnh lùng, anh còn lắc đầu, anh tôi khỏi ngay lập tức, còn anh thì mất 1,5 năm mới chữa khỏi được cho tôi. Tần Lâm nói, tôi nói 1,5 năm là khỏe mạnh hoàn toàn, nếu muốn thấy hiệu quả ngay tại chỗ thì châm cứu cũng được, cậu nằm xuống đi. Mã Vũ bán tính bán nghi, nằm trên giường bệnh, Tần Lâm lấy kim bạc ra châm vào vài huyệt vị quan trọng trên người cậu ta. Hừ, vài cây kim bạc châm xuống Mã Vũ cảm thấy lưng nóng ran, đau đớn khó chịu, nhưng vẫn cố gắng chịu. Vài phút sau Tần Lâm rút kim bạc ra, được rồi, xuống giường cẩn thận. Mã Vũ xuống giường, vừa đi được một bước bỗng hai chân mềm nhũn ra sau đó quỳ xuống đất. Không phải là chân mềm nhũn mà là lưng mất hết sức lực, mấy cây kim bạc của Tần Lâm giống như khiến phần lưng của cậu ta mềm nhũn ra vậy. Mặt Mã Vũ biến sắc. Tên lăng băm, rốt cuộc anh làm gì tôi vậy? Tần Lâm cau mày lại, nhẫn nại giải thích cho cậu ta. Rất nhiều kinh mạch gần thận của cậu hoạt động quá sức, đã bị hỏng rồi, thế nên cậu mới cảm thấy toàn thân không còn sức lực, đổ mồ hôi lạnh. Bây giờ tôi châm cứu để giúp cậu hoạt hóa, nhưng cảm thấy đau đớn yếu ớt là điều bình thường, nhớ chăm sóc bản thân, nếu cơ thể của cậu tốt ngày mai sẽ thấy đỡ hơn. Mã Vũ thử dùng lực thì phát hiện toàn bộ phần lưng của mình không còn chút sức lực nào nữa. Mã Vũ sợ hãi, cậu ta làm nghề nông. Hoạt động chủ yếu ở phần lưng nếu như bây giờ không dùng sức được thì khác gì bại liệt. Mã Vũ chỉ vào mặt Tần Lâm rồi nói, lăng băm. Anh hại tôi, anh có tin tôi giết chết anh không? Em trai. Mã Văn cũng vội lao đến chửi bới, lăng băm, dám hại em trai của tôi, đền tiền đi. Nói xong Mã Văn đứng lên, cuộn nắm đấm định ra tay với Tần Lâm, dáng vẻ chẳng giống bị bệnh chút nào. Đám đông bên dưới không ngừng cảm thán. Hoa Thần Y đúng là lợi hại, chỉ bằng một viên thuốc đã chữa khỏi bệnh cho Mã Văn, vốn dĩ đang yếu ớt giờ còn có thể đánh nhau. Dáng vẻ như chưa hề bị hư thoát vậy. Lại nhìn tên Mã Vũ, người mà Tần Lâm cứu đang nằm dưới đất, không còn chút sức lực nào, đây chẳng phải lang băm sao. Lúc mọi người đang định ra tay, trưởng thôn vội đứng dậy ngăn Mã Văn lại, ông ta nói. Được rồi, mau xem em trai của cậu đi, đừng gây chuyện ở trong thôn. Trưởng thôn khá có uy quyền, ông ta nói một câu là không ai dám manh động nữa. Trưởng thôn vẫn phải bảo vệ Tần Lâm một chút, dù sao thì anh cũng là con rể của nhà lão Chu cũng là một người tốt ở trong thôn, không thể khiến người ta bẽ mặt được, làm quá lên chẳng tốt cho ai cả. Trưởng thôn nói, kết quả cuộc so tài lần này đã có, Hoa Thần Y thắng, được rồi, chuyện đến đây là kết thúc. Trưởng thôn vừa nói xong, Hoa Thần Y đứng dậy nói. Đợi đã. Trưởng thôn, chuyện này e rằng không thể kết thúc đơn giản như thế được. Trước đó nói rồi, nếu như tôi thua thì phải rời khỏi thôn, cả đời này không được hành nghề y nữa, nhưng nếu cậu ta thua thì trừng phạt thế nào? Trưởng thôn cau mày lại, ông ta nói. Hoa Thần Y, mọi người đều trong cùng một thôn, gặp nhau hoài, không cần phải làm căng như thế đâu đúng không? Hoa Thần Y cười khẩy, không cần, cần quá ấy chứ. Trước đó cậu ta châm biếm tôi như thế nào? Bây giờ thua rồi thì lại muốn bỏ qua. Đùa gì vậy trời? Cậu ta, cả nhà họ Chu nữa, cút thôn này đi. Hoa Thần Y hùng hổ dọa người, sắc mặt trưởng thôn vô cùng khó coi. Tần Lâm nghe thấy thế liền cười nhạt. Ồ, tôi thực sự thua sao? Hoa Thần Y cười mỉa mai, đương nhiên rồi, thắng bại đã phân chia rõ ràng rồi. Hai chúng ta cùng chữa một loại bệnh, người bệnh là hai anh em sinh đôi, bệnh lý giống nhau. Tôi chữa xong người em khỏe mạnh bình thường, còn người anh mà cậu chữa thì lại nằm liệt dưới đất, cậu nói cậu không thua sao? Lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, cả nhà lão Chu lên trên sân khấu kéo tay Tần Lâm nói. Đi thôi, tiểu Tần, chúng ta rời khỏi đây đi.
Mặc dù lão Chu đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi nhưng vẫn không cam tâm. Rời khỏi thôn thì cũng chẳng ảnh hưởng gì, chỉ là sau khi rời khỏi chỗ này cảm thấy không được thoải mái, dù gì đây cũng là nơi họ đã sống mấy chục năm rồi, hơn nữa bây giờ bị đuổi đi chứ không phải tự mình rời đi, có chút nhục nhã. Tần Lâm nhìn dáng vẻ khổ sở của lão Chu, anh nói. Chú Chu yên tâm, ngày mai, bọn họ sẽ phải đến cầu xin chúng ta. Nói xong Tần Lâm nhìn Mã Vũ nằm dưới đất rồi nói. Qua tối nay, cơ thể cậu sẽ không còn trở ngại lớn. Nói xong anh lại nhìn Mã Văn. Còn cậu, uống tô linh hoàn rồi, đêm nay sẽ đau bụng, đau lưng, nhớ những lời tôi nói, nếu không chịu được thì hòa nước lạnh với cao lanh để uống. Mã Văn hừ lạnh lùng, vớ vẩn, bây giờ tôi khỏe mạnh có thể đánh chết một con trâu, anh nguyền rủa tôi sao? Tần Lâm bất lực lắc đầu, nhớ kỹ lời tôi nói. Nói xong Tần Lâm dìu chú Chu xuống dưới sân khấu. Đám người trong thôn ở phía sau chỉ trỏ, nói năng rất khó nghe. Ha ha, chẳng có bản lĩnh gì lại còn dám thách thức Hoa Thần Y, tự làm tự chịu. Đúng vậy, bé tí danh con mà dám làm càn, lão Chu cũng hùa theo nữa chứ. Bây giờ thì hay rồi, bị đuổi đi. Hừ, dám nhục mạ Hoa Thần Y, đuổi bọn họ đi là còn nhẹ đấy. Đáng tiếc là thằng hai nhà họ Mã, bị tên lang băm đó hại rồi. Yên tâm đi, có Hoa Thần Y ở đây, mấy ngày nữa Mã Vũ sẽ khỏe lại thôi. Mau cút khỏi thôn đi. Một đám người chỉ trỏ, tiếng mắng chửi to nhỏ từ phía sau truyền đến, lão Chu cuộn chặt nắm đấm, không nói năng gì. Tần Lâm thấy áy náy. Chuyện này do anh gây ra, nhưng cả nhà lão Chu lại không trách móc gì. Tần Lâm nói, chú Chu yên tâm đi, ngày mai trước khi chúng ta rời đi, bọn họ sẽ phải đến cầu xin chú. Lão Chu cười khổ, cũng chẳng để ý, chỉ coi đó là lời an ủi của Tần Lâm mà thôi. Trở về nhà, lão Chu đóng chặt cửa, không gặp ai cả. Đương nhiên rồi, trên thực tế thì cũng chẳng có ai đến thăm bọn họ, bây giờ lão Chu đã trở thành mục tiêu đả kích. Không ai dám qua lại với nhà bọn họ, như thế chẳng phải sẽ đắc tội với Hoa Thần Y sao? Sau này vẫn phải sống ở cái thôn này, không tránh khỏi việc chữa bệnh, nếu thực sự đắc tội với Hoa Thần Y, đúng là lợi bất cập hại. Buổi tối nhà lão Chu bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ngày mai rời đi. Chu Điềm Điềm cũng chẳng nói gì, bận bịu suốt, mặc dù ba người họ không nói nhưng có thể nhìn thấy sự tiếc nuối trên gương mặt. Bị đuổi đi như thế đúng là khó chịu. Tần Lâm cười nhạt, về phương diện chữa bệnh anh nắm rõ như lòng bàn tay. Anh em nhà họ Mã sẽ nhanh chóng đến cầu xin anh thôi. Nửa đêm, sau khi Mã Văn và Mã Vũ trở về, hai người nằm ngủ. Mặc dù Mã Vũ đau mỏi phần lưng, không dùng lực được nhưng cơ thể khá thoải mái, không xuất hiện tình trạng đổ mồ hôi lạnh trước đó nữa. Sau khi nằm xuống, được một lúc thì chìm vào giấc ngủ say. Sau khi Mã Văn nằm xuống vẫn còn thấy hưng phấn, không buồn ngủ, cảm thấy bản thân giống như có thể đứng dậy đi làm đồng vậy. Lật qua lật lại có chút khó chịu. Đột nhiên phần lưng đau nhói, Mã Văn liền ngồi dậy. Ây dô, lưng của tôi. Cả nhà Mã Vũ cũng tỉnh dậy, bật đèn lên. Anh sao thế? Lúc này mặt Mã Văn đỏ ửng, đau đến mức nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, môi cắn trắng bệch ra. Mã Vũ sợ hãi, anh đợi chút, em đi gọi Hoa Thần Y. Nói vong Mã Vũ nhảy xuống giường, lao ra bên ngoài, chạy như bay. Sau khi đến nhà Hoa Thần Y, Mã Vũ hét lên. Hoa Thần Y cứu mạng. Lao đến nhà Hoa Thần Y, gõ cửa kiểu gì cũng không mở, Mã Vũ đứng bên ngoài hét lớn, bên trong chẳng có ai trả lời. Tầm mười mấy phút sau, Mã Vũ thấy sốt ruột, như này thì không được rồi. Cậu ta vội chạy về nhà, bố mẹ, anh, Hoa Thần Y không mở cửa. Lúc này Mã Văn đang nằm quằn quại dưới đất, đau xé gan xé ruột, nhìn mà thấy tội. Thấy bộ dạng của Mã Vũ, hai ông bà già vô cùng kinh ngạc. Sao, .sao con lại khỏi rồi? Lúc này Mã Vũ mới phản ứng lại được, cậu ta không những không thấy đau mỏi lưng mà còn cảm thấy cơ thể có sức lực, phần lưng nóng ran, chắc là có hiệu quả rồi. Mẹ, con biết rồi. Là vị tiểu thần y đó. Là anh ấy. Lúc Tần Lâm chữa bệnh cho Mã Vũ, thực ra cậu ta cũng có phần tin tưởng Tần Lâm. Dù sao thì Tần Lâm cũng nói ra triệu chứng bệnh của cậu ta chuẩn xác như thế, người bình thường không thể nào làm được. Sau đó lúc châm cứu cho cậu ta Tần Lâm cũng nói rồi,
qua tối nay sẽ đỡ, bây giờ trời còn chưa sáng mà đã đỡ hơn nhiều rồi, lời của Tần Lâm khiến cậu ta không thể không tin. Đúng rồi anh nhớ con rể của nhà lão Chu từng nói, nếu anh đau quá không chịu nổi thì hòa nước lạnh với Cao Lanh để uống. Hai ông bà già sững sờ, hả? Cao Lanh, thứ đó uống được sao? Mã Vũ nói, mặc kệ đi, cứ thử xem sao, mẹ xem anh con đau sắp ngất đi rồi. Thấy bộ dạng đau đớn của Mã Văn, cả nhà họ cũng không dám chần chừ, vội lấy nước lạnh trong giếng hòa với Cao Lanh, đút cho cậu ta uống. Uống một bát nước lạnh, vài phút sau đột nhiên Mã Văn ổn định lại, mồ hôi toát ướt đẫm áo, cậu ta nằm trên giường như con chó chết vậy. Anh đỡ hơn chưa? Mã Văn gật đầu, yếu ớt nói. Đỡ hơn nhiều rồi, không còn đau như lúc nãy nữa. Nhìn thấy cảnh này, cả nhà Mã Vũ lập tức thấy kinh ngạc. Xem ra vị tiểu thần y kia thực sự có bản lĩnh sao? Nếu không sao nước lạnh hòa với Cao Lanh lại có hiệu quả chứ? Hơn nữa thấy Mã Vũ bây giờ khỏe như voi, hoàn toàn không giống người bị bệnh. Lúc này Mã Văn mới hiểu ra, bố mẹ, em trai, xem ra chúng ta đổ oan cho tiểu thần y rồi. Tần Lâm mới là thần y thực sự. Trước đó anh đã nói, Mã Văn mắc bệnh thận, phải tránh dùng xài hồ. Mà viên tô linh hoàn mà hoa thần y đưa cho cậu ta có chứa xài hồ, một khi uống vào nhất định sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Lúc đó Mã Văn hoàn toàn không để ý, bây giờ nghĩ lại những lời Tần Lâm nói đều rất chuẩn xác. Hơn nữa không phải là Tần Lâm đoán bừa mà anh thực sự có bản lĩnh chẩn đoán ra được. Mã Vũ gật đầu, đúng vậy, nhà ta đã đổ oan cho tiểu thần y rồi, anh uống thuốc của hoa thần y nên mới xuất hiện triệu chứng này, anh xem tên hoa thần y đó còn chẳng dám mở cửa, chẳng lẽ còn không nhận ra ai đúng ai sai sao? Anh, chúng ta mau đi xin lỗi tiểu thần y đi, bệnh của anh nói không chừng vẫn chữa trị được. Lúc này Mã Văn thấy vô cùng hối hận, nếu như hôm qua nghe theo lời của tiểu thần y thì bây giờ sẽ không bị thế này. Em trai! Ra sân lấy vài cành củi có gai cho anh. Mã Vũ gật đầu, hiểu ý của anh trai, cậu ta vội ra vườn bó một bó củi mới, bên trên toàn là gai. Mã Văn cởi trần, vác củi sau lưng, chuẩn bị đi chịu tội. Mã Văn không có học thức nhưng cũng biết điển cố phụ kinh thỉnh tội tức là vác roi mận gai trên lưng để xin được chịu phạt. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Sử Ký Chuyện Liêm Pha và Lạn Tương như hy vọng làm thế này có thể khiến tiểu thần y thấy thoải mái. Ra khỏi cổng, Mã Văn liền hét lớn lên. Mã Văn xin nhận tội với anh Tần. Mã Văn đi ba bước thì hét một câu, tiếng như chuông, cả làng đều có thể nghe thấy. Một lúc sau nhà ai cũng bật đèn, không ít người bị Mã Văn làm cho tỉnh giấc. Mọi người trong thôn đều đi ra ngoài, nhìn thấy bộ dạng của Mã Văn, họ thấy khó hiểu. Mã Văn cậu sao thế? Mã Văn không chịu nói, chỉ vác một bó củi đi về phía nhà lão Chu. Mã Vũ nói, anh Tần mới là thần y, trước đây chúng ta đổ oan cho anh ấy rồi, anh trai tôi uống tô linh hoàn của hoa thần y suýt nữa thì chết, may mà nghe theo lời dặn dò của Tần thần y nên mới cứu được một mạng. Lời nói của Mã Vũ khiến tất cả mọi người kinh ngạc. Lẽ nào hoa thần y thực sự là lang băm sao? Bọn họ đều là người dân tin tưởng hoa thần y mấy năm rồi, hễ bị bệnh là tìm ông ta, uống tô linh hoàn là khỏi, bây giờ ông ta lại chữa đều cho Mã Văn sao? Hai anh em nhà họ Mã đương nhiên không biết nói dối, thái độ lúc ban ngày của bọn họ với hoa thần y và Tần Lâm thế nào mọi người đều rõ, nếu không phải như những gì họ nói, Mã Văn xảy ra chuyện, bọn họ tuyệt đối sẽ không tin hoa thần y là lang băm. Nhưng cho dù bây giờ nhìn thấy bộ dạng của hai anh em nhà họ Mã, bọn họ vẫn chưa tin lắm. Tất cả đều ra ngoài đi theo Mã Văn đến nhà lão Chu. Đến cổng, Mã Văn quỳ xuống dưới đất, hai tay cuộn nắm đấm. Sau đó Mã Vũ tiến lên gõ cửa. Đùng đùng đùng. Gõ một lúc thì lão Chu hút thuốc lá đi ra ngoài. Ngày mai bị đuổi đi rồi, lão Chu cả đêm không ngủ ngon được. Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa liền ra ngoài. Thấy cảnh tượng trước mắt, mặt lão Chu biến sắc. Mã Văn, sao cậu lại? Mã Văn nói, chú Chu, chuyện hôm nay là lỗi của anh em chúng cháu. Hoa thần y là lang băm, anh Tần mới là thần y thực sự. Ban ngày đắc tội, bây giờ Mã Văn đến chịu tội. Lão Chu thấy mừng rỡ, còn có chuyện này sao? Trước đó Tần Lâm nói rồi, anh em nhà họ Mã sẽ đến cầu xin ông ấy cũng không để ý cho lắm, ai ngờ họ thực sự đến. Đây, Tiểu Tần. Lão Chu gọi Tiểu Tần, Chu Điềm Điềm và bà Chu cũng chạy ra.
Nhìn thấy Tần Lâm, Mã Văn hối hận nói. Anh Tần, trước đây tôi đắc tội rồi, mong anh tha thứ. Nói xong Mã Văn còn định dập đầu tạ tội Tần Lâm, anh vội giơ tay cản lại. Anh nói, không cần phải như thế, lương y như từ mẫu, tôi sẽ không tính toán mấy chuyện này đâu. Thấy Tần Lâm rộng lượng như thế, Mã Văn vô cùng kính phục, đây mới thực sự là đại sư đông y. Vừa trẻ tuổi lại có bản lĩnh, so với anh, tên Hoa Thần Y chỉ là kẻ có danh mà không có tài. Lúc mọi người đang nói, Hoa Thần Y đi ra từ phía sau, ông ta nói với vẻ mặt u ám. Các người nói rõ ràng cho tôi, sao tôi lại là Lăng Băm chứ? Hừ, lúc nãy Hoa Thần Y chịu đựng không nói gì, bây giờ cả thôn đều biết rồi, ông ta phải đứng ra đòi lại công bằng cho bản thân. Mã Văn cau mày lại, cậu ta nói. Hoa Thần Y, tối qua sau khi uống thuốc của ông, nửa đêm tôi đau bụng quằn quại, ông còn nói mình không phải là Lăng Băm sao? Hoa Thần Y cười khẩy, điều đó có liên quan gì đến tôi? Hôm qua lúc ban ngày cậu uống thuốc chẳng phải lập tức khỏi rồi sao, chuyện nửa đêm của cậu không liên quan đến tôi. Ông đúng là già mồm. Mã Văn nghiến răng, nổi giận đùng đùng. Những người khác cũng không rõ lắm, có điều vẫn nghiêng về phía Hoa Thần Y. Mã Văn, có khi nào cậu nhầm không? Thuốc của Hoa Thần Y lợi hại như thế nào chứ? Tôi từng uống rồi, lúc đó tôi đau bụng, uống phát đỡ luôn. Đúng thế, năm ngoái tôi cũng từng uống tô linh hoàn của Hoa Thần Y, mặc dù hơi đắt nhưng mà tiền nào của đấy. Tô linh hoàn chữa trăm bệnh không phải nói vớ vẩn đâu, mỗi tháng tôi uống một lần, bây giờ sức khỏe tốt lắm. Mã Văn, cậu mau xin lỗi Hoa Thần Y đi, thuốc không được uống linh tinh, lời nói càng không thể buông bừa bãi được. Mã Văn cau mày lại, hừ lạnh lùng. Tôi còn lâu mới xin lỗi ông ta là tên Lăng Băm. Hoa Thần Y hừ lạnh lùn, Lăng Băm, nói tôi là Lăng Băm, cậu phải đưa ra bằng chứng. Thấy bọn họ tranh luận với nhau, Tần Lâm cười nhạt, anh nói. Tên họ Hoa, nói ông là Lăng Băm ông còn không phục sao? Năm đó lúc ông ăn trộm tô linh hoàn của sư phụ tôi, chẳng phải tôi đã cảnh cáo ông rồi sao? Tần Lâm nói xong, mọi người lập tức sững sờ. Ăn trộm tô linh hoàn. Sắc mặt Hoa Thần Y cứng đờ lại, biểu cảm vô dụng kỳ quái. Ông ta cau mày lại, lộ vẻ mặt hoài nghi. Là cậu. Đương nhiên Hoa Thần Y không nhận ra Tần Lâm. 10 năm trước, Tần Lâm chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi, theo thời gian tướng mạo thay đổi rất nhiều, đương nhiên ông ta không thể nào nhận ra được. 10 năm trước Hoa Thần Y từng gặp Diệp Hiên Viên, vốn dĩ Diệp Hiên Viên cũng định thu nhận Hoa Thần Y làm đệ tử, giống như Mạnh Văn Cương, Tôn Kiến Dân, nhưng sau khi dạy bảo vài ngày, phát hiện tên Hoa Thần Y này chẳng những tư chất bình thường mà còn không nỗ lực, chỉ thích đầu cơ trục lợi. Vì thế Diệp Hiên Viên mới không thu nhận ông ta. Trước khi đi, Hoa Thần Y này ý định xấu xa, ăn cắp một túi tô linh hoàn của Diệp Hiên Viên. Khi đó đúng lúc Diệp Hiên Viên đang nghiên cứu điều chế tô linh hoàn, có điều sau khi phát hiện nhược điểm của loại thuốc này, ông ấy đã ngừng nghiên cứu, ném túi thuốc đó đi, Hoa Thần Y đã nhặt lại. Ban đêm Hoa Thần Y xách túi thuốc bỏ đi bị Tần Lâm phát hiện và ngăn ông ta lại. Lúc đó Tần Lâm mới 13 tuổi, có điều anh vẫn cảnh cáo Hoa Thần Y. Nói cho ông ta biết trong tô linh hoàn có anh túc, xài hồ, công dụng có hạn, hơn nữa tác dụng phụ rất mạnh, không thể chữa bách bệnh được. Nhưng Hoa Thần Y sao có thể quan tâm đến lời của một đứa trẻ chứ, ông ta cầm túi rồi chạy mất hút. Cái túi tô linh hoàn này được Hoa Thần Y bán suốt 10 năm. 10 năm qua ông ta mượn danh chữa trăm bệnh để bán thuốc, trong thời gian này ông ta cũng muốn nâng cao y thuật của bản thân. Có điều về sau thấy khó quá, nhiều căn bệnh phức tạp không chữa nổi thế nên ông ta chỉ có thể dùng tô linh hoàn. Dùng cách này rất khó có sự tiến bộ, sau đó ông ta từ bỏ hẳn ý định nâng cao y thuật, đổi sang nghề chuyên bán tô linh hoàn. Thậm chí có khoảng thời gian được lên đài truyền hình trung ương Hoa Thần Y cũng không dám quá cao ngạo. Sợ người khác nhìn ra y thuật kém cỏi của mình, chỉ có thể dựa vào mấy thứ thuốc đó. Vô đức vô tài chính là nói Hoa Thần Y. Bao nhiêu năm nay ông ta không dựa vào bản lĩnh của mình để nổi danh nhưng trong lòng vẫn có thói kiêu ngạo. Không ai biết chuyện ăn trộm thuốc năm đó, thế nên ông ta chẳng sợ gì. Nhưng không ngờ rằng lại gặp Tần Lâm ở đây. Có thể biết được chuyện này của ông ta chỉ có thằng bé năm đó, không ngờ 10 năm trôi qua lại gặp nhau ở đây. Chẳng trách anh giỏi như thế, thì ra là đồ đệ của lão thần tiên đó. Sắc mặt Hoa Thần Y vô cùng khó coi,
nếu đổi lại là người khác, không chừng vẫn có thể cãi vài câu. Nhưng đối mặt với Tần Lâm, ông ta không dám nói năng gì. Bởi vì ông ta biết mình không thể đắc tội nhân vật ở trước mặt. Hai chân Hoa Thần Y mềm nhũn ra, chẳng ai sai bảo tự quỳ xuống đất. Tôi sai rồi. Thấy Hoa Thần Y nhận sai, mọi người đều sững sờ. Đây là Hoa Thần Y mà bọn họ tôn kính nhất đấy. Hoa Thần Y mà lại quỳ xin lỗi một người thanh niên trẻ tuổi sao? Tần Lâm đi đến trước mặt Hoa Thần Y, lạnh lùng nói. Những năm qua, ông đã giả danh lừa gạt nhiều rồi đúng không? Mặc dù không dùng danh tiếng của sư phụ để đi lừa đảo nhưng lại dùng thuốc mà sư phụ vứt đi, may mà ông ta không gây ra hậu quả gì quá nghiêm trọng, nếu không Tần Lâm chắc chắn phải diệt trừ ông ta. Cho dù ông ta không được coi là sư đệ của Tần Lâm thì vẫn phải trừng phạt. Khí thế của Tần Lâm khiến Hoa Thần Y không dám nhúc nhích, hai chân mềm nhũn, cả người run lẩy bẩy, vội lắc đầu nói. Là lỗi của tôi, sau khi về tôi sẽ đem toàn bộ của cải của mình đi quyên góp, hủy hết số thuốc tô linh hoàn còn lại, không dám làm bừa nữa. Tần Lâm hừ lạnh lùng. Đây vốn dĩ là điều ông nên làm, từ nay trở đi, không được phép hành nghề y nữa. Nếu như còn để tôi nhìn thấy ông chữa bệnh cho người khác đừng trách tôi làm cho ông tàn phế. Lời nói của Tần Lâm khiến Hoa Thần Y toàn thân run lẩy bẩy, sợ hãi gật đầu lia lịa. Vâng vâng vâng, tôi không dám hành nghề y nữa, về sau tôi sẽ tìm một công việc đàng hoàng, dưỡng già. Ông ta biết rõ Diệp Hiên Viên là người thế nào, thân là đệ tử do đích thân Diệp Hiên Viên truyền dạy, thủ đoạn của Tần Lâm đương nhiên rất kinh khủng. Anh có thể làm bất cứ chuyện gì. Khiến ông ta tàn phế là việc vô cùng đơn giản. Hoa Thần Y sợ hãi chịu thua, thực sự khiến người dân trong thôn không thể tin nổi. Lẽ nào, thuốc mà Hoa Thần Y đưa cho chúng ta trước đây đều là giả sao? Bọn họ đã uống thuốc của Hoa Thần Y 10 năm rồi, người được tôn sùng là thần y đã bị vạch trần bộ mặt thật, thì ra là kẻ lừa bịp, bọn họ không thể nào chấp nhận sự thực này được. Tần Lâm nói, đây không phải là thuốc tốt, lý do có thể chữa bách bệnh chỉ là ảo giác. Kết hợp với việc điều chế một vài vị thuốc khiến mọi người cảm thấy bệnh tình có chuyển biến tốt ngay lúc đó, sau khi đỡ rồi cơ thể có thể tự phục hồi, cứ như thế tình trạng bệnh sẽ được cải thiện hoàn toàn. Trông có vẻ như nhờ tô linh hoàn chữa khỏi, nhưng trên thực tế đều là do năng lực tự khỏi bệnh của cơ thể, ví dụ các bệnh như cảm cúm ho khan, chỉ cần khống chế bệnh biến chứng, người khí lực khỏe mạnh hoàn toàn có thể tự khỏi. Nhưng đây không phải cách chữa bệnh không thường. Một khi gặp những bệnh phức tạp sẽ xuất hiện tác dụng phụ rất nghiêm trọng, ví dụ như trường hợp của Mã Văn. Lý do các người không sao chỉ là nhờ may mắn mà thôi. Từ nay về sau sẽ không còn loại thuốc tô linh hoàn này nữa. Vốn dĩ tô linh hoàn không phải loại thuốc chính thống, đã bị Diệp Hiên Viên cấm dùng, bởi vì tên Hoa Thần Y này ăn trộm nên mới xuất hiện trên thị trường. Bây giờ Tần Lâm đã phát hiện ra, tất nhiên phải cấm dùng. Hoa Thần Y xin lỗi tất cả người dân trong thôn, sau đó thu dọn hành lý, chuẩn bị rời đi, lên núi ở ẩn. Số tô linh hoàn còn lại đã bị hủy ngay trước mặt Tần Lâm. Sau khi chuyện này xảy ra, hình tượng của Tần Lâm trước mặt mọi người lập tức được tăng cao. Lão Chu nói, được rồi, mọi người về đi, chúng tôi phải rời khỏi nơi này rồi. Mặt dân làng biến sắc, mọi người vội nói. Lão Chu, vẫn định đi sao? Con rể ông thắng rồi. Ông không cần phải đi, người nên đi là Hoa Thần Y. Đúng vậy, rõ ràng Hoa Thần Y là người ăn cắp thuốc, các người thắng rồi, Lão Chu, ông tìm được đứa con rể tốt thật đấy. Lão Chu à, ông không thể đi được, chúng ta là hàng xóm mấy chục năm rồi, ông nói đi là đi sao, chúng tôi sẽ nhớ ông lắm đấy. Nhìn bản mặt của người dân trong thôn, Lão Chu hừ lạnh lùng. Hôm qua các người không nói thế này. Người dân lộ vẻ mặt khó xử. Vội tiến lên bá vai rồi châm thuốc cho Lão Chu, dáng vẻ rất nhiệt tình. Lão Chu à, ông đừng nhỏ mọn thế chứ, hôm qua là tình huống đặc biệt. Không phải chúng tôi muốn công kích ông. Chúng tôi đều bị tên Hoa Thần Y lừa, ông đừng ghi thù đấy nhé. Đúng vậy đấy, ông ta mới đến thôn mình được mấy năm, còn ông là làng xóm thân thiết của chúng tôi, không được, hôm nay ông không thể đi. Mục đích của đám dân làng rất rõ ràng, bọn họ sợ rằng Lão Chu đi rồi. Sau này không tìm được người khám chữa bệnh nữa. Bây giờ mọi người đều biết Tần Lâm rất lợi hại, có thể chữa khỏi bệnh cho hai anh em Mã Văn và Mã Vũ, những căn bệnh thông thường khác chỉ là chuyện nhỏ thôi. Trong lòng Lão Chu cũng hiểu,
thấy dân làng nhiệt tình như thế lập tức thấy mở mày mở mặt, cười rạng rỡ. Tìm được người con rể như này đúng là hãnh diện thật, có bản lĩnh, khiến người ta bái phục. Trưởng thôn thấy mọi người nhiệt tình với Tần Lâm như thế liền cau mày lại, ông ta kéo lão Chu sang một bên rồi nói. Lão Chu, anh rất hài lòng về người con rể này đúng không? Lão Chu gật đầu, đúng thế, rất hài lòng, cả nhà chúng tôi đều thích cậu ấy, sao thế? Trưởng thôn nhíu mày nói, anh quên rồi à? Lúc đầu thôn bên có một người kinh doanh bất động sản thích con gái anh, là tôi giúp các người liên hệ, hai bên từng xem mắt một lần rồi. Sau đó người ta nói chỉ cần Điềm Điềm đồng ý, chúng ta sẽ được trở về nhà tái định cư, anh còn nhớ không? Trưởng thôn nói xong, lão Chu lập tức nhíu mày lại, ông ấy nhớ ra, vỗ vào đùi nói. Tôi biết rồi, đúng là có chuyện đấy, trưởng thôn, anh mà không nói là tôi cũng quên bén mất. Thực sự là cũng lâu rồi nên lão Chu không nhớ những chuyện này, hơn nữa ông ấy khá thích Tần Lâm nên đã vứt chuyện đó sang một bên. Bây giờ trưởng thôn nói ông lập tức nhớ ra. Có chuyện như thế thật. Trước đây trưởng thôn muốn người dân được trở về nhà tái định cư nên đã thương lượng với nhà lão Chu. Cứ đồng ý chuyện này trước đã, đợi có nhà rồi bàn bạc kỹ hơn. Thực sự không được, để Chu Điềm Điềm chịu thiệt, giả vờ đồng ý qua lại sau đó chia tay. Chu Điềm Điềm vốn dĩ không thích, nhưng trưởng thôn khuyên bảo hết nước hết cái, nói là vì thôn làng, cô ấy cũng không còn cách nào nữa. Đành miễn cưỡng đồng ý, nhưng chỉ là gặp mặt, ăn cơm với nhau thôi, chứ không đồng ý làm bạn gái. Thôn bên có một thanh niên tên là Vương Đại Toàn, là người nhà giàu mới nổi. Anh ta lắm tiền nhưng lại rất quê mùa. Châu Điềm Điềm không chút cảm giác nào với Vương Đại Toàn, gặp một lần là không muốn gặp lần thứ hai nữa. Nếu không phải trưởng thôn cứ nài nỉ thì cô còn lâu mới đầu ý. Bây giờ có Tần Lâm rồi, lão Chu cũng thấy hơi khó xử, ông về nhà, châm một điếu thuốc, nói với Điềm Điềm và Tần Lâm. Có chút chuyện muốn bàn bạc với các con. Nhớ Vương Đại Toàn không? Sau khi nói lại chuyện của Vương Đại Toàn, Chu Điềm Điềm cau mày lại, bất lực nói. Bố à, chuyện trở về nhà tái định cư, bố bảo trưởng thôn nghĩ cách khác đi, con không giúp được đâu. Vốn dĩ Chu Điềm Điềm không đồng ý làm chuyện này, bây giờ có Tần Lâm rồi, mặc dù bọn họ chỉ là giả vờ nhưng cô cũng không muốn khiến Tần Lâm hiểu lầm. Lão Chu thở dài nói. Được thôi, chuyện này quả thực không thích hợp, để bố bảo trưởng thôn nói với Vương Đại Toàn một tiếng. Sau khi liên hệ với trưởng thôn cũng thở dài, hết cách rồi, Chu Điềm Điềm không đồng ý, ông ta cũng không thể bắt ép được. Đem lại lợi ích cho dân làng tất nhiên là quan trọng. Nhưng đây là chuyện của ông ta, không thể bắt ép người dân làm chuyện không muốn. Sau khi liên hệ xong, trưởng thôn gọi điện thoại cho Vương Đại Toàn. Vài phút sau, đột nhiên điện thoại của lão Chu kêu lên, là số lạ, ông ấy thấy làm lạ, cũng không nghĩ nhiều mà nghe máy luôn. Alo, chú Chu, cháu là Vương Đại Toàn. Mặt lão Chu biến sắc, tên Vương Đại Toàn này sao vẫn gọi điện đến chứ? Chắc tên này hỏi trưởng thôn số điện thoại của lão Chu rồi gọi đến. Lão Chu hết cách đành nói. Là Đại Toàn hả, sao thế? Chú Chu, cháu nghe trưởng thôn nói, Điềm Điềm có đối tượng rồi. Đúng thế, Điềm Điềm có đối tượng rồi, đang ở nhà chú đây, lão Chu cũng không giấu giếm, muốn tên Vương Đại Toàn này từ bỏ hy vọng. Lão Chu nói xong, Vương Đại Toàn lập tức kích động. Thực sự có đối tượng rồi sao? Anh ta làm gì vậy ạ? Lão Chu nói, cậu ấy là bác sĩ, y thuật rất cao siêu. Vương Đại Toàn hừ lạnh lùng, một tên bác sĩ sao có thể xứng với Điềm Điềm chứ? Anh ta có nhà, có biệt thự không ạ? Dù gì cũng kinh doanh bất động sản, trong mắt Vương Đại Toàn, nhà cửa mới là tiêu chuẩn đánh giá một người, có nhà cao cửa rộng mới được coi là giàu có. Lão Chu thấy hơi khó xử, Vương Đại Toàn à, bây giờ Điềm Điềm cũng có đối tượng rồi, cháu từ bỏ đi, điều kiện của cháu tốt như thế, chắc chắn sẽ tìm được người khác. Vương Đại Toàn hừ lạnh lùng, không được. Cháu phải đi một chuyến, cháu nhất định phải khiến tên bác sĩ đó thấy khó tự rút lui, để anh ta biết được khoảng cách giữa anh ta và cháu. Lão Chu sững sờ, Vương Đại Toàn à, không cần thiết phải làm thế đâu. Còn chưa nói xong, đầu dây bên kia đã tắt máy. Tút tút tút, lão Chu ngán ngẩm nói với Chu Điềm Điềm và Tần Lâm. Tên Vương Đại Toàn sắp đến rồi, bố không cản nổi. Chu Điềm Điềm cau mày lại, anh ta đúng là phiền phức. Con không thích mà cứ bám lấy con,
mau bảo trưởng thôn đuổi anh ta đi. Lão Chu nói, Điềm Điềm, thái độ đừng kịch liệt như thế, có gì từ từ thương lượng, không thể không nể mặt nhau, con nói như thế sẽ gây rắc rối cho công việc của trưởng thôn. Trưởng thôn cũng tốt với nhà mình, chúng ta không thể gây phiền phức cho ông ấy được. Chu Điềm Điềm bất lực gật đầu, trưởng thôn thực sự đối xử khá tốt với nhà bọn họ, cô đành phải cắn răng đồng ý. Nhưng cô ấy đã quyết định rồi, cho dù tên Vương Đại Toàn đó có nói gì cô cũng sẽ từ chối, hai bọn họ không thể tiếp tục phát triển được, cơ hội gặp mặt cũng không có. Đây là giới hạn, nhất định phải nói rõ ràng. Chu Điềm Điềm vốn định giải thích với Tần Lâm, có điều nghĩ lại hai người là giả, cũng không cần phải giải thích những thứ này, thế nên cô không nói gì. Nhưng Tần Lâm lại canh cánh chuyện này trong lòng. Cho dù là người yêu thực sự thì Tần Lâm cũng bao giờ chịu để yên khi người khác đến cướp bạn gái mình. Ngay sau đó có một chiếc xe Prado chạy nhanh như bay vào trong thôn, ấn còi inh ỏi vô cùng phách lối. Người dân trong thôn đều ra xem, loại xe Prado đi kiểu đường gập ghềnh như thế này thì thực sự rất tốt, có những người trong thôn thậm chí còn không biết đến những loại xe khác nhưng lại biết xe Prado là loại xe tốt. Sau khi vào trong thôn, Vương Đại Toàn đỗ xe ở nơi dễ thấy nhất, sau đó xuống xe. Đeo kính đen, kẹp chiếc túi LV, cổ đeo dây chuyền vàng to tổ bố, đi đứng với bộ dạng sặc mùi chợ búa. Vương Đại Toàn vừa xuống xe, mọi người đều biết anh ta là người có tiền, hơn nữa còn là kiểu nhà giàu mới nổi. Đúng như câu trên mạng hay nói, có tiền nhưng không có nhân cách. Sau khi xuống xe, Vương Đại Toàn bước ngạo nghễ vào trong thôn, hỏi. Chú Chu đâu? Trưởng thôn đâu? Trưởng thôn vội vàng ra tiếp đón. Tổng giám đốc Vương à, sao đột nhiên cậu bảo đến là đến thế? Trưởng thôn cười ha ha, vẻ mặt già nua hẳn toàn nếp nhăn. Vương Đại Toàn nói. Đương nhiên rồi, tôi mà không tới thì Điềm Điềm nhà tôi sẽ đi theo người khác mất. Tôi muốn đến xem ai mà tài giỏi đến vậy, có thể lấy được trái tim của Điềm Điềm. Vẻ mặt trưởng thôn có chút lúng túng, nói Tiểu Tần cũng là người tốt. Y thuật vô cùng cao minh. Ấn tượng của mọi người trong thôn về Tần Lâm rất tốt, cho nên gọi một tiếng, tiểu thần y cũng là chuyện bình thường. Vương Đại Toàn chau mày, hỏi. Anh ta có giàu không? Trưởng thôn ngây người, cái này tôi thật sự không biết. Bọn họ chỉ biết Tần Lâm là thần y, có giàu hay không thì không biết, nhưng y thuật cao minh như vậy, chắc cũng khá giả. Đương nhiên rồi. Người trong thôn nghĩ là điều kiện khá giả thì miễn cưỡng cũng phải đạt tiêu chuẩn lương nhà nước. Bác sĩ vốn là người làm trong nhà nước mà, lương bác sĩ bình thường cũng phải mấy nghìn tệ, giỏi hơn nữa thì là cấp bậc chủ nhiệm lương tháng tầm 10 đến 20 nghìn. Bác sĩ trẻ như Tần Lâm, chắc chưa làm đến cấp chủ nhiệm, có thể làm chính thức là tốt lắm rồi. Vương Đại Toàn là ông chủ, Tần Lâm chỉ là người làm công ăn lương, làm sao so sánh được với anh ta chứ? Vương Đại Toàn cười lạnh, Điềm Điềm bị lừa rồi, nếu là một bác sĩ thì làm sao xứng với cô ấy được. Đùa nhau sao, Điềm Điềm làm việc ở Rolls Royce, gặp gỡ không biết bao nhiêu là nhân tài. Sao lại phải lòng một bác sĩ chứ? Vương Đại Toàn muốn xem tên nhóc đó là nhân vật tài giỏi như thế nào mà có thể lừa được Điềm Điềm. Trưởng thôn không biết phải làm sao, muốn hòa giải cuộc mâu thuẫn này nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Một người là Tần Lâm. Một người là Vương Đại Toàn, ông ấy không muốn đắc tội với ai cả. Tần Lâm người ta là thần y, vừa rồi anh mới đồng ý nếu sau này người trong thôn bị bệnh anh có thể khám giúp. Nhưng Vương Đại Toàn có thể cho người dân trong thôn nhiều lợi ích, nói không chừng còn làm khu tái định cư cho mọi người, như vậy thì mọi người sẽ có cơ hội sống ở thành phố rồi. Trưởng thôn nói, Tổng Giám Đốc Vương, gần đây dự án khu tái định cư của thôn chúng tôi có gì tiến triển không? Vương Đại Toàn lắc đầu, tạm thời tôi không muốn nói đến chuyện này, đến nhà Điềm Điềm xem trước đã. Nói xong, Vương Đại Toàn kẹp túi đi về phía nhà của Điềm Điềm. Trưởng thôn vội đi theo đằng sau, chỉ sợ có chuyện gì xảy ra, nếu bọn họ xảy ra mâu thuẫn gì đó thì trưởng thôn cũng sẽ xuất hiện kịp thời để giải quyết. Đến trước cửa nhà lão Chu, Vương Đại Toàn bước thẳng vào sân nhà hét lên. Chú Chu, Điềm Điềm. Lão Chu từ trong nhà bước ra. Nhìn thấy Vương Đại Toàn đến thật, khuôn mặt lập tức có chút lúng túng. Vương Đại Toàn đến rồi à, ngồi xuống trước đi, Điềm Điềm và người yêu con bé đang ở trong nhà rồi. Vương Đại Toàn có chút biến sắc, nói. Người yêu ở đâu ra? Hừ, để cháu xem nào. Nói xong, Tần Lâm và Điềm Điềm cũng đi ra ngoài.
Vừa đi đến cửa, Điềm Điềm khoác tay Tần Lâm, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng Điềm Điềm cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Cô ấy thực sự không muốn dính dáng gì đến Vương Đại Toàn, cho nên để anh ta hết hy vọng là tốt nhất. Nhìn thấy hai người khoác tay nhau đi ra khiến Vương Đại Toàn bị sốc nặng. Vương Đại Toàn siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, muốn nổi cơn thịnh nộ nhưng làm gì có lý do. Anh ta quan sát Tần Lâm một lúc mà chẳng thấy chỗ nào đặc biệt, liền hừ một cái rồi hỏi. Anh là người yêu của Điềm Điềm, anh làm việc ở đâu? Vương Đại Toàn mặc dù tính tình có chút nóng nảy nhưng nói chuyện cũng khá lịch sự. Tần Lâm nói, tôi tự mở y quán. Vương Đại Toàn nghe vậy liền cười khinh bỉ, thì ra là bác sĩ mở phòng khám. Còn tưởng là người như thế nào cơ, hóa ra chẳng có gì hay. Mở phòng khám chắc kiếm được nhiều tiền lắm nhỉ, một năm cũng phải kiếm được 200.000 đúng không? Tần Lâm gật đầu, ừm một tiếng qua loa. Y quán của anh có thu nhập thế nào anh chẳng quan tâm, thậm chí không có thu nhập anh cũng chẳng quan tâm. Người trong y quán cũng chẳng làm vì tiền, cho nên khám bệnh có lúc thu tiền có lúc chẳng thu tiền. Đa số người bệnh đều chủ động đưa tiền, đưa bao nhiêu cũng là tấm lòng của người ta cả. Hơn nữa tài sản của Tần Lâm cũng đủ nhiều rồi, chỉ tính cổ phần của mấy công ty cũng đủ khiến số tiền trong thẻ của anh không ngừng tăng lên. Lại thêm việc tập đoàn Hiên Viên ngày càng lớn mạnh. Dù Tần Lâm có tiêu xài phung phí cũng chẳng thể nào tiêu hết số tiền anh có. Đối với anh, tiền bạc chẳng qua chỉ là con số mà thôi. Thấy Tần Lâm gật đầu, Vương Đại Toàn cười lạnh. Hai, bây giờ 200.000 một năm vốn không đủ tiêu, nếu mua xe một năm phải mất 20-30.000 tiền sửa chữa rồi, mà đấy mới chỉ là loại xe rẻ nhất. Nhà còn đắt hơn, dao động trong khoảng 20-30.000 một mét vuông, một căn nhà chung cư bình thường cũng phải đặt cọc hơn 3 triệu. Với thu nhập hiện tại của anh, 10 năm không ăn không uống may ra mới mua được một căn chung cư. Vương Đại Toàn ra vẻ tận tình khuyên bảo, giống như là bậc bề trên dạy dỗ thế hệ sau vậy, vô cùng xúc động. Nhưng thật ra là đang nói Tần Lâm không có tiền. Tần Lâm vốn chẳng để ý đến mấy lời nói này, chỉ khẽ cười, cũng không nói gì. Chu Điềm Điềm có chút không vui, liếc mắt nói. Vương Đại Toàn, đừng có mà coi thường người khác, anh Tần giàu hơn anh đấy. Chu Điềm Điềm vốn không muốn nói khó nghe như vậy, nhưng Vương Đại Toàn cứ công kích Tần Lâm khiến cô ấy vô cùng khó chịu. Cho dù hai người đang giả vờ nhưng Chu Điềm Điềm cũng phải bảo vệ anh. Nghe Chu Điềm Điềm nói cậy, Vương Đại Toàn chau mày. Anh ta nhiều tiền hơn anh. Điềm Điềm, em có nhầm không vậy? Không phải em bị anh ta lừa rồi đấy chứ? Bác sĩ thì có bao nhiêu tiền chứ? Anh ta có nhà không? Chu Điềm Điềm liếc mắt, chẳng thèm giải thích với Vương Đại Toàn. Anh ta tự cảm thấy bản thân làm trong ngành bất động sản nên luôn lấy chuyện nhà cửa ra để nói. Vương Đại Toàn cười lạnh một tiếng rồi nói, lương 200.000 mà giàu, em có biết bây giờ giá nhà ở Đông Hải là bao nhiêu không? Chỗ đất đẹp một chút cũng phải 30.000 tiền khởi công, lương một năm có 200.000, một năm không ăn không uống cũng chẳng mua nổi cái nhà vệ sinh. Chu Điềm Điềm cười lạnh, anh Tần không mua nổi nhà. Nhà của anh Tần sẽ dọa anh sợ chết khiếp đấy. Vương Đại Toàn ngây người, sau đó cười. Nực cười, nhà gì mà có thể dọa được anh? Điềm Điềm, em bị anh ta lừa rồi. Vương Đại Điềm nhìn Tần Lâm rồi hỏi, nói đi, anh lừa Điềm Điềm như thế nào vậy? Tần Lâm chắc chắn là dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Điềm Điềm, người khác có thể chưa thấy cảnh này nhưng anh ta thì thấy nhiều rồi. Tần Lâm không lừa nổi anh ta đâu. Thấy Vương Đại Toàn có vẻ tức giận, trưởng thôn vội đứng ra hòa giải. Ha ha. Tổng Giám Đốc Vương, đừng nói cậu ấy nữa, tôi nghe nói cậu mới mua được căn nhà mới. Hay là cậu dẫn chúng tôi đi tham quan đi. Vẻ mặt Vương Đại Toàn dịu xuống một chút, hung hăng trợn mắt liếc Tần Lâm một cái. Được. Vương Đại Toàn đang buồn rầu vì không có cơ hội để thể hiện bản thân, đúng lúc trưởng thôn lại cho anh ta cơ hội. Anh ta vừa mua được một căn biệt thự mới, muốn cho Điềm Điềm xem, nếu nói trực tiếp thì hơi không được tự nhiên, Điềm Điềm cũng chưa chắc đã đi. Lần này nhiều người đi như vậy, Điềm Điềm chắc cũng sẽ đi. Điềm Điềm vẫn còn trẻ, không có yêu cầu cao về mặt vật chất, cảm thấy lãng mạn quan trọng hơn nhiều. Nhưng đợi đến khi cô ấy thực sự thấy căn nhà to lớn chắc chắn sẽ bị hấp dẫn, dù gì thì ai cũng có thể đem lại sự lãng mạn nhưng của cải thì không phải ai cũng cho được. Vương Đại Toàn nói, đúng là tôi mới mua được một căn biệt thự, hay là như thế này đi, tôi dẫn mọi người đến tham quan, chú Chu, trưởng thôn. Điềm Điềm,
mọi người cũng đến xem đi, coi như là đến nhà tôi làm khách. Điềm Điềm chau mày, cô ấy không muốn đi cho lắm, nếu có đi thật, chắc chắc Vương Đại Toàn lại được một phen khoe khang, cô ấy coi thường nhất là cái bộ mặt của anh ta. Nhưng chưa chờ Điềm Điềm lên tiếng, trưởng thôn đã gật đầu. Được rồi, đi xem thôi, chúng tôi cũng muốn mở mang tầm mắt xem biệt thự lớn nó như thế nào. Điềm Điềm kéo tay Tần Lâm, nói. Tôi ở cùng với anh Tần, tôi không đi đâu. Vương Đại Toàn chau mày, trong lòng có chút khó chịu, nhưng anh ta cũng không tiện nói ra. Liếc mắt nhìn Tần Lâm rồi nói. Vậy thì đi cùng đi, cho anh ta mở mang tầm mắt, không lại cứ nghĩ bản thân kiếm được 200.000 tệ một năm là giỏi lắm rồi. Bây giờ Vương Đại Toàn đã gắn một cái mác cho Tần Lâm, coi Tần Lâm là nhân viên nhà nước bình thường có thu nhập 200.000 tệ một năm, hoàn toàn không hiểu gì về cuộc sống của giới nhà giàu. Để cho Tần Lâm nhìn thấy căn biệt thự mấy triệu, anh sẽ biết sự khác biệt thật sự giữa hai người. Trưởng thôn kéo Tần Lâm và Chu Điềm Điềm lên xe, Vương Đại Toàn lái xe đến trung tâm thành phố. Một khu biệt thự nằm trong khu vực vô cùng tốt, hơn nữa còn là biệt thự độc lập, nhìn vô cùng sang trọng và cao cấp. Trưởng thôn và lão Chu trợn tròn mắt, cảm thấy giống như bước vào một thế giới khác. Đến cửa nhà, người bảo vệ uy nghiêm đứng ở mái gác chào Vương Đại Toàn một cái. Chào buổi sáng, thưa ông chủ. Vương Đại Toàn gật đầu, trên mặt hiện lên một nụ cười nhẹ, anh ta rất thích cảm giác này. Giống như đưa mọi người đến một thế giới khác vậy, nếu không phải anh ta thì e là cả đời này bọn họ cũng không thể thấy khu dân cư sang trọng đến như thế này. Lão Chu thực sự ngẩn người, sang trọng quá. Vừa rồi mới chỉ là phía cửa, lại thêm bảo vệ cao cấp khiến người ta cảm thấy vô cùng đẳng cấp. Sau khi vào trong khu dân cư, bên trong dần dần chuyển sang màu xanh, khắp nơi toàn là hoa cỏ, diện tích phủ xanh vô cùng rộng, giữa khu dân cư là một cái hồ nhân tạo, ở trung tâm hồ là một hòn đảo nhân tạo, bên trong còn có mấy con thiên nga và bồ câu. Quang cảnh trong khu dân cư còn đẹp hơn cả trong công viên, những khu dân cư kiểu này toàn là xây dựng lên từ những khu vườn, nếu thương nhân bình thường có được khu vực như thế này chắc chắn sẽ xây nhiều chung cư nhiều tầng. Nhưng chủ khu dân cư này lại xây khu dân cư cao cấp. Diện tích lớn nhưng lại chẳng có mấy căn nhà. Nguyên nhân là thân phận đặc biệt, người có thể ở trong khu dân cư này toàn là người giàu có. Vương Đại Toàn cố ý dẫn mọi người đi dạo một vòng tham quan khu dân cư mới đến một căn biệt thự ở trong một góc khuất. Đập vào mắt là một căn biệt thự 3 tầng độc lập, còn dốc trước cửa có 2 gara ô tô riêng biệt. Vương Đại Toàn nói, mỗi căn biệt thự của chúng tôi đều có 2 gara ô tô. Nếu là khu dân cư bình thường mua một cái gara ô tô cũng phải mất 400-500.000 tệ, chắc phải bằng tiền lương 2 năm của tiểu thần y đấy, ha ha. Vương Đại Toàn khoe khoang, khiến vẻ mặt lão Chu và những người khác có chút lúng túng, nhưng Tần Lâm cũng chẳng thèm quan tâm, chỉ có loại người không có hiểu biết mới khoe khoang như vậy thôi, Tần Lâm chẳng thèm để ý những loại người như vậy. Sau khi đỗ xe trong gara ô tô, trưởng thôn không khỏi suýt xoa. Gara ô tô còn đẹp hơn nơi ở của chúng ta nữa. Bước vào cửa, các thiết bị vô cùng xa hoa, cho người ta cảm giác lộng lẫy giống như cung điện vậy. Đương nhiên rồi, Vương Đại Toàn tự nghĩ như vậy, phong cách nội thất trong nhà của anh ta giống như cách ăn mặc của anh ta vậy, cho người ta cảm giác vừa quê mùa lại vừa ngang ngược. Vương Đại Toàn lại vô cùng hài lòng nói. Điềm Điềm, em thấy trang trí trong nhà anh thế nào, hơn 300 mét vuông đó. Chỉ tính đồ nội thất trong nhà đã hơn 1 triệu rồi. Vương Đại Toàn còn nói nhấn mạnh. Để cho Điềm Điềm biết, chỉ tính đồ nội thất trong nhà cũng tốn hơn 1 triệu chứ chưa nói đến việc mua nhà. Hơn 1 triệu là bao nhiêu tiền? Tên họ Tần kia phải làm việc tận 5 năm mới có thể kiếm được, cho dù cho Tần Lâm một căn nhà lớn như thế này, anh cũng chẳng trang trí được. Chu Điềm Điềm liếc mắt, 1 triệu mà có thể trang trí xấu như thế này cũng là thiên tài đó. Biệt thự 3 tầng lại thêm 1 tầng hầm nữa, sau khi đã tham quan xong, Vương Đại Toàn liền nói. Điềm Điềm, em thấy thế nào, em có thích căn nhà này không? Chu Điềm Điềm nói cho có cũng được. Căn nhà đương nhiên là đẹp rồi, dù gì cũng là loại nhiều tiền mà, nhưng cô ấy sẽ không vì căn nhà này mà thích Vương Đại Toàn. Vương Đại Toàn nói, sao thế, em vẫn chưa hài lòng sao? Xem ra nhà của vị tần thần y này còn xa hoa hơn rồi. Vương Đại Toàn tỏ vẻ chế giễu, chỉ xem mỗi căn nhà của anh ta có lẽ Điềm Điềm vẫn chưa có cảm giác gì. Nhưng chỉ cần có thứ khác để so sánh thì sẽ có sự khác nhau.
Đợi đến lúc nhìn thấy căn nhà nhỏ của Tần Thần Y sẽ biết giữa bọn họ cách nhau một trời một vực. Hơn nữa nói không chừng Tần Thần Y còn không có nhà đấy, vậy thì càng nực cười hơn rồi. Lão cũng có chút tò mò, căn nhà của Tiểu Tần có xa hoa như thế này không? Tiểu Tần, cháu sống ở đâu? Lão Chu hỏi. Điềm Điềm trao mày, bố làm cái gì vậy? Lão Chu cười trừ, dù sao chúng ta cũng ra ngoài rồi, đi xem một chút đi, nói không chừng nhà của Tiểu Tần còn đẹp hơn nữa đấy. Vương Đại Toàn cười khinh bỉ, ha ha ha, chú Chu nói đúng, nhớ nhà của Tần Thần Y, đẹp hơn thì sao? Trong lòng Vương Đại Toàn rất tự tin, nhà của Tần Lâm sao có thể đẹp hơn nhà anh ta được, chỉ cần Tần Lâm dám dẫn bọn họ đi, anh ta sẽ có thể tìm ra vô số những điểm yếu của Tần Lâm. Ví dụ như vị trí không đẹp, thiết kế không tinh tế, diện tích không lớn, trang trí không sang trọng. Anh ta có rất nhiều điểm có thể công kích Tần Lâm, chỉ chờ được đến nhà Tần Lâm xem. Tần Lâm nói, nếu đã như vậy thì đi xem đi. Nói xong, Tần Lâm gọi một cuộc điện thoại, phái người cho xe tới đón bọn họ. Nghe Tần Lâm gọi điện thoại, Vương Đại Toàn cười lạnh. Sao thế, còn gọi taxi đến đón cơ à? Không có xe sao, hay là lái xe của tôi đi? Tần Lâm thản nhiên nói, xe của anh không vào được đâu. Vương Đại Toàn chau mày, xe của tôi không vào được. Xe của tôi là Prado đấy, cho dù đường thôn đường xóm tôi cũng có thể vào được, nhà của anh ở đâu? Không phải là vùng nông thôn ở ngoại ô đấy chứ? Vương Đại Toàn thật sự buồn cười, tên họ Tần này đúng là tấu hài, lại còn gọi xe taxi đến đón nữa, bản thân không có xe lại ngại đi xe của Vương Đại Toàn, đúng mà mất mặt. Lão Chu chau mày. Nhưng không nói gì, nói thầm trong lòng, chẳng sẽ Tiểu Tần thật sự không mua nổi căn nhà ư. Nếu nhà quá nhỏ hoặc nằm ở vị trí hẻo lánh quá thì ông ta thật sự phải xem xét lại mối quan hệ giữa hai người. Chu Điềm Điềm bất đắc dĩ lắc đầu, tên Vương Đại Toàn này đúng là coi thường người khác, anh Tần không có nhà. Anh Tần là chủ nhân của trang viên Thanh Mai đấy. Chiếc xe Prado nát của anh ta có thể vào được, nhưng Tần Lâm nói anh ta không vào được không phải vì chiếc xe mà vì anh ta không có tư cách. Trang viên Thanh Mai là trang viên xa hoa nhất cả tỉnh, thậm chí là cả nước. Dù gì cũng là trang viên do bất động sản số một cả nước Hà Niệm Anh đích thân ra tay, tiêu tốn mất 400 triệu. Đã ai nhìn thấy căn nhà 400 triệu chưa? Tựa núi liền sông, phong thủy vô cùng đẹp. Vương Đại Toàn đương nhiên không biết Tần Lâm ở trang viên Thanh Mai, còn tưởng anh sống ở một căn nhà nhỏ bình thường, không chừng còn là căn nhà rách nát ở vùng nông thôn. Còn phải gọi taxi đến đón, đúng là nực cười. Sau mười mấy phút, một chiếc Alfa màu đen dừng trước cửa. Nhìn thấy chiếc xe này, Vương Đại Toàn chau mày, chiếc xe này đẹp quá. Alfa là xe công vụ cao cấp, một chiếc xe phải lên đến 800-900 nghìn, cao cấp hơn xe Prado của anh ta rất nhiều. Tần Lâm lại có thể thuê được xe đắt như vậy sao? Đúng là làm màu. Sau khi lên xe, trên xe còn sang trọng hơn. Lão Chu và trưởng thôn đều suýt xoa. Xe này thoải mái thật đấy, rộng rãi quá. Dù gì cũng không phải loại xe cùng đẳng cấp với Prado, còn chênh lệch nhiều, nghe thấy hai người khen ngợi chiếc xe hết lời, Vương Đại Toàn thấy khó chịu hỏi. Là xe của anh sao? Tần Lâm lắc đầu, không phải, cũng coi như là của tôi. Chiếc xe này là xe của bộ phận nghiệp vụ, có điều trang viên Thanh Mai là công ty nghiệp vụ độc lập, chỉ phục vụ cho căn trang viên này. Cho nên nói là của Tần Lâm cũng không quá. Nhưng Tần Lâm do dự như vậy, khiến Vương Đại Toàn lại có suy nghĩ khác. Tên nhóc này giả vờ sao? Vừa nãy còn suýt lỡ miệng. Nếu không phải lỡ miệng thì sao lại lúc thì bảo phải lúc thì bảo không phải chứ? Loại xe này là loại vô cùng quý giá, nếu là của anh thì sẽ là của anh, không phải của anh thì sẽ không phải của anh. Tần Lâm ấp a ấp úng như vậy chỉ chứng minh một điều đó là chiếc xe này không phải là của anh đang chém gió. Ha ha, có bản lĩnh gớm, thuê được chiếc xe này một ngày chắc cũng đắt lắm đây. Chiếc xe này cũng phải đến 1 triệu, giá thuê chắc cũng phải trên 1 nghìn, đáng tiếc quá, nhà quê thì vẫn là nhà quê thôi, cho dù có thuê cái xe này, thì vẫn không thích ứng ngay được, vẫn nghĩ mình là người không có xe nên mới để lộ tẩy. Vương Đại Toàn nghĩ đến chuyện này lại cảm thấy thú vị, giả vờ cũng không biết làm cho đến nơi đến chốn, đúng là nực cười. Tần Lâm ngây người, thuê xe cái gì? Ý nghĩ tiểu nhân của Vương Đại Toàn, Tần Lâm tạm thời chưa nghĩ ra, không ngờ anh ta lại nghĩ như vậy. Vương Đại Toàn cười lạnh, cứ giả vờ tiếp đi,
nếu xe là xe đi thuê thì căn nhà chắc cũng đi thuê rồi. Lát nữa xem anh chém gió như thế nào. Vương Đại Toàn làm bất động sản, chỉ cần có cơ hội, anh ta chắc chắn có thể nhìn ra sơ hở, hỏi linh tinh vài câu là biết ngay căn nhà đó là anh đi thuê hay đi mua. Nước cờ này Tần Lâm đi hơi nhầm rồi, muốn giở trò bịp bợp trước mặt Vương Đại Toàn là không thể nào. Chúng ta đi đâu vậy, anh nói tôi nghe thử, tất cả các khu vực ở Đông Hải, cho dù không phải là của tôi cũng biết hết. Dù gì cũng là người làm trong ngành này, cho dù không có liên quan đến anh ta nhưng anh ta cũng biết tòa nhà nào là của ai, nằm ở đâu. Nếu có quen biết với ông chủ của tòa nhà đó thì là càng thú vị hơn, hỏi luôn ông chủ một tiếng xem căn nhà đó có phải là của Tần Lâm hay không, chỉ cần một cuộc điện thoại là có thể vạch trần anh. Tần Lâm nói, núi Thanh Mai. Nói xong, Vương Đại Toàn ngây người, chau mày lại, suy nghĩ một lúc lâu mà vẫn không nghĩ ra đó là tòa nhà nào. Núi Thanh Mai có chút vắng vẻ. Vì xung quanh núi Thanh Mai đều là khu bảo tồn tự nhiên, đất ở đây không thể bán, cho nên không ai có thể mua đất ở đây để xây nhà cả. Ở gần núi Thanh Mai chỉ có một khu nhà nhỏ ở nơi khá xa. Vương Đại Toàn cười lạnh, không phải là ra khỏi thành phố Đông Hải rồi đấy chứ. Ngoài huyện thì không được tính là nhà trong thành phố Đông Hải nữa đâu, nếu như là huyện khác thì giá nhà ít nhất cũng phải giảm hơn một nửa. Bình quân một căn nhà trong thành phố phải hơn 20.000, những căn nhà xung quanh huyện thì giá cả bình quân là 6-7.000, đẳng cấp hoàn toàn khác nhau. Tần Lâm cười nhạt, đến nơi rồi anh sẽ biết. Kiểu người như Vương Đại Toàn sẽ không tin lời của Tần Lâm nói đâu. Trang viên Thanh Mai dần dần hiện lên trước mặt, nhìn ngôi nhà lớn trước mắt. Vương Đại Toàn hơi biến sắc một chút, đột nhiên nói. Anh đừng có nói, anh dẫn chúng tôi đến trang viên Thanh Mai đấy nhé. Tần Lâm nói, đúng vậy, chính là trang viên Thanh Mai. Vương Đại Toàn cười lạnh, anh bị điên sao? Chúng tôi nói là muốn xem nhà của anh dẫn chúng tôi đến trang viên Thanh Mai để làm gì? Tần Lâm nói, đây là nhà của tôi. Nói xong, mọi người đều im lặng, sau đó Vương Đại Toàn cười lớn. Ha ha ha, anh bị thần kinh sao? Anh muốn tiền đến phát điên hay sao? Trang viên Thanh Mai là nhà của anh. Sao anh không nói quảng trường Thiên An Môn cũng là nhà của anh đi? Chém gió cũng phải có giới hạn chứ. Vương Đại Toàn thật sự không nghĩ rằng Tần Lâm lại có thể làm màu đến mức như vậy. Núi Thanh Mai thực sự không có khu dân cư nào cả. Nhưng anh ta không ngờ rằng, Tần Lâm chém gió đến mức dẫn bọn họ đến cả trang viên Thanh Mai. Thế này thì hơi khoa trương rồi đó. Anh nói có biệt thự nghe còn được, dù gì cũng chỉ vài trăm hoặc hơn nghìn tệ một ngày là có thể thuê được. Nhưng trang viên Thanh Mai không phải chuyện đùa. Làm bất động sản, đương nhiên anh ta biết trang viên Thanh Mai là nơi nào, bọn họ căn bản không thể tiếp xúc với chủ nhân của nơi này. Hơn nữa người có thể mua căn trang viên này không phải kiểu người dễ dãi. Sao có thể cho thuê căn trang viên này chứ? Tần Lâm sẽ không đưa mọi người đi xung quanh một vòng xong rồi bảo đấy nhà của anh đấy chứ? Coi bọn họ là trẻ con dễ bị lừa sao? Tần Lâm nhẹ nhàng nói. Có phải là của tôi hay không, lát nữa anh sẽ biết. Lão Chu và trưởng thôn cũng không dám lên tiếng, đúng là khoa trương quá. Chỉ nhìn riêng bức tường bao bên ngoài căn trang viên cũng đã mấy nghìn mét vuông rồi. Cao tầm hơn 3 mét, điêu khắc bên trên vô cùng tinh xảo, sinh động như thật, nhìn vô cùng đẹp. Lão Chu khẽ nói với Chu Điềm Điềm, con gái, Tiểu Tần ở đây thật sao? Chu Điềm Điềm gật đầu, chắc vậy đó bố. Chu Điềm Điềm chưa từng tới đây nên cũng không dám chắc, nhưng anh Tần sẽ không nói dối, hơn nữa anh có giàu hay không, Chu Điềm Điềm là người biết rõ nhất, mua nhiều xe Rolls Royce Cullinan như vậy mà, rõ ràng là anh và Vương Đại Toàn không phải cùng một đẳng cấp. Nhưng tận mắt nhìn thấy trang viên Thanh Mai tráng lệ như thế này, Chu Điềm Điềm cũng có chút nghi ngờ, anh Tần thật sự nhiều tiền đến vậy sao? Xe bắt đầu tiến vào cửa trang viên. Cửa vào của trang viên Thanh Mai có thể so với khu vui chơi Disneyland, trước cửa có hai con kỳ lân siêu lớn cao tầm hơn 5 mét ở đứng canh ở hai bên, cho người ta cảm giác vô cùng uy nghiêm. Có hai đội bảo vệ ở trước cửa, mỗi đội 5 người, hai đội bảo vệ thay nhau đi canh gác, cầm côn cảnh sát trong tay, đi đều bước, nhìn vô cùng oai phong. Nhìn thấy cảnh này mọi người đều có một loại ảo giác giống như đây không phải là một nơi ở, mà là một nơi vô cùng trang nghiêm. Vương Đại Toàn chau mày nói. Được rồi, đến đây là được rồi, đừng vào nữa, đi ra ngoài thôi không lại bị người ta chặn lại. Vương Đại Toàn lại có chút sợ hãi,
chủ nhân của trang viên Thanh Mai chắc chắn là một nhân vật siêu cấp, nhỡ không cẩn thận động vào người ta thì không biết sẽ khủng khiếp như thế nào. Hơn nữa Vương Đại Toàn còn làm trong ngành bất động sản, một khi bị người ta ghim thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến công việc sau này của anh ta. Không thể vì chút chuyện nhỏ ngày hôm nay mà để tổn thất quá lớn, Vương Đại Toàn vội nói. Họ Tần kia, tôi nói cho anh biết, anh lập tức dừng xe cho tôi. Vương Đại Toàn chỉ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, nhớ tên họ Tần này cứ cứng đầu xông vào trong thì sẽ rất dễ xảy ra xung đột với chủ nhân nơi này. Cho dù chủ nhân không ở đây, người có thể ra vào trang viên Thanh Mai này cũng không phải nhân vật tầm thường. Hơn nữa, cho dù là nhân viên trong trang viên Thanh Mai cũng không dễ đắc tội, ai mà biết được chủ nhân của căn trang viên này là người có thân phận thế nào, có địa vị thế nào chứ? Vương Đại Toàn không muốn vì sự hồ đồ của Tần Lâm mà ảnh hưởng đến tương lai của bản thân. Tần Lâm chỉ là một bác sĩ rách, chẳng cần phải quan tâm cái gì cả, anh đi chân trần còn Vương Đại Toàn có đeo giày đấy. Họ Tần kia, được rồi, cho dù có đùa cũng không thể đùa như thế này được, anh mau dừng xe đi, tôi ra lệnh cho anh dừng xe, anh có nghe thấy không hả? Tài xế, dừng xe. Vương Đại Toàn hét lên nhưng Tần Lâm chẳng thèm nhúc nhích, nên anh ta đành ra lệnh cho tài xế. Đáng tiếc là tài xế chỉ nghe theo mệnh lệnh của Tần Lâm. Suốt chặng đường trong lòng tài xế luôn cảm thấy khó hiểu, tên não tàn này là ai vậy? Có cơ hội đến thăm nơi ở của Tần Lâm là vinh hạnh của anh ta, vậy mà còn giả vờ. Chắc là uống say rồi. Tài xế chắc chắn chỉ nghe mệnh lệnh của một mình Tần Lâm, những người khác nói gì cũng không nghe theo. Tần Lâm chau mày, tên Vương Đại Toàn này cứ la hét đúng là bực mình. Dừng xe. Vừa ra lệnh, chiếc xe liền dừng lại bên đường, Tần Lâm nói. Anh xuống xe đi. Vương Đại Toàn chỉ sợ Tần Lâm ngu ngốc thật sự xông vào trong liền vội vàng xuống xe. Sau khi xuống xe, liền nói với Chu Điềm Điềm. Điềm Điềm, em mau xuống với anh đi, đừng đi với tên não tàn này. Còn chưa nói xong Tần Lâm đã ấn nút đóng cửa xe. Đi thôi, lái vào trong đi. Nói xong, tài xế liền đạp chân ga, khởi động xe, lái vào trong trang viên Thanh Mai. Vương Đại Toàn đứng bên ngoài ngây người, sau đó biến sắc. Họ Tần kia, dừng lại cho tôi. Cho dù anh ta có đứng bên ngoài hét như thế nào cũng chẳng có ai thèm quan tâm anh ta. Vương Đại Toàn cười lạnh, vẫn còn giả vờ à, lát nữa sẽ bị chặn lại thôi, bị đuổi ra ngoài xem anh còn đẹp mặt như thế nào. Chỉ thấy xe của Tần Lâm chậm chậm tiến vào cửa, hai đội bảo vệ nhìn thấy liền tập hợp lại. Kính chào. Sau khi đội trưởng kêu lên, hai đội bảo vệ cùng khom mình chào. Cửa chính chậm chậm mở ra. Xe tiến vào bên trong. Vương Đại Toàn ngây người một lát, vội tiến lên nói. Đồng chí, các anh nhầm rồi đúng không, sao lại cho bọn họ vào? Bảo vệ liếc Vương Đại Toàn một cái, cũng không nói gì, tỏ vẻ lạnh lùng, trong lòng nghĩ, tên ngốc này ở đâu ra vậy? Cậu Tần chính là chủ nhân của trang viên Thanh Mai, cậu Tần về không cho vào thì cho ai vào? Nhưng vừa rồi mấy người bảo vệ thấy Vương Đại Toàn xuống xe giữa đường nên cùng không dám đắc tội. Những người này là bạn của cậu Tần thì sao? Vương Đại Toàn nhìn thấy bảo vệ không lên tiếng cũng có chút bực mình, sao lại như thế, bây giờ trang viên Thanh Mai mở cửa cho người ngoài vào sao? Tần Lâm cũng không phải là chủ nhân của trang viên này, mà lại có thể lái xe vào trong mà không ai chặn lại. Trang viên này không phải trở thành công viên rồi chứ? Vương Đại Toàn thử bước vào bên trong, bảo vệ chỉ liếc anh ta một cái, cũng không thèm để ý. Dù gì theo bọn họ thấy thì Vương Đại Toàn chắc là bạn của cậu Tần, mặc dù không biết tại sao lại xuống xe trước nhưng cũng không dám chặn lại. Vương Đại Toàn mở cửa bước vào, đi vào cũng không ai cản lại, bảo vệ gặp anh ta cũng khom mình chào. Mặc dù Vương Đại Toàn cũng là ông chủ của một phòng bất động sản nhưng hôm nay là lần đầu tiên đến trang viên Thanh Mai. Trang viên Thanh Mai có quy tắc gì anh ta cũng không biết rõ. Sau khi bước vào mới thật sự cảm thán. Xa hoa quá. Trước đây khu dân cư bọn họ làm hồ nhân tạo và đảo giữa hồ đã cảm thấy giỏi lắm rồi, vậy mà bây giờ người ta làm luôn cả một quả núi Thanh Mai. Anh ta phủ xanh nhiều thế nào cũng không thể sánh được với núi Thanh Mai. Vương Đại Toàn suýt xoa nửa ngày, đi thêm mấy trăm mét nữa mới thấy căn nhà lớn trước mặt. Đây là căn nhà nằm ở vị trí trung tâm nhất ở trang viên. Bên ngoài căn nhà vô cùng xa hoa, khiêm tốn nhưng lại rất có hồn. Đúng là có cảm giác nghệ thuật. Vào bên trong,
đập vào mắt là một bộ nội thất kiểu cổ trang màu gỗ đào. Trang trí kiểu cổ trang, trầm tĩnh phóng khoáng, cho người ta cảm giác vô cùng cao cấp, hơn nữa nội thất trong trang viên Thanh Mai toàn bộ là đồ cao cấp nhất. Nhìn vừa vững chãi vừa chững chạc, trong nhà treo mấy bức tranh thủy mặc, toàn bộ đều là bản gốc của những học giả nổi tiếng. Có thể sống ở đây một thời gian dài sẽ cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái. Đây mới là xa hoa. Lúc trước Vương Đại Toàn còn khoe khoang đồ nội thất của bản thân, thật không ngờ rằng, bức tranh của Tần Lâm còn đắt hơn của anh ta nhiều. Đương nhiên là Vương Đại Toàn vẫn cho rằng đây không phải là nhà của Tần Lâm, trang viên Thanh Mai hoành tráng như thế này, không cần nói cũng biết, căn nhà này là nhà của anh sao. Sau một hồi đi tham quan, Tần Lâm nói. Đêm nay mọi người ở đây, hay là đi về? Lão Chu và trưởng thôn đều rất hưng phấn, nếu có thể ở đây một đêm thì lúc về có thể khoe khoang rồi. Tiểu Tần, chúng tôi ở đây liệu có tiện không? Lão Chu hỏi. Tần Lâm hỏi, đương nhiên rồi, nhà của cháu mà, có gì mà không tiện chứ? Vương Đại Toàn cười lạnh, vẫn còn chém gió sao? Còn cho rằng đây là nhà của mình nữa chứ? Họ Tần kia, thế này là đủ rồi. Trang viên Thanh Mai cho người ngoài vào đúng không? Anh có thể vào tôi cũng có thể vào, anh có gì chứng minh đây là căn nhà của anh chứ? Những lời của Vương Đại Toàn khiến mọi người hơi biến sắc. Bọn họ thật sự không nghĩ đến chuyện này, đều vào trong này rồi, chẳng lẽ lại không phải là nhà của Tần Lâm? Nghe ý của Vương Đại Toàn cũng có vẻ hợp lý. Nếu như ai cũng có thể vào thì đúng thật là không thể chứng minh đây là căn nhà của Tần Lâm. Nói không chừng đây là điểm du lịch gì đó. Dù gì cũng mở cửa cho người ta vào, ai cũng có thể vào, nếu nói đây là nhà của mình thì cũng chẳng ai nhận ra được. Tần Lâm cười lạnh, anh cũng có thể vào. Nhà tôi từ trước đến giờ chưa bao giờ mở cửa cho người ngoài vào, anh vào được đây là vì anh đi cùng tôi mà thôi. Vương Đại Toàn cười lạnh, ha ha ha, anh đừng nói phét nữa, tôi xuống xe ở bên ngoài, lúc tôi vào bảo vệ cũng không để ý đến tôi, chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ trang viên này mở cửa cho người ngoài vào. Ai cũng có thể vào. Anh nói đây là nhà của anh, vậy anh mang giấy tờ ra đây cho tôi xem đi. Vương Đại Toàn điên rồi, nếu đây thật sự là nhà của Tần Lâm thì anh ta nhục nhã quá, không được, lần này không thể mất mặt như vậy được. Cho nên Vương Đại Toàn mới nắm lấy điểm này, bắt Tần Lâm phải nói cho rõ ràng. Tần Lâm chau mày, tên Vương Đại Toàn này đúng là không coi ai ra gì, hết lần này đến lần khác khiêu khích anh. Anh đã hết kiên nhẫn rồi. Giấy tờ nhà của tôi anh không có tư cách xem, nếu anh không tin thì tôi sẽ gọi người đuổi anh ra ngoài. Nói xong, Tần Lâm vẫy tay với một người bảo vệ đứng cách đó không xa. Bảo vệ lập tức chạy đến đứng trước mặt Tần Lâm, khom người chào. Cậu Tần! Nghe thấy tiếng cậu Tần, những người khác đều vô cùng ngạc nhiên. Sao bảo ai cũng có thể vào, sao bảo không có liên quan đến Tần Lâm? Sao bây giờ bảo vệ lại gọi Tần Lâm là cậu Tần? Tần Lâm lạnh lùng nói, tôi không quen người này, sao các người lại cho anh ta vào? Nhìn thấy Tần Lâm chỉ vào Vương Đại Toàn, bảo vệ bị dọa sợ. Xin lỗi cậu Tần, chúng tôi sẽ xử lý ngay. Lúc nãy bảo vệ tưởng anh ta là bạn của Tần Lâm nên mới không quan tâm. Bây giờ Tần Lâm đã nói như vậy thì bọn họ cũng không thể phản bác lại, đây là tố chất nghề nghiệp, mặc dù có cơ hội giải thích cũng không được giải thích, xử lý tốt là được. Nói xong. Bảo vệ lập tức bước tới trước mặt Vương Đại Toàn, lạnh lùng nói. Mời anh lập tức rời khỏi đây. Vương Đại Toàn hoang mang, tôi rời khỏi đây. Tại sao? Nghe thấy lời này, bảo vệ cười khẩy. Dựa vào cái gì chứ? Đây là khu vực đất tư, chủ đất của chúng tôi không quen anh, mời anh lập tức ra về. Vương Đại Toàn vô cùng kinh ngạc, trợn tròn mắt không tin. Anh ta, chủ đất, không thể nào, không thể nào. Tên này chỉ là bác sĩ, sao lại là chủ của trang viên Thanh Mai được? Bảo vệ cười khẩy, anh bị ngu à, anh đi cùng với anh Tần đến mà không biết anh Tần là chủ đất à? Nói xong, bảo vệ liền lôi cây côn điện ra, ấn vào nút, mấy tiếng tách tách kêu lên, rồi nói với Vương Đại Toàn. Có đi không? Không đi là tôi ra tay đấy. Sắc mặt Vương Đại Toàn vô cùng khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói. Trưởng thôn, mấy người phải nghĩ kỹ đó. Hôm nay nếu muốn vì chuyện này mà đuổi tôi đi, thì kế hoạch tái định cư của người trong thôn sẽ đổ sông đổ bể. Sắc mặt trưởng thôn hơi đổi, vội vàng nói. Tổng giám đốc Vương, xin cậu nghĩ kỹ. Chuyện tái định cư của thôn là chuyện lớn nhất,
trưởng thôn đương nhiên sẽ xem trọng. Vừa nghe thấy kế hoạch tái định cư đổ sông đổ bể, mặt trưởng thôn vô cùng khó coi. Tần Lâm cười khẩy, chỉ là nhà tái định cư thôi mà, uy hiếp được ai chứ? Vương Đại Toàn hừ lạnh một tiếng, hừ, sao tôi không uy hiếp được chứ? Hạng mục tái định cư này là do công ty tôi làm, tôi mà không gật đầu thì thôn mấy người đừng hòng tái định cư được. Hôm nay tôi phải nói rõ, nếu Điềm Điềm không làm vợ tôi, thì thôn mấy người đừng nghĩ đến chuyện tái định cư nữa. Dù sao đều đã vạch rõ bộ mặt rồi, Vương Đại Toàn cũng không cần thiết nể nang gì bọn họ nữa, cứ nói thẳng ra lại hơn. Lời vừa dứt, sắc mặt Chu Điềm Điềm lập tức thay đổi. Tên khốn, tôi sẽ không bao giờ ở với loại người như anh đâu. Vương Đại Toàn này càng ngày càng quá đáng, bây giờ bắt đầu uy hiếp cô ấy, đúng là thằng điên. Vương Đại Toàn lạnh lùng hừ một tiếng, vậy thì thôn của mấy người chỉ có nước sống ở nền trời chiếu đất thôi, trưởng thôn, chú Chu, chỉ cần có tôi ở đây, mấy người sẽ không xử lý được việc tái định cư đâu. Vương Đại Toàn chẳng có bản lĩnh gì, chỉ có thể làm được mỗi việc này. Sắc mặt trưởng thôn vô cùng khó coi, Tổng Giám Đốc Vương, chuyện tái định cư của thôn chúng tôi cũng không nên dựa vào tình cảm để quyết định chứ. Vương Đại Toàn cười khẩy, xin lỗi, con người tôi, công việc và tình cảm luôn gắn liền với nhau, nếu như tình cảm không thuận thì cũng không làm tốt được công việc. Vương Đại Toàn tỏ vẻ không sợ chết, mặt đầy vẻ uy hiếp, dù sao hôm nay cũng đã nói toạc ra rồi, một là ôm được mỹ nhân về nhà, hai là chó cùng rứt dậu, ai cũng không được lợi. Nghe thấy Vương Đại Toàn kiêu ngạo như vậy, Tần Lâm cười khẩy. Chỉ có mỗi việc tái định cư mà nghĩ mình có lợi thế hơn người lắm à? Chút quyền lợi nằm trong tay anh này thì có thể trở thành con bài uy hiếp người khác chắc. Vương Đại Toàn lạnh lùng hừ một tiếng, không sai, đây chính là con bài uy hiếp người khác của tôi, anh thì làm được gì? Đây là năng lực của tôi, có giỏi thì anh giúp thôn Phúc Điền tái định cư đi. Tần Lâm cười nhạt, tái định cư chứ gì, được thôi, không thành vấn đề. Nói xong, Tần Lâm cầm điện thoại lên, gọi vào một dãy số. Nhìn thấy Tần Lâm đồng ý. Vương Đại Toàn lập tức cười khẩy, tên nhãi này đúng là kiêu ngạo, còn nghĩ mình làm được thật. Hạng mục tái định cư này nằm hết trong tay Vương Đại Toàn, người khác không xử lý được đâu, tên họ Tần kia cho dù có nhiều tiền thì có thể xử lý được quyết định công ty anh ta chắc. Tần Lâm gọi cho Hà Niệm Anh, mấy phút sau, Hà Niệm Anh bắt máy. Alo, tiểu sư huynh à, tôi là Hà Niệm Anh đây. Tần Lâm nói, sư muội có biết thôn Phúc Điền không? Hà Niệm Anh sững sờ, tôi biết, tôi cũng từng nghe qua về thôn này rồi, nó sắp được phá dỡ và tái định cư phải không? Sao vậy, tiểu sư huynh? Tần Lâm nói, thôn này là nhà của bạn tôi, sư muội nhận hạng mục phá dỡ và tái định cư này đi. Hà Niệm Anh nghĩ một lúc rồi nói, không thành vấn đề. Hạng mục này vốn không phải của Hà Niệm Anh, nhưng dù sao cũng là chuyện của ngành bất động sản, chỉ cần có liên quan đến ngành này thì Hà Niệm Anh có thể xử lý được. Hơn nữa tiểu sư huynh đã mở lời rồi, bà ấy cũng không dám chậm trễ. Bà ấy lập tức đồng ý, cúp máy xong, Hà Niệm Anh liền liên lạc với một số người. Khoảng 3 phút sau, điện thoại của Vương Đại Toàn vang lên, nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, anh ta nhíu mày, nhưng vẫn bắt máy. Alo, tôi là Vương Đại Toàn. Cái gì, bảo tôi phải bỏ hạng mục tái định cư á? Nằm mơ đi, đây là hạng mục duy nhất trong nửa năm tới của chúng tôi. Công ty chúng tôi phải dựa vào nó để sống đấy. Bất động sản Hà Thị, một công ty lớn như bọn họ tại sao cứ muốn cướp hạng mục nhỏ này? Cái gì, bất động sản Hà Thị thậm chí còn nói muốn đối phó với tôi. Nếu như tôi không đồng ý thì sẽ cho tôi không có đất dung thân. Cũng không biết là ai gọi cuộc điện thoại này, sau khi nói xong, Vương Đại Toàn cảm thấy trời đất sụp đổ, như bị giáng một gậy vào đầu. Chết rồi, chết chắc rồi. Hạng mục nửa năm tới của Vương Đại Toàn đi tong rồi. Bất động sản Hà Thị lại đi uy hiếp anh ta. Công ty lớn này lại nhằm vào anh ta. Vương Đại Toàn sợ đến mức hai chân run lẩy bẩy. Bất động sản Hà Thị là của Hà Niệm Anh. Hơn nữa không chỉ hạng mục này, bất động sản Hà Thị thậm chí đã thể hiện rõ quan điểm rồi. Công ty của Vương Đại Toàn sau này khó có thể sống lắm. Vương Đại Toàn mặt xám như tro, đứng ngây người ở đó, mặt mày mờ mịt. Tần Lâm lạnh lùng nhìn anh ta rồi nói. Nghe thấy chưa, hôm nay không cần anh nữa, anh có thể đi rồi. Sắc mặt Vương Đại Toàn thay rồi, anh Tần, tôi sai rồi,
mong anh Tần có thể cho tôi một cơ hội. Tần Lâm lạnh lùng hừ một tiếng, đánh mắt với bảo vệ lập tức hiểu ý, kéo lấy tay Vương Đại Toàn, lạnh lùng nói. Đi thôi, đừng để tôi phải dùng côn điện. Nói xong, Vương Đại Toàn liền bị tống cổ khỏi trang viên Thanh Mai. Trưởng thôn kinh ngạc nói. Tiểu Tần à, cháu thực sự có thể giúp chúng tôi giải quyết vụ tái định cư sao? Tần Lâm gật đầu, vâng ạ, trưởng thôn, hơn nữa bất động sản Hà Thị sẽ là công ty xử lý hạng mục tái định cư. Trưởng thôn già kích động nói, vậy thì tốt quá, vậy thì tốt quá. Vốn cho rằng có một công ty bất động sản nhỏ có thể giải quyết việc tái định cư đã là tốt lắm rồi, kết quả không ngờ lại là bất động sản Hà Thị. Nhà của bất động sản Hà Thị là dạng nhà cao cấp, trưởng thôn đương nhiên kích động vô cùng. Chu Điềm Điềm cũng vô cùng kích động, anh Tần à, anh quen cả người của bất động sản Hà Thị à, anh lợi hại quá. Tần Lâm cười nhạt, cũng không nói gì, Vương Đại Toàn này đúng là loại não thiếu nếp nhăn. Trang viên Thanh Mai này là sản nghiệp tốt nhất của bất động sản Hà Thị, Vương Đại Toàn nhận ra được mối quan hệ giữa Tần Lâm và Hà Niệm Anh, vậy mà cứ đòi tỏ vẻ, đúng là muốn chết. Tần Lâm sắp xếp xong phòng cho trưởng thôn, Chu Điềm Điềm và mọi người, để bọn họ ở đây một đêm. Khi Tần Lâm đang chuẩn bị thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên, một số lạ ở Đông Hải gọi đến. Sau khi bắt máy liền nói, ai đấy? Lão Tần à, tớ là Mã Húc. Tần Lâm sững sờ, sau đó nở nụ cười. Húc tử, sao cậu biết số của tớ vậy? Trương Minh nói cho cậu biết à? Lúc trước Tần Lâm từng gặp lại bạn học tốt nhất thời đi học, Trương Minh, còn mua cho Trương Minh một con Rolls Royce Cullinan. Trên thực tế ngoại trừ Trương Minh ra, Tần Lâm còn một người bạn tốt khác tên Mã Húc. Năm đó ba người là bộ ba ở trường học, chỉ có điều Mã Húc đã sớm bỏ học, thậm chí còn bỏ học sớm hơn Trương Minh, vậy nên sau này không liên lạc được nữa. Không ngờ Trương Minh và Mã Húc vẫn còn liên lạc với nhau, Tần Lâm vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Lão Tần à, ngày mai tớ kết hôn, hôm nay Trương Minh mới nói với tớ, tớ lại đang thiếu một phù rể, cậu có đến được không? Được nhé. Tần Lâm không nghĩ mà đồng ý luôn. Anh chẳng có mấy người bạn thân, hơn nữa bạn bè lúc trước khi anh rơi vào cảnh sa sút vẫn đưa tay giúp đỡ, những người bạn như vậy thật đáng quý. Cho dù bây giờ Tần Lâm có thân phận địa vị cực cao, giàu có hơn người, nhưng anh vẫn thích làm một người bình thường. Làm phù rể cho người khác có lẽ là cơ hội chỉ có một vài lần trong đời người. Mã Húc này là bạn rất tốt của anh, lúc đầu sau khi Tần Lâm sa cơ lỡ vật, anh ấy vẫn liên lạc với Tần Lâm, chỉ có điều lúc đó anh bị người ta đuổi giết, ngay cả mẹ nuôi cũng không dám liên lạc, thì đâu dám liên lụy đến bạn học cũ. Bây giờ thì ổn rồi, Tần Lâm đã trở nên lớn mạnh, có thể không quan tâm đến người khác, dù sao cũng là cơ hội tụ tập cùng bạn học cũ. Được, ngày mai tớ với Trương Minh sẽ làm phù rể cho cậu, xe cũng có rồi, phù rể cũng có rồi, mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa rồi. Tần Lâm lúc trước đưa cho Trương Minh một chiếc Rolls Royce Cullinan, vừa hay có thể làm xe cưới cho Mã Húc. Hai người hàn huyên một hồi, Tần Lâm biết, Mã Húc sống không quá tốt, có điều đang trong giai đoạn phấn đấu. Anh ấy hẹn hò được với một cô bạn gái xinh đẹp, mặc dù xuất thân từ nông thôn, nhưng khuôn mặt xuất chúng, Mã Húc rất thích cô bạn gái này. Bên nhà gái cũng yêu cầu mua nhà mua xe, Mã Húc tích tiền rất lâu, cuối cùng mới tích đủ, cũng được coi là thành công. Nghe thấy Mã Húc nhiệt tình kể lại những chuyện anh ấy trải qua, Tần Lâm cũng vui thay anh ấy. Có thể dựa vào hai bàn tay trắng mà dần dần đi lên, đây là một chuyện đáng vui mừng. Được rồi, tớ không làm phiền cậu nữa, ngày mai còn phải dậy sớm, cậu đi cùng Trương Minh đến nhé, tớ sẽ bảo Trương Minh đến đón cậu. Nói xong, hai người liền cúp máy. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Lâm vừa tỉnh dậy, mới có hơn 3 giờ sáng, Trương Minh đã gọi đến. Lão Tần, mau xuống đi, tớ đến dưới nhà cậu rồi. Tần Lâm cạn lời, Trương Minh thích cực thế, có điều cũng hết cách, đây là bạn thân nhất, lấy vợ lại là chuyện trọng đại cả đời, đương nhiên cũng phải thích cực rồi. Được, tớ dậy ngay đây. Tần Lâm nhanh chóng trải chuốt một hồi, sau đó ra khỏi nhà. Trương Minh đưa cho Tần Lâm bộ trang phục. Mặc đi, đây là trang phục phù rể của chúng ta đấy. Nhìn thấy quần tây, áo sơ mi trắng, nơ. Tần Lâm cười, đây là lần đầu tiên trong đời anh được làm phù rể, cảm thấy rất mới lạ. Anh nhanh chóng thay đồ trong xe, hai người liền lái xe vào thành phố. Trong thành phố, ở một khu dân cư bình thường,
có một anh thanh niên đang đi xuống, anh ấy mặc tây trang đi giày da, trải chuốt trông rất đẹp trai. Hai người gặp nhau, lập tức kích động. Lão Tần, Húc Tử. Mặc dù 10 năm không gặp nhưng Tần Lâm và Mã Húc vẫn cảm thấy thân thuộc. Lão Tần, cậu trông vẫn vậy nhỉ, vẫn đẹp trai thế. Tần Lâm cười, không đẹp trai bằng cậu, dù sao hôm nay cậu cũng là chú rể. Ha ha ha, chuyện thường, hôm nay là ngày vui nhất của Mã Húc, đương nhiên sẽ rất vui, nên hai người cũng đùa qua lại mấy câu. Lão Tần, nghe nói bây giờ cậu đang là bác sĩ à? Mặc dù không còn cuộc sống của đại thiếu gia khi xưa nhưng vẫn rất ổn, sau này tớ bị bệnh gì thì nhờ cậu khám nhé. Tần Lâm bây giờ rất có tiền, nhưng Trương Minh cũng không nói. Mặc dù bọn họ rất thân thiết, có điều có những chuyện Trương Minh vẫn không nói được, xe của anh cũng bảo là vay để mua chứ không phải Tần Lâm tặng. Vậy nên Mã Húc cho rằng Tần Lâm chỉ là bác sĩ bình thường thôi. Nếu như để anh ấy biết Tần Lâm bây giờ lợi hại thế nào, chắc Mã Húc không dám nhờ Tần Lâm làm phù rể. Tần Lâm nghe xong, cười nhạt, nhìn Trương Minh tỏ ý khen ngợi. Như này cũng rất tốt, đừng vì chuyện tiền bạc mà làm mối quan hệ giữa bạn bè trở nên xa cách. Hôm nay là ngày quan trọng nhất đời tớ, bọn cậu phải giúp tớ đấy, để có thể lấy được Miên Miên, tớ đã tốn rất nhiều công sức, chúng ta lên xe thôi. Trương Minh lái xe, Mã Húc ngồi ghế phó lái, Tần Lâm ngồi ghế sau, quãng đường khá xa, ba người cũng ôn lại chuyện xưa. Sau khi lên xe, Tần Lâm nói. Tớ nghe nói, để lấy được vợ, cậu phải tốn rất nhiều tiền phải không? Mã Húc thở hài, hai, cũng hết cách. Nhà Miên Miên không đồng ý chúng tớ đến với nhau, sau này tớ dùng nhiều cách thì họ mới đồng ý, bảo tớ phải mua một căn nhà, một chiếc xe thì mới gả cô ấy cho tớ. Lúc đầu họ yêu cầu phải mua một căn nhà ở Vành Đai 3, xe 200.000, như vậy họ mới đồng ý gả Miên Miên. Sau này tớ mua được một căn nhà ở Vành Đai 4 khu ngoại ô, hơn 60m², mua được một chiếc xe hơn 70.000, mà đều phải mua trả góp. Mấy năm nay đi làm. Tớ kiếm được bao nhiêu tiền đều dồn để chữa bệnh cho bố tớ, không tiết kiệm được nhiều, chỗ tiền này vốn là để làm tang lễ cho bố mẹ, nếu không phải vì lấy vợ thì tớ cũng không bỏ ra đâu. Trương Minh lái xe, đánh mắt với Tần Lâm qua gương chiếc hậu, có thể hiểu được tâm tư của đối phương. Bọn họ muốn giúp Mã Húc, có điều Mã Húc này rất sĩ diện, nếu như đưa thẳng tiền cho anh ấy, e rằng sẽ không ổn, khéo còn ảnh hưởng đến tình cảm anh em. Tần Lâm nghĩ. Cứ đợi xử lý xong việc hôm nay đã, thực sự không ổn thì lại giống như Trương Minh, đưa công ty cho Mã Húc, để anh làm ông chủ. Mặc dù sống khá khổ, nhưng để lấy được Miên Miên thì tớ chấp nhận. Mã Húc cười, có thể nhận ra, anh rất thích Miên Miên, cho dù phải trả cái giá rất lớn nhưng có thể biến người yêu thành người nhà thì anh ấy vẫn rất vui. Tần Lâm và Trương Minh thật lòng chúc phúc cho bọn họ, cũng rất tò mò về cô Miên Miên này. Nghĩ không biết cô này trông như thế nào mà khiến Húc Tử yêu sâu đậm đến vậy. Sau khi lái xe khoảng một tiếng đồng hồ, bọn họ đã đến một thôn tên là Thái Gia Câu. Thôn Thái Gia Câu này trông cũng khá tầm thường, có lẽ là một trong những thôn nghèo của huyện, điều kiện sống cũng không tốt. Tần Lâm và Trương Minh nhìn nhau, bĩu môi. Không ngờ điều kiện gia đình nhà nữ lại kém đến vậy, thế mà yêu cầu Mã Húc cao đến thế, vừa phải có nhà vừa phải có xe. Có điều một người đánh một người chịu đánh, bọn họ cũng không dám nói gì. Xe dừng ở cổng vườn, sau khi xuống xe, nhiếp ảnh gia bắt đầu quay phim chụp ảnh, Mã Húc hét lớn. Miên Miên, anh đến cưới em đây. Ở trong nhà có một cô gái mặc váy cưới đang ngồi trên giường lò, mặt người mẹ già ngồi bên cạnh khá âm u, bà ta nói. Hôm qua mẹ nghe nói, Mã Húc mua một căn nhà 5.000 tệ 1m², vị trí xa xôi hẻo lánh. Hơn nữa xe của cậu ta cũng phải vay trả góp mới mua được, nhà cậu ta đưa quá ít tiền, nếu như con mà gả qua bên đó thì sẽ phải chịu nhiều khổ cực. Miên Miên nhíu mày, mẹ, thế mẹ nói xem mình phải làm gì bây giờ. Mẹ Miên Miên lạnh lùng hừ một tiếng, Mã Húc này một tháng kiếm được không ít tiền, nhưng chút tiền này phải đưa hết cho bố mẹ cậu ta. Miên Miên nói, hình như không phải vậy đâu, Mã Húc nói bố anh ấy bị bệnh nặng, phải tốn rất nhiều tiền chữa bệnh. Mẹ Miên Miên lạnh lùng hừ một tiếng, khám bệnh thì tốn bao nhiêu tiền chứ, đúng là vớ vẩn, mẹ thấy bọn họ không nỡ tiêu tiền ấy. Con gái, con nhớ kỹ, khi xuống xe, phải hỏi cậu ta 88.000 tiền xuống xe, nếu không thì không được xuống xe, con hiểu chưa? Miên Miên gật đầu, mẹ, con nhớ rồi ạ.
Nói xong, liền mở cửa để Mã Húc vào nhà. Sau khi thực hiện một số quy trình, Mã Húc cũng được coi là đã ôm được Miên Miên lên xe. Sau khi lên xe, xe bắt đầu lái đến nhà mới. Lại thêm một tiếng đi đường nữa, trên đường Mã Húc bắt đầu giới thiệu. Miên Miên, hai người này là bạn anh, Trương Minh và Tần Lâm. Miên Miên chẳng thèm nhìn bọn họ, mặt mày lạnh lùng, còn chẳng ừ một tiếng, cứ coi như không nghe thấy gì. Điều này khiến sắc mặt Mã Húc lập tức hơi ngượng ngùng. Mã Húc cười ha ha, nhắm mắt nói, Miên Miên, hôm qua không ngủ ngon à? Hôm nay kết hôn, phải vui lên chứ? Miên Miên miễn cưỡng gật đầu, có điều mặt vẫn phụng phịu, tỏ ra lạnh lùng. Tàn Lâm và Trương Minh cũng không nghĩ nhiều, chắc là do tính cách của cô dâu thôi. Phù dâu cũng rất nhiệt tình, ngồi ở sau, nói chuyện suốt với Tần Lâm và Trương Minh. Phù dâu này tên là Hiểu Vân, là một cô gái nông thôn. Các anh đều là bạn của anh Húc à, anh Húc là người cuồng công việc, chẳng nhẽ các anh cũng vậy. Anh Húc hát hay lắm, tôi định bảo anh ấy hát trong lễ cưới, nhưng anh ấy lại ngại. Anh Húc ngày thường cũng hay tập gym, cơ thể rắn chắc, tôi rất phục mấy người hay tập gym. Trên đường, trong lời nói của Hiểu Vân đều là việc cô ấy nể phục Mã Húc như thế nào, nếu như hôm nay không phải ngày kết hôn, chắc bọn họ còn nghĩ Hiểu Vân này yêu thầm Mã Húc. Có Hiểu Vân điều tiết bầu không khí trên đường vui vẻ hẳn. Cuối cùng cũng đến cổng nhà hàng. Nhìn thấy xung quanh cỏ mọc tùm, còn chẳng có lấy một cái trung tâm thương mại, sắc mặt Miên Miên đen xì. Bên trong nhà hàng, khách khứa đã ngồi kín, tất cả đều là người thân của Mã Húc. Một bà lão mặc trang phục màu đỏ đang đứng ở cổng, bà ấy chính là mẹ Mã Húc, đang đợi để đón cô dâu. MC đám cười thấy đội xe đến rồi lập tức cầm mic lên nói. Hiện nay, chú rể của chúng ta đã thành công đón cô dâu về, xe cưới đã đến cổng nhà hàng của chúng ta rồi. Có thể thấy, mặt mẹ chồng tươi như hoa, không đợi được muốn đón con dâu xinh đẹp về nhà. Khi đôi cô dâu chú rể này bước vào, mong mọi người có thể tặng bọn họ một tràng pháo tay nồng nhiệt để đón tiếp bọn họ. MC nói mấy câu, sau đó bầu không khí sôi động hẳn lên, mọi người đều la ó, mặt ai cũng đầy vẻ mong chờ mà đứng đợi ở cửa. Mẹ Mã Húc tươi cười, chỉ tiếc là bố Mã Húc còn nằm trên giường bệnh không dậy được, nếu không nhất định cũng sẽ đứng ở đây đón cô dâu. Tất cả mọi người đều vào đúng vị trí, Tần Lâm xuống xe trước mở cửa cho Mã Húc. Dù sao hôm nay Mã Húc cũng là nhân vật chính, anh là phù rể cũng nên phục vụ người ta thì mới phải đạo. Mã Húc xuống xe, mặt mày kích động. Anh đi ra cửa sau xe, mở cửa nói. Miên Miên, chúng ta xuống xe thôi. Ai biết được Miên Miên vẫn phụng phịu nói. Mã Húc, mẹ em nói rồi, phải đưa phí xuống xe thì em mới xuống xe. Mã Húc sững sờ, phí xuống xe. Bao nhiêu, hả em? Mã Húc cũng mới kết hôn lần đầu. Làm gì có kinh nghiệm đâu, cũng không biết có thứ mang tên là phí xuống xe. Có điều chắc là tượng trưng thôi, đưa lì xì để quay phim chụp ảnh là được. Miên Miên nói, 88.000, mẹ em nói rồi, thiếu một đồng em cũng không xuống. Sắc mặt Mã Húc thay đổi. 88.000. Đừng nói đến 88.000, cho dù có là 8.800 thì anh cũng không lấy ra nổi. Đắt như vậy là muốn lấy mạng anh luôn à? Lúc trước mua nhà mua xe đã phải vay trả góp rồi, bây giờ còn muốn thêm tiền, anh hết tiền rồi. Sắc mặt Mã Húc ngượng ngùng muốn chết, nói nhỏ với cô ta. Miên Miên, em cũng biết tình hình của anh mà, anh lấy đâu ra 88.000 chứ? Anh thực sự hết tiền rồi, thế này đi, em cứ xuống xe đi, em thư thư cho anh mấy tháng, sau này anh sẽ bù đắp cho em. Miên Miên lắc đầu, không được, ai biết anh có tiền hay không chứ, biết đâu mẹ anh có tiền. Phí xuống xe 88.000, thiếu một đồng em cũng không xuống. Mã Húc nhíu mày, Miên Miên à, mẹ anh lấy đâu ra tiền chứ, có tiền đều dùng để chữa bệnh cho bố anh rồi, em cũng đâu phải không biết, được rồi, em đừng làm trò nữa, em xuống xe được không? Mọi người đều đang đợi em kìa. Miên Miên cười khẩy một tiếng, Mã Húc, anh có biết phí xuống xe là gì không? Ý là nếu anh không đưa em tiền, em sẽ không xuống xe, cái này là do mẹ nói. Lúc này MC ở bên trong bắt đầu nhíu mày, không biết đã xảy ra chuyện gì, lại hét lớn một câu. Tiếp theo, mời cô dâu và chú rể đi vào. Câu hét này rất lớn, người bên ngoài đều có thể nghe thấy, Mã Húc và Miên Miên cũng nghe rõ mồn một. Mã Húc sốt ruột đến toát mồ hôi hột,
nhưng Miên Miên vẫn không chịu xuống xe. Hai người rằng có ở đây. Mẹ Mã Húc nhíu mày, muốn qua đó xem chuyện gì đang xảy ra, nhưng theo như quy trình thì bà ấy nhất định phải đứng ở đây, vậy nên bà ấy cũng không dám làm bừa, họ hàng người thân ở bên trong, ai ai cũng buồn bực. Gì vậy nhỉ, sao cô dâu không xuống xe? Đúng vậy, sao cô dâu không xuống xe? Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Hay là chúng ta qua đó xem sao? Người thân họ hàng bắt đầu trông mong, nhưng cô dâu sống chết không chịu xuống xe. Mã Húc đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt càng ngày càng sốt ruột. Miên Miên, anh xin em đấy, em xuống xe đi mà, sau này em muốn anh làm gì anh cũng chịu. Khách khứa bây giờ đã đợi hết ở trong, mẹ anh ấy cũng đang đứng ở giữa trời nắng chang chang, bà cũng sắp không chịu nổi rồi, MC cũng không biết mà hét mấy lần, mời cô dâu chú rể vào trong, rồi, bây giờ hôn lễ trở nên vô cùng ngượng ngùng, nếu Miên Miên cứ không xuống xe thì sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ mất. Tần Lâm và Trương Minh nhíu mày, đến khuyên mấy câu. Cô cứ xuống xe đi, có chuyện gì về sau hãng nói, bây giờ nhiều người đang nhìn như vậy, làm loạn cũng không hay đâu. Miên Miên nhíu mày nói, tôi kết hôn liên quan gì đến hai người. Tôi nói rồi, phải đưa phí xuống xe cho tôi, nếu không tôi sẽ không xuống xe. Phù dâu Hiểu Vân cũng không nhịn được nữa mà nói. Miên Miên, cậu đừng làm loạn nữa. Tớ thấy anh Mã Húc sốt ruột đến mức chảy đầy mồ hôi rồi kìa, anh ấy mà có tiền thật thì đã đưa cho cậu rồi. Cậu để thư thư cho anh ấy mấy ngày, đừng để anh ấy mất mặt mà. Miên Miên lạnh lùng hừ một tiếng, hôm nay ở trong tình cảnh thế này mà còn không đưa tiền thì sau này làm gì có chuyện đưa, tôi không quan tâm, hôm nay bắt buộc phải đưa phí xuống xe nếu không thì tôi không cưới nữa. Mã Húc nắm chặt nắm đấm, lau mồ hôi đầy đầu, mặt mày không vui. Miên Miên, em đừng có tùy hứng như vậy được không? Để cưới được em, anh đã tốn rất nhiều tiền rồi, bây giờ anh thực sự không còn tiền nữa, em cũng đâu thể làm khó anh như vậy. Miên Miên lạnh lùng hừ một tiếng, anh không đưa được tiền thì anh hỏi mẹ anh đi, mỗi năm anh đưa cho bà ta nhiều tiền như vậy, biết đâu bà ta không dùng tiền chữa bệnh cho bố anh mà cất làm của riêng thì sao? Mặt Mã Húc biến sắc, em nói. Hai chữ, nói láo, đến miệng nhưng vẫn không bật ra được. Dù sao hôm nay cũng là ngày vui, Mã Húc đã tốn rất nhiều tiền vào hôn lễ này rồi, đặt tiệc cưới, tìm công ty tổ chức hôn lễ, đều là tiền của anh ấy. Mã Húc nghiến răng, hít sâu một hơi, hỏi. Miên Miên, anh hỏi lại một lần nữa, anh không đưa phí xuống xe, em rốt cuộc còn muốn kết hôn không? Miên Miên trợn mắt, lạnh lùng hừ một tiếng, Mã Húc. Anh được lắm, dám uy hiếp tôi đúng không? Tôi nói cho anh biết, mẹ tôi nói rồi. Không đưa phí xuống xe thì tôi không kết hôn. Mã Húc lạnh lùng hừ một tiếng, được, không lấy thì không lấy. Nhìn thấy Mã Húc dám nói ra câu này, Miên Miên nổi giận. Tên họ Mã kia, anh là đồ khốn, nếu như không là tôi thì ai thèm thích anh chứ? Cả đời này anh cũng không lấy được vợ đâu. Hiểu Vân đứng bên nổi giận run người, đâu có ai oái âm như Miên Miên chứ? Anh Húc, anh đừng tin cô ta. Nếu như không ai gả cho anh thì em gả cho anh. Nghe thấy Hiểu Vân nói vậy, Mã Húc cảm động vô cùng, lập tức nắm tay Hiểu Vân, nói. Hiểu Vân, anh lấy em có đồng ý gả cho anh không? Hiểu Vân sững sờ, vừa nãy chỉ vội vàng nói ra câu này, không ngờ Mã Húc lại thực sự muốn lấy cô ấy. Anh Húc, em đồng ý lấy anh, em đồng ý gả cho anh. Nghe đến đây, ai ai cũng sững sờ. Hiểu Vân yêu thâm Mã Húc lâu lắm rồi, chỉ có điều Miên Miên là bạn gái của anh ấy nên cô không có cơ hội để tỏ tình. Hơn nữa Mã Húc là người trong cuộc nên rất mơ hồ, quá cố chấp với Miên Miên, không chú ý đến Hiểu Vân. Hôm nay Mã Húc thất vọng tột cùng với Miên Miên, bỗng nhiên quay đầu mới phát hiện ra Hiểu Vân tốt đẹp hơn Miên Miên hàng ngàn lần. Vừa hay hôm nay lại tổ chức hôn lễ, nếu Miên Miên không muốn lấy anh thì anh lấy Hiểu Vân. Mã Húc bỗng nhiên thông suốt hẳn. Gần ngay trước mắt mà không nhận ra cứ đốt đèn đi tìm. Mã Húc dắt tay Hiểu Vân, đưa cô ấy vào lễ đường. Mọi người hơi mông lung, trong tình huống thông thường, chú rể phải dắt tay cô dâu vào. Kết quả bây giờ, chú rể lại dắt tay phù dâu đi vào. Hiểu Vân còn mặc váy phù dâu nữa. Đi đến trước mặt mẹ, Mã Húc nói với Hiểu Vân. Hiểu Vân, gọi mẹ đi. Hiểu Vân hơi đỏ mặt, có điều vẫn gọi. Mẹ. Mẹ Mã Húc gật đầu, cô con dâu này tốt hơn cô gái kia nhiều,
vừa xinh vừa hiền thục. MC dù sao cũng là dân chuyên, phản ứng rất nhanh liền nói. Hôn lễ tiếp tục, mời cô dâu chú rể đi vào. Mã Húc đưa Hiểu Vân đi vào buổi lễ. Tần Lâm và Trương Minh cũng vội vàng đi theo, nhóm cameraman cũng đi theo, chỉ có mỗi Miên Miên bị bỏ trong xe cưới. Miên Miên mắt chữ A mồm chữ O, tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Mã Húc, đồ khốn. Hôn lễ được diễn ra như thường, dù bên nhà nữ không đến, người ở đây đều là người thân của Mã Húc, lấy được vợ là được rồi, quan tâm lấy ai làm gì. Hơn nữa trông Hiểu Vân này hiền thục hơn cô trước nhiều. Buổi lễ kết hôn bắt đầu, Mã Húc cũng cảm giác như được giải thoát, anh ấy đã thất vọng vô cùng với Miên Miên, bây giờ Hiểu Vân mới là cô gái của anh. Hôn lễ kết thúc, Hiểu Vân vội vàng đổi quần áo, đi chúc rượu với Mã Húc. Lúc này Miên Miên mặc váy cưới đi vào nhà hàng. Nhìn thấy Miên Miên xuất hiện, khách khứa đều cảm thấy ngại ngùng. Miên Miên nhíu mày, lạnh lùng nói. Mã Húc, anh thích cô ta ở điểm nào? Nhà cô ta còn nghèo hơn nhà tôi. Mã Húc lạnh lùng hừ một tiếng, nghèo thì làm sao? Tôi lấy thì cô ấy là vợ tôi, cô ấy cũng không phải loại phụ nữ lấy tiền làm phương châm sống. Anh, Miên Miên tức đến mức nghiến răng, anh bảo ai là loại lấy tiền làm phương châm sống cơ. Miên Miên nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt, mặt khinh bỉ. Hiểu Vân, cô đúng là to gan, cô sợ mình không gả được cho người khác đúng không? Cô không biết Mã Húc là một tên nghèo rách à? Anh ta nợ ngân hàng rất nhiều tiền, cô gả cho anh ta thì cứ chờ cảnh trả nợ đi. Hiểu Vân lạnh lùng cười một tiếng, trả thì trả, có anh Húc ở bên. Có phải cùng anh ấy trả nợ thì tôi cũng cam lòng. Nghe thấy lời của Miên Miên, Tần Lâm đứng lên, cười nhạt, không quan tâm đến cô ta, mà lấy ra một chiếc lì xì, đưa cho Mã Húc. Húc tử, làm bạn bè bao năm, đây là chút lòng thành của tớ, chúc cậu kết hôn vui vẻ. Mã Húc sững sờ, cầm lấy bao lì xì, cười nói. Cảm ơn người anh em. Quà kết hôn vốn là tập tục, vậy nên Mã Húc cũng không để ý. Tuy nhiên Miên Miên lại cười khẩy, ha ha, xem bạn anh kìa, tiền mừng cũng chỉ có một bao lì xì mỏng dính, trông có vẻ bên trong chỉ có 100-200 tệ là cùng. Người nghèo ít chí, anh nghèo, bạn anh chẳng nhẽ không nghèo chắc. Sắc mặt Mã Húc thay đổi, muốn nổi điên, anh ấy không chịu được việc có người nhục nhã bạn anh. Có điều Trương Minh lập tức cười khẩy nói. Húc tử, mở phong bao ra rồi nói. Trương biết biết Tần Lâm có thân phận như nào. Anh mà ra tay thì sẽ đơn giản chắc. Anh có thể tùy tiện tặng cho Trương Minh một con Rolls Royce, chi tiền hào phóng, đây là thứ anh không thể nào tưởng tượng được. Mã Húc sững sờ, mở bao lì xì trước mặt mọi người, nhìn thấy bên trong là một tờ chi phiếu. Anh ấy lập tức sững sờ, Mã Húc chưa từng thấy tờ chi phiếu bao giờ đâu. Bên trên viết, chi phiếu của ngân hàng Hoa Hạ, số tiền, Hoa Hạ tệ, chữ, 100 triệu. Đằng sau là một dãy số. Một số 1 và một dãy số không theo sau. Nhưng vì đằng trước có chữ nên không cần đếm. Mã Húc sững sờ, 100 triệu. Lão Tần, cậu đùa tớ à? Miên Miên nghe xong liền cướp lấy tờ chi phiếu. Nhìn thấy số ở trên liền cười phá lên. Ha ha, bạn anh biết đùa thật, chi phiếu 100 triệu. Anh chém gió quá đà quá. Sao anh không chém nhiều lên chút, thành 10 tỷ đi? Có phải bên trên mỗi tờ sẽ có Ngọc Hoàng Đại Đế không? Miên Miên cảm thấy hài hước, Mã Húc như này sao có thể quen được bạn là đại gia? Có thể tùy tiện tặng 100 triệu thì phải là đại gia giàu có. Ít nhất cũng phải được như Hà Niệm Anh, Mạnh Văn Cương. Tần Lâm chẳng qua chỉ là bác sĩ, trẻ như vậy còn làm phù rể cho Mã Húc, có thể là người giàu chắc. Nếu như anh có tiền thật, chẳng nhẽ bạn anh lại bị làm khó bởi 88.000 phí xuống xe ư? Tần Lâm cười khẩy. Có đưa 88.000 phí xuống xe hay không là chuyện của Mã Húc. Nếu như anh ấy thực sự cần thì đừng nói đến 88.000, dù là 800 triệu thì Tần Lâm cũng sẽ không suy nghĩ mà cho anh. Nhưng Miên Miên này còn chẳng đáng cái giá 88.000, cho dù Tần Lâm có cho tiền để cô ta xuống xe thì Miên Miên cũng sẽ không thật lòng ở bên Mã Húc. Con người chỉ khi rơi vào tình cảnh khó khăn thì mới biết đâu là tình cảm thực sự, như Hiểu Vân, không ghét bỏ ra cảnh nghèo khó của Mã Húc. Có bao nhiêu tiền cũng đồng ý gả cho anh ấy. Người như này sau này mới có thể đối xử tốt với anh ấy, mới có thể làm vợ hiền mẹ tốt, yêu anh ấy cả đời. Mã Húc lạnh lùng nói. Cái này chẳng liên quan gì đến cô hết,
bạn tôi tặng tôi cái gì thì đều là lòng thành của anh ấy, ngàn dặm tặng lông ngỗng, quả cốt ở tấm lòng. Mã Húc đương nhiên không tin Tần Lâm có thể tặng anh 100 triệu. Cho dù Tần Lâm có tiền gia cảnh tốt thì cũng chỉ là một bác sĩ mà thôi, thu nhập hàng năm cùng lắm có mấy trăm nghìn, cho dù bản thân có kinh doanh thì cũng có bao nhiêu chứ, thu nhập năm lên đến mấy triệu là cùng lắm rồi. Mà cho dù thu nhập năm của Tần Lâm có là chục triệu đi chăng nữa thì cũng không thể nào đưa anh 100 triệu làm quà cưới. Đây nhất định là đùa, hoặc là muốn lấy lại mặt mũi cho Mã Húc. Mã Húc rất cảm động, biết Tần Lâm muốn lấy lại hình tượng cho anh ấy trước mặt Miên Miên. Nhưng tiếc là số tiền này quá lớn, bảo 10 triệu người khác còn tin, nhưng bảo 100 triệu thì đúng là nói chuyện trên trời. Miên Miên biết Mã Húc nghĩ gì liền cười khẩy. Liên quan gì đến tôi á? Vậy thì tôi phải xem tờ chi phiếu của anh có đổi được tiền thật không? 100 triệu đấy, tôi chưa nhìn thấy 100 triệu bao giờ đâu, sao nào, dám đổi không? Mã Húc lạnh lùng hừ một tiếng, tôi đổi hay không đổi thì cũng chẳng liên quan gì đến cô cả, đây là quà bạn tôi tặng, tôi đựa vào đâu mà bắt tôi cho cô xem. Miên Miên cười lớn, ha ha ha, Mã Húc à, Mã Húc à, anh đúng là vịt chết mà vẫn quăng quác cái miệng, đã đến nước này rồi mà vẫn cố sống cố chết giữ thể diện. Anh nói xem anh giả bộ cái gì, tôi không biết khả năng của anh sao. Nếu như anh có tiền thì tôi đã gả cho anh từ lâu rồi. Miên Miên đứng trước mặt biết bao nhiêu người nhục mạ Mã Húc, khiến anh không chịu nổi. Sắc mặt Mã Húc vô cùng khó coi, nhưng không hề phản bác. Tần Lâm nghe thấy vậy, liền cười nhạt một tiếng. Ha ha, Mã Húc đúng là có tiền, anh ấy không cho cô là vì cô không xứng mà thôi. Muốn xem 100 triệu tiền mặt à? Được, vậy tôi không đưa lì xì nữa, tôi đưa tiền mặt luôn. Nói xong, Tần Lâm lấy điện thoại ra, gọi cho Long Ích Huy. Rút 100 triệu tiền mặt trong tài khoản của tôi. Long Ích Huy ở đầu dây bên kia lập tức đồng ý. Vâng thưa cậu Tần, tôi đi làm ngay đây. Long Ích Huy lúc trước làm tay sai cho Tần Lâm, mấy chuyện như rút tiền đều do đích thân ông ta làm. Cậu Tần, cậu còn gì căn dặn nữa không? Tần Lâm nghĩ một lúc, ông đến cửa hàng Rolls Royce 4S, gặp Điềm Điềm, mua một chiếc Cullinan cho tôi, sau đó để tiền lên xe rồi lái đến đây. Vâng. Đều là bạn bè, Tần Lâm đương nhiên sẽ không thiên vị ai, tặng xe cho Trương Minh rồi thì cũng nên tặng cho Mã Húc một chiếc. Sau khi cúp máy, Miên Miên cười như được mùa, ôm bụng cười đến không thở nổi, dường như nghe được chuyện cười buồn cười nhất thế giới. Mấy người đúng là biết diễn thật, đúng là khiến tôi cười chết mà, mấy người sao không tự nhận mình là người giàu nhất Hoa Hạ đi. Còn mua cả Rolls Royce Cullinan, còn cả 100 triệu tiền mặt, tôi chưa từng thấy ai chém gió như vậy đâu. Tên họ Mã kia, tôi nói cho anh biết, hôm nay anh phải cho tôi xem bằng được 100 triệu tiền mặt, nếu không anh phải quỳ xuống nhận lỗi với tôi. Đối với Miên Miên, gả hay không gả cho tên quỷ nghèo này thì cũng chẳng có vấn đề gì, nhưng bị người ta cướp mất thì vẫn khó chịu. Cô ta có thể không gả cho Mã Húc nhưng Mã Húc bắt buộc phải làm con chó bám theo cô ta. Bây giờ Mã Húc lấy người khác, cô ta phải cho Mã Húc biết, cho dù lấy người khác thì anh ấy vẫn chỉ là tên nghèo rách thôi. Chỉ có điều anh ấy chọn cái giá rẻ hơn thôi. Mặc dù đến cuối, Hiểu Vân đều đứng bên Mã Húc, khoác tay Mã Húc không hề rời. Cho dù anh có nghèo khó, bên ngoài kiếm được bao nhiêu tiền thì cô ấy vẫn sẽ một lòng một dạ ở bên anh. Những người bạn khác cũng sững sờ, hơi có vẻ oán trách. Hôm nay là ngày vui của Mã Húc, người bạn này có làm quá rồi đấy. Đưa tờ chi phiếu 100 triệu làm trò mèo gì vậy? Không có ai tin đây là tờ chi phiếu 100 triệu thật, bao gồm cả Mã Húc cũng cho rằng Tần Lâm đùa. Còn về cuộc điện thoại ban nãy cũng chỉ là để kéo dài thời gian thôi, chẳng nhẽ Miên Miên có thể cứ đứng ở đây đợi chắc. Trương Minh đứng bên cạnh, mặt khinh bỉ. Húc tử, trông cậu có vẻ không tin lão Tần nhỉ, Trương Minh nói nhỏ. Mã Húc sững sờ, sau đó cười gượng. Trương Minh, cậu đừng đùa nữa, tớ biết bọn cậu có lòng tốt. Có điều chuyện ngày hôm nay thực sự mất mặt mà. Trương Minh cười cười nói. Vậy cậu đợi xem kịch hay đi. Mất mặt gì chứ? 100 triệu tiền mặt cùng con xe chục triệu mà mất mặt được à? Những người khác không biết Tần Lâm giàu đến đâu, nhưng Trương Minh lại biết rõ. Chiếc Cullinan của anh cũng là Tần Lâm mua tặng, hơn nữa Tần Lâm còn tặng anh một công ty có giá thị trường 500 triệu. Trương Minh từ một người làm công ăn lương bình thường đã trở thành một ông chủ lớn với khối tài sản cả 100 triệu,
tất cả những cái này đều là Tần Lâm ban tặng. Đừng nói đến tiền mừng 100 triệu, cho dù là 1 tỷ, Trương Minh cũng tin. Mã Húc nhíu mày, không biết Trương Minh đang nghĩ gì. Nhưng hai người này là hai người anh em tốt nhất của anh ấy, vậy nên Mã Húc cảm thấy họ sẽ không lừa mình. Cùng lắm mất chút thể diện thôi, cũng chẳng đáng vào đâu. Long Ích Huy lúc này đang ở cổng cửa hàng Rolls Royce 4S, sau khi đi vào, Tiểu Mai liền nhiệt tình chào đón. Ông đến mua xe phải không? Từ lần không tiếp đón Tần Lâm kia, bỏ qua khoản hoa hồng lên đến 500.000, Tiểu Mai bắt đầu nhiệt tình đón khách. Cho dù người đến là ai, cô ta vẫn vô cùng nhiệt tình, nhỡ may là ông chủ giàu có như Tần Lâm đến mua xe thì sao? Đặc biệt là Long Ích Huy còn ăn mặc tử tế như này, vừa nhìn là biết là người có quyền, người như ông đây chắc chắn là một khách hàng lớn. Tuy nhiên Long Ích Huy vừa vào cổng đã hỏi, ai là Điềm Điềm? Tiểu Mai sững sờ, sau đó nhíu mày, còn tưởng là khách, hóa ra là bạn của Điềm Điềm. Điềm Điềm, cô có bạn tìm gặp này. Chẳng mấy chốc Điềm Điềm đã đi ra ngoài. Tiểu Mai ôm cánh tay, sắc mặt lạnh lùng, chẳng phải đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, giờ đi làm thì đừng có gặp bạn ở cửa hàng, cô coi thường quy định của công ty à? Điềm Điềm ngượng ngùng, bảo biết rồi. Trên thực tế Tiểu Mai chẳng làm gì được Điềm Điềm, bọn họ vốn là nhân viên cùng cấp. Tháng trước thành tích bán hàng của Điềm Điềm rất tốt, có doanh thu bán hàng lên đến 30 triệu, là quán quân tiêu thụ của tháng, cửa hàng trưởng coi cô ấy như bảo bối, Tiểu Mai năm nay còn chưa bán được chiếc nào, sao có thể so được với Điềm Điềm chứ? Chỉ có điều là làm lâu rồi, thể hiện chút thôi. Điềm Điềm nhìn thấy Long Ích Huy, có hơi buồn bực, cô không quen ông ta. Chào ông tìm tôi. Long Ích Huy chỉ vào chiếc xe bên trong rồi nói. Cho tôi một chiếc Cullinan trang bị cao cấp. Điềm Điềm và Tiểu Mai lập tức trợn tròn mắt, ngay cả cửa hàng trưởng ở bên trong cũng trợn tròn mắt. Bây giờ đám nhà giàu bị sao vậy, mua xe mà cũng tùy hứng vậy à? Cũng không cần hỏi, không cần giới thiệu, thậm chí chẳng cần ngắm, vào cửa hàng liền đặt xe. Xe dễ bán như vậy thì bọn họ chẳng mấy mà phát tài. Điềm Điềm sững sờ, khách hàng bây giờ bị sao vậy, vừa vào cửa đã hỏi cô. Tìm được cô liền muốn mua xe, đây là... Hành vi này có hơi giống ai đó. Điềm Điềm hỏi, chào ông, sao ông biết tôi vậy? Chỉ mặt nói tên tìm đến Điềm Điềm nhất định là có người giới thiệu. Long Ích Huy nói, cậu Tần dặn tôi, xe này cũng là tôi mua giúp cậu Tần. Chu Điềm Điềm lập tức đỏ mắt, biết ngay là anh mà. Vừa mới tạm biệt không lâu, không ngờ Tần Lâm lại mua xe. Còn bảo không cố ý. Tiểu Mai nghe thấy câu này, ngưỡng mộ đến mức mắt đỏ lên, ngưỡng mộ đến nghiến răng ken két, ngưỡng mộ đến đố kỵ. Vừa nghĩ đến thái độ lúc đầu của mình với Tần Lâm tệ như vậy, cô ta hối hận muốn chết. Ở hôn lễ, mọi người đợi mãi, có một số người bắt đầu hết kiên nhẫn rồi. Mã Húc cũng biết chuyện gì đang xảy ra, vừa nãy Tần Lâm gọi điện nhất định là giả vờ để kéo dài thời gian, sao anh thực sự lấy được 100 triệu chứ? Nguyên Nguyên! Cô đừng ở đây đợi nữa, tí nữa cô còn có việc, cô về trước đi. Nguyên Nguyên đi rồi, bọn họ cũng không cần diễn kịch nữa, chỉ là muốn lấy chút thể diện trước mặt Nguyên Nguyên thôi. Tuy nhiên Nguyên Nguyên hiểu quá rõ ý này của Mã Húc, cười khẩy rồi nói. Mã Húc, anh không cần lừa tôi, hôm nay tôi cứ ở đây không đi, tôi nhất định phải xem được 100 triệu trông như thế nào, tôi phải đợi bằng được anh quỳ xuống xin lỗi tôi. Sắc mặt Nguyên Nguyên chóp vô cùng kỳ quái. Cô ta đương nhiên sẽ không thật sự để Mã Húc quỳ xuống, cô ta chỉ muốn sỉ nhục anh thôi. Tên khốn này, ngay cả bạn bè của anh ấy cũng ham hư vinh như vậy, sống chết giữ thể diện. Sắc mặt Mã Húc vô cùng ngượng ngùng, anh nhíu mày, cứng nở ngay tại chỗ. Đúng thời khắc ngượng ngùng này, tiếng nổ máy đùng đùng của ô tô vang lên. Trương Minh nghe thấy âm thanh này, miệng nở nụ cười. Anh biết rõ nó, đây là tiếng của Cullinan. Chiếc xe này được lái thẳng đến cổng. Chiếc siêu xe đỗ ngay trước cổng, mọi người kinh ngạc. Chiếc xe này đẹp quá. Có thể dễ thấy được vẻ sang trọng của Cullinan, xe mấy chục triệu đúng là đem lại cảm giác hơn người mà. Sau đó, một người đàn ông đầy sát khí, cao to lực lưỡng đeo kính râm đi xuống, ông ta khiến cho cảm thấy sợ hãi, khuất phục. Người như này dân thường nhìn thấy thậm chí còn không dám nhìn thẳng mặt. Long Ích Huy đi đến trước mặt Tần Lâm, cung kính nói. Cậu Tần, xe và tiền đều được đem đến rồi.
Long Ích Huy làm chuyện gì cũng rất chu toàn, nghe thấy Tần Lâm muốn dùng nó để tặng, còn gắn hoa màu hồng trên xe, trông không khác gì món quà. Tần Lâm mỉm cười, nói với Mã Húc. Húc tử, tặng cậu đấy. Nhìn thấy chiếc Cullinan này, Mã Húc bỗng sững ra. Bởi vì lúc trước anh đã từng thấy Trương Minh có xe, mà bọn họ cũng thường xuyên liên lạc với nhau. Lúc trước Trương Minh chỉ là một lập trình viên bình thường, đột nhiên lại lái một chiếc Cullinan nên cũng khá làm cho anh bối rối. Còn tưởng rằng Trương Minh cố tình thuê xe đến để làm xe cưới cho anh. Nhưng bây giờ nhìn thấy Tần Lâm cũng lái một chiếc như vậy đi qua, lúc này anh ấy mới chợt nhận ra, lẽ nào là do Tần Lâm tặng. Rồi nhìn lại bộ dạng vui vẻ của Trương Minh, dường như anh đã hiểu ra tất cả. Chẳng trách tên này lại có niềm tin vào lão Tần như vậy, hóa ra xe là do lão Tần tặng à. Lão Tần này thuộc giới siêu giàu ở ẩn chăng? Mã Húc bước đến vuốt ve chiếc Cullinan đầy khí chất này. Vừa mở cửa đã nghe, phịch, một tiếng, một xấp tiền giấy rơi xuống. Những tờ tiền đỏ tươi rơi xuống như một dòng nước màu đỏ. Cả một xe đều chứa đầy những xấp tiền này. Mọi người đều không biết 100 triệu thực sự là bao nhiêu, nhưng chắc chắn số tiền mặt trong xe là số tiền lớn nhất họ được thấy trước giờ. Mã Húc trợn tròn hai mắt rồi ngẩn ra. Nghe thấy 100 triệu hoàn toàn khác với việc nhìn thấy 100 triệu. Lão Tần đưa cho tấm séc 100 triệu thì anh cảm thấy như đang đùa, coi như giúp anh đỡ mất thể diện. Nhưng bây giờ Tần Lâm lại đưa hẳn 100 triệu tiền mặt, như thế này có thể giả được sao? Khi nhìn thấy số tiền mặt 100 triệu này đổ ra từ trong xe, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Miên Miên cũng trợn tròn mắt, cô ta không thể tin được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Cô ta bước đến chỗ chiếc xe, nhặt tiền từ dưới đất lên, sau đó kiểm tra tỉ mỉ. Là tiền thật. Thực ra không nhất thiết phải như vậy, với những chiếc xe như thế này thì làm sao mà tiền có thể giả được. Sắc mặt Miên Miên trở nên vô cùng phức tạp, bỗng một sự hối hận sâu sắc dâng lên trong lòng cô ta. Nếu như vừa rồi thuận lợi kết hôn với Mã Húc thì chiếc xe này, số tiền này chẳng phải đều là của cô ta cả sao. Dựa vào tình yêu của Mã Húc dành cho cô ta, đương nhiên cô ta sẽ muốn gì được nấy. Bây giờ thì coi như xong, mất tất cả rồi. Miên Miên đột nhiên nói, Mã Húc, anh vẫn còn yêu em đúng không? Anh có tiền rồi, chắc không còn để tâm đến số tiền xe 88.000 kia nữa nhỉ, chúng ta vẫn có thể kết hôn đúng không? Nghe những gì Miên Miên nói, Mã Húc liền cảm thấy buồn cười. Cô có cảm thấy nói ra mấy lời này hơi muộn không? Tôi không muốn lấy cô nữa. Sắc mặt Miên Miên tái nhợt, sau đó khoác lấy cánh tay Mã Húc rồi nói. Không, anh phải lấy em, anh còn yêu em mà, trước đây anh đối xử tốt với em như vậy, hiện tại anh chỉ đang tức giận mà thôi, có đúng không? Em dỗ anh một xíu là được chứ gì? Anh theo đuổi em lâu như vậy, chẳng lẽ bây giờ đến trước cửa rồi lại bỏ rơi em? Anh vẫn còn yêu em có đúng không? Mã Húc không thương tiếc đẩy cô ta ra, trên mặt lộ ra vẻ thờ ơ. Miên Miên! Tôi không yêu cô nữa, từ lúc cô không chịu bước xuống xe thì tôi đã không còn yêu cô nữa rồi. Trước đây tôi đối xử với cô tốt như thế, chỉ vì tôi thích cái cảm giác như vậy mà thôi, vừa nãy lúc tôi đòi chia tay, tôi đã không còn chút lưu luyến nào rồi. Vậy nên cô đừng ảo tưởng nữa, từ hôm nay trở đi, tôi với cô sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Sắc mặt Miên Miên thay đổi rõ rệt, cô ta vội vàng quỳ xuống đất, ôm lấy chân Mã Húc rồi nói. Em sai rồi, chỉ cần anh tha thứ cho em thì anh bảo em làm gì cũng được, từ nay về sau em sẽ không làm mình làm mẩy với anh nữa, em không cần gì cả, em chỉ muốn kết hôn với anh thôi, cầu xin anh đấy. Nhìn thấy bộ dạng Miên Miên quỳ trên mặt đất, Mã Húc bỗng cười khẩy. Cuộc đời thật trớ trêu, lúc không có tiền thì toàn là Mã Húc quỳ xuống cầu xin cô ta. Bây giờ có tiền rồi lại đổi thành Miên Miên cầu xin Mã Húc. Lúc tôi thích cô thì cô lại không trân trọng, một khi tôi đã hết thích thì cô cũng chỉ như vậy mà thôi. Miên Miên, cứ coi như chúng ta chưa từng quen biết nhau đi. Nói xong, Mã Húc tiến lên một bước, rút chân ra. Miên Miên ngay lập tức loạng choạng ngã xuống đất. Mã Húc nắm lấy tay Hiểu Vân rồi nói. Nào, đây là xe bạn anh tặng, em lên thử đi. Được. Hiểu Vân mỉm cười rồi lên xe thăm thú. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Sắc mặt Miên Miên bỗng xám xịt như xác chết, trong đầu cô ta chỉ còn chứa nỗi hối hận tột cùng mà thôi. Đám cưới kết thúc một cách suôn sẻ,
Mã Húc cũng đã lấy được cô dâu như ý, cộng thêm số tiền mặt và chiếc siêu xe mà Tần Lâm tặng này, chẳng mấy chốc anh đã trở thành một đại gia mới. Ba anh em cùng nhau ngồi trên xe, Mã Húc xúc động nói. Không ngờ 10 năm qua, lão Tần lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Bọn họ đều là anh em của nhau, mặc dù bây giờ thấy Tần Lâm vô cùng thành công, nhưng bọn họ đều biết 10 năm qua anh cũng sống không dễ dàng gì. Tần Lâm bèn cười nhạt, chuyện đã qua rồi, đừng nhắc đến nữa. Mã Húc và Trương Minh cùng gật đầu, đúng vậy, chuyện đã qua rồi thì không cần nhắc đến nữa, bây giờ chúng ta đang sống rất tốt, có đại gia như lão Tần đây thì sau này chúng ta không cần phải lo cơm ăn áo mặc nữa rồi. Đều là anh em của nhau cả, cũng không cần phải nói chuyện cả nể như vậy làm gì, bọn họ càng không khách khí thì Tần Lâm càng cảm thấy giống như người nhà hơn. Không nói chuyện này nữa, nói chuyện của bố cậu đi, nghe nói chú bị ốm à. Vừa nhắc đến chuyện này, Trương Minh nhất thời vỗ đùi một cái. Đúng vậy, mau nói ra bệnh tình của chú đi, bây giờ lão Tần là thần y đó. Mã Húc lập tức sững ra, thật không, lão Tần là thần y á? Nói nhảm nhí gì đó, số tiền này đều là do lão Tần chữa bệnh kiếm được đó. Ôi trời, lợi hại vậy sao, mau đi thôi, tớ sẽ kể trên đường đi. Trị bệnh cho bố là điều quan trọng nhất, Mã Húc vừa nghe thấy Tần Lâm là thần y, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này được. Trên đường đi, Mã Húc cũng nói sơ qua bệnh tình của bố anh ấy. Bố của Mã Húc là một tài xế taxi tên Mã Kiến Quân. Tài xế taxi khó tránh khỏi việc tranh làn đường, đương nhiên cũng sẽ chạy đua với thời gian để kiếm được nhiều tiền hơn. Có một lần va chạm với nữ tài xế, Mã Kiến Quân thật sự rất hối lỗi, ông vừa định xuống xe để xin lỗi. Kết quả người phụ nữ đó vừa xuống xe liền không nói lời nào, ngay lập tức tát thẳng vào mặt Mã Kiến Quân. Người phụ nữ đó lái chiếc Maserati, vừa nhìn liền biết đó là con nhà giàu. Nhưng ông Mã cũng thuộc kiểu nóng tính, nếu cô đánh tôi trước thì tôi sẽ đánh lại cô. Và rồi ông cũng tát người phụ nữ kia một cái. Người phụ nữ đó lập tức nổi giận, lên xe, đạp phanh rồi lao về phía ông. Ngay lập tức tông ông Mã đến mức phải nhập viện. Sau khi được chẩn đoán tại bệnh viện, Mã Kiến Quân đã bị gãy xương sống và liệt nửa người, hiện tại ông không thể nào động đậy được, cứ như một người bị phế vậy. Vừa dứt lời, Trương Minh đột nhiên tức giận. Ngông cuồng quá rồi, người phụ nữ đó đâu? Đền tiền chưa? Trương Minh lắc đầu thở dài. Hai, nghe nói người phụ nữ đó là tình nhân của thiếu gia nhà họ Hoa nuôi ở bên ngoài, vừa có tiền vừa có quyền, căn bản không thể dây vào được. Mẹ tớ trên đường đi báo cảnh sát đã bị đánh cho một trận, bọn họ nói rằng chúng tớ không được phép báo cảnh sát, nếu không thì sẽ giết cả nhà. Mã Húc nói đến đây liền thở dài. Ai lại không biết đến ba đại gia tộc ở Đông Hải chứ? Anh chỉ là một người bình thường thì sao có thể dám dây vào người của ba đại gia tộc đây? Đối mặt với cường quyền, bọn họ chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Tần Lâm liền cau mày, hừ lạnh một tiếng. Nhà họ Hoa, bọn họ làm trò cũng hay đó, mà thôi, cũng đã đến lúc xử lý luôn một lần rồi. Tần Lâm từ từ xử lý từng chút trong ba đại gia tộc, nếu như chọc phải anh em của mình tức giận thì anh sẽ tiễn bọn họ lên đường luôn. Mã Húc sững ra một lúc rồi nói. Lão Tần, đừng kích động quá, tớ biết là cậu có bản lĩnh, nhưng ba đại gia tộc cũng không dễ dây vào đâu. Tần Lâm chỉ cười nhạt, nhưng không nói gì thêm. Ba đại gia tộc đã bị diệt hai, bây giờ chỉ còn lại mỗi nhà họ Hoa mà thôi. Được rồi, trước mắt không nói chuyện này nữa, cứ để tớ khám bệnh cho chú trước đã. Trong mắt người khác, chứng liệt nửa người là không thể nào chữa khỏi được, nhưng đối với Tần Lâm thì chưa chắc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 37.